Lắp cho chị xi men trăm trăm sáu mấy chưa, trăm sáu chục. Năm nào cũng được, không có đeo. Hello mấy chị đẹp. Ồ, chưa quên đi cái đám nữa. Thuận ơi, lát ra lấy cái hộp dưỡng mi, cái dầm của Mỹ mới về ra ngoài lấy chị hộp, lát chị like cho khách nha. Ừ, cái cây dưỡng mi cô, cái cây gì đó. Không gì hộp. Này nha, ờ, nãy chị đem vô trong buồng chị để nữa. Chị có đem vô rồi đó. Ủa nó xinh đẹp quá. Dạ, dây chuyền em đang đeo quá chị. Dây chuyền em đeo là dây vuông. Cái dây vuông này thì em chốt cho livestream cho mấy chị là 165.000 đó chị. Đây, cái dây vuông mà dây em full đang đeo là 165.000. Có cái lô cưng luôn nha chị ơi. Hết dây này lên mẹ mới dây vuông 165 giùm em ha. Quá xinh luôn. Hai mấy đồ 22. Dây vuông là 165.000 giùm em ha. Hello chị Ngọc Mỹ, hello chị Hồng Khiên. Tăng sale giùm em nha mấy chị ơi. Chị đẹp này đang xem livestream bấm giùm em chấm nha mọi người ơi. Mã sale nè, sale nhẫn. Bông một sàn đẹp. Hello chị Mỹ Ngọc. Hello chị Mỹ Ngọc. Hello chị Huỳnh Như. Ờ, dây vuông là 165.000 nha chị đẹp ơi. Dây vuông chốt cho mấy chị 165.000. Bây giờ em lên bông sale cho mấy chị đi ha. Em lên bông sale cho mấy chị luôn ha. Rất là cưng giùm em luôn. Bông hồi nãy mình nói cho mã xã là mã máy đó nha. Bông này bông sale quét cho mặt xã ca luôn nha. Rồi em lên cho mấy chị đo bông này luôn nha mấy chị, rất là cưng luôn. Chị đã hết cái bông này mấy chị lên em xã ca 18 là một em bông rất là đẹp giùm em luôn ha mấy chị. Đây cái này nó xã ca 18 lên em xã ca 18 chốt đo bông này luôn cho mấy chị. Còn ba đôi, còn ba đôi bấy nhiêu nhớ ghi giùm em thêm chữ xã nha mọi người. Xã ca 18 giùm em, đôi bông này em chốt cho lê chim cho mấy chị 39.000 luôn. Đôi này em bán 75.000 mấy chị. Đôi này rất là cưng nha mấy chị. Giờ nào để xã ca 18 lên em nó xã ca 18. Em hello chị Thị Phương. Ờ, cái này em không biết nó tùy cơ địa của mỗi người mấy chị. Mấy chị đẹp ơi, chỗ nào đang xem lê chim chấm giùm em chấm nha mấy chị. Xã ca 18 em chốt đôi bông này cho mấy chị luôn. Với giá là 39.000, em còn 3 đôi. Em còn 3 đôi nha mấy chị. Bông này mang rất là cưng mà dạng bông dài, ở dưới là hình đá bi gớt rất là sáng nha mọi người. Đôi này em bán 75.000 á. Cái này em full còn 3 đôi em sale cho mấy chị luôn với giá là 39.000, còn 3 đôi nha mấy chị. Em qua mã, em qua mã nha mấy chị đẹp. Xã ca 18 giùm em còn bông rất là nhiều để em lên bông sale cho mấy chị luôn ha. Trời ơi, đôi bông này dạng của nó em đeo lên tay cho mấy chị hình dung luôn ha. Cái này em còn mỗi thứ có mấy đôi thôi mấy chị ơi. Chủ yếu là em còn màu trắng thôi. Màu trắng có được 3 đôi. Trời, đôi bông này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Mình đeo được 2 kiểu. Trời ơi, đôi này đắt nha mọi người. Rồi chế nào lấy xã ca 19 là đôi bông này luôn, em chốt sale cho mấy chị luôn 59.000. Mình đeo được 2 kiểu và mình đeo được 2 đôi luôn nha mấy chị. Đây, một kiểu của nó là mình mang kiểu hột sòn rồi thôi mấy chị. Hột sòn nó đã rất là xinh rồi mấy chị nè. Cái tay em chế tay to mấy chị.
Không, mình đeo cái kiểu này thêm cái phía sau giùm em luôn. Cái này là xả ca 19 giùm em. Mấy chị ghi giùm em chữ xả nha mọi người. Này là hàng xả kho bên em còn có siêu siêu à. Rồi xả ca 19 giùm em. Chốt cái livestream cho mấy chị luôn. Trời ơi cưng nè mấy chị. Trời ơi xuất sắc luôn, 59.000. Xả ca 19 em coi còn mấy đôi mấy chị. 1 2 còn 3 đôi mấy nhiêu. Xả ca 19 là em còn 3 đôi. Mấy chị đánh cho em là xả ca 19 mình mang kiểu gì nha mấy chị. Mình mang được tới 2 kiểu luôn đó. Nhìn rất là cưng luôn. Chị nào lấy xả ca 19 là em ở xả ca 19 em chốt đôi bông này luôn cho mấy chị luôn với giá siêu siêu tặng giùm em Phương luôn. Là giá là chị tặng nhiêu? 59.000 còn 3 đôi. Nên em có bịch nhỏ chia ra luôn đi. Rồi em còn màu vàng, màu vàng em còn đến coi còn mấy đôi mấy chị. Màu vàng em còn được 1 có 2 đôi à. Màu vàng em còn được 2 đôi mấy chị. 2 đôi. Xả ca 20 giùm em. Xả ca 20 màu vàng em còn được 2 đôi. Chốt với chị luôn với giá là 59.000 nè mấy chị. Cái đít bông của cái đít bông của cái ở đâu ta? Của này. Quên. Có đồng hồ luôn chị ơi, lát em lên hết đồng hồ cho mấy chị. Rồi chỗ nào lấy xả ca 10, xả ca 20 là màu vàng, em còn 2 đôi màu vàng nha mấy chị. 2 đôi màu vàng, rồi tự nhiên dư ra đôi tiếp quá. Rồi xả ca 19 em còn 2 đôi màu vàng, 20 là màu vàng nha mấy chị. Xả ca 19 là em còn được 3 đôi em qua mã luôn nha mấy chị. Xả ca 20 là màu vàng, em còn được 2 đôi. Em qua mã luôn cho mấy chị luôn nè. Để chung luôn nè, đừng bịch đó. Này mỗi thứ em còn được mấy đôi nha mọi người ơi, mới sale lỗ nha mấy chị. Rồi chỗ nào hết đánh giùm em xả ca 19 còn 3 đôi. Xả ca 20 giùm em còn 2 đôi. Giờ em đang là xả sale bông đó mọi người. Em đang sale bông cho mấy chị yêu nha. Bông rất là xinh giùm em luôn. Dạ, xả ca 19 đó chị. Xả ca 19 em hết hàng nha mọi người. Qua 20 đi mọi người. Có đồng hồ sale, tí xíu sẽ lên đồng hồ. Lắc lên là đồng hồ cho mấy chị ha. Rồi đây, tí xíu sẽ lên đồng hồ. Một em bông subin mà cái bông này đắt lắm nha mọi người. Bông của nó dạng khoen, rất là đắt nha mọi người. Mấy chị nhìn giùm em cái bông nó rất là cưng giùm em ha. Mấy chị xem thấy rõ mọi người. Cái dòng mà đang đeo làm chốt với chị là 185.000 luôn. Cái dòng này xinh lắm, mẫu mới về nha mọi người. Dòng này là 185.000 là em bán rất là tặng rồi mấy chị. Phơm hộp cao đẹp đó. Dòng này mấy chị lên em là dòng 185, dòng 185 kèm cho em Phương số điện thoại nha mấy chị ơi. Nhãn cao dạ, cái này là bông gì mọi người. Bông của nó là bông subin nha mọi người. Mà dạng khoen ở ngoài rất là đẹp luôn. Em sell bông này luôn 49.000. Chứ nào lấy mẫu này lên em là mẫu là cái bông hấp mấy em. Mấy này còn nhiều nữa bán tặng. Sao chưa thấy chốt đơn. Rồi đợi em xíu nha chị. Rồi mấy chị lên em bông này là bông H87 giùm em. Mấy chị đánh giùm em ở H87 đó. Bông này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn. Giá là 49.000. Bạn này là bạn bông subin rất là đẹp luôn nha mấy chị. Bạn bông subin rất là xinh luôn giùm em nha. Rồi chứ nào đánh giùm em mã là H87 em chốt cho livestream cho mấy chị luôn. Giá là 49.000. Chị nào lấy H87 lên em H87 mẫu này dạng khoen rất là đẹp luôn. Chốt cho mấy chị luôn giá là 49.000. 49.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Chị nào H87 lên em H87 kèm cho em số điện thoại em chốt với chị đôi bông này 49.000 đôi bông subin nha mọi người. Có ít thôi nên mấy chị tranh thủ mấy chị chốt nha mọi người ơi. Em còn được mười mấy đôi em lên mã H cho mấy chị luôn mà em bán dẫn giá sale cho mấy chị là 49.000. Bông subin dạng dài bình thường bạn này là 65.000 mấy chị ơi. Em chốt sale 49.000. Set son nhà em chị lấy 30 set mà không đủ ráng hết hàng rồi chị Thị Phương ơi. Rồi mấy chị lên giùm em mã là bông gì chị quên. H87 giùm em 49.000. Mấy chị đánh giùm em H87 kèm cho em Phương số điện thoại được lên đơn thành công chốt 49.000 cho mấy chị đôi bông này luôn ha. Chị nào lấy chốt liền giùm em H87 49k kèm cho em Phương số điện thoại mã này cưng lắm mấy chị ơi. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em Phương một lượt chia sẻ. Dạ H87 là một em bông subin. Mấy chị biết mà bông subin là mang rất là bền luôn, hàng của subin nha mấy chị, đẹp. Lên em sale mạnh luôn mấy chị H87. H87 giùm em chốt 49.000 cho mấy chị trên livestream luôn, quá xinh giùm em luôn ha. Chị đợi H87 lên em H87 kèm cho em Phương số hội được lên đơn thành công. Dạ, rồi em cảm ơn chị đẹp là tới xã ca mấy đi. Rồi xã ca 21 là một em nhẫn hột sòn. Chị nào hết cái nhẫn hột sòn này mấy chị đánh giùm em là xã ca 21. Cái dòng em đang đeo là dòng 185.000 mấy chị. Mẫu này mới về luôn đẹp. Mấy chị đánh giùm em là dòng 185. Còn chị nào hết cái bông cái nhẫn này mấy chị lên em là xã ca 21 đúng không. Xã ca 21 chốt cho lê chim cho mấy chị vừa bán vừa sale luôn 50.000 chiếc này. Mẫu này mẫu hột sòn to nhưng hột sòn này rất là mắc nha mọi người. Ôi ơi chứ nào mà đang livestream, chứ nào mà đang xem livestream săn sale giùm em bạn này với giá chỉ có 50.000 thôi. Mấy chị đánh giùm em là xã ca 21 giùm em. Mấy chị đánh giùm em ở là xã K21 chốt cho livestream luôn cho mấy chị 50.000.
50.000 giùm em nha mấy chị ơi, quá trời xinh luôn. Chị nào lấy xả K21, lên em mới xả K21 chút, bạn này 50.000, 50.000 giùm em nè. Dòng Simen thì hiện tại em đang hết, em còn mẫu mới nên thôi mọi người, để em lên cho. Đẹp nha mọi người, chiếc này xuất sắc luôn, chốt 50.000 cho mấy chị luôn. Chị nào hết thì đánh liền giùm em, mở là xả K21 giùm em 50.000 cho mấy một bạn nhẫn rất là xinh luôn ha mấy chị. Chị nào lấy xả K21 luôn, em mới xả K21, dòng em đang đeo là 185.000 mấy chị. Mấy chị đánh cho em mới là dòng 185, em chốt với chị 185.000 cho mấy chị bạn dòng này. Còn cái này lấy xả K21, lên em mới xả K21, chốt cho livestream cho mấy chị 50.000 cho mấy chị bạn nhẫn này luôn ha. Bạn em còn mấy chiếc thôi nha mọi người, chứ nào hết thì lấy giùm em. Bạn này bạn hột sòn to, nhìn rất là đẹp, ở ngoài nhìn cưng lắm mấy chị ơi. Hột này rất là đắt nha mọi người, đẹp. Rồi chứ nào lấy mẫu này lên em mới xả K21, 50.000 giùm em. Đây là hàng xả kho nha mấy chị. Hàng xả kho giùm em xả cái nhẫn này cho mấy chị luôn. Cái nhẫn hoa lớn này đẹp lắm mấy chị. Chị nào lấy cái nhẫn hoa lớn hàng Suwin này mình đánh giùm em, mở là hoa lớn giùm em. Em chốt xem cái nhẫn hoa lớn này luôn, giá 50.000. Mấy chị đánh giùm em mở là hoa lớn 50. Dòng có màu vàng không khuôn? Dạ có chị đẹp ơi, màu vàng là 184.000. Chị đánh giùm em mở là dòng 184 giùm em là một cái màu vàng. Em đem nhiều quá, nó hơi nhiều quá mấy chị, nhưng mà cái này đẹp. Đây, cái này là mấy chị, cái này ở ngoài đẹp lắm mấy chị ơi, dòng này là 184.000 và dòng này 185.000 là màu trắng. Là cái này em Phương đã có sale cho mấy chị rồi đó, đẹp xuất sắc luôn. Rồi chứ nào đây nhẫn này lên em mở hoa lớn. Hoa lớn giùm em chốt với chị luôn, giá là 50.000 cái nhẫn này luôn hả mấy chị. Mấy chị đánh giùm em mở là hoa lớn giùm em 50, kèm cho em Phương số điện thoại nha. Son túi còn không Phương ơi? Son túi đang hết hàng rồi chị ơi. Hoa lớn giùm em 50. Hoa lớn 50 kèm cho em số điện thoại chiếc nhẫn này nha mấy chị. Giờ này nó hoa lớn là em mở là hoa lớn 50, hoa lớn 50 kèm cho em Phương số điện thoại luôn mấy chị ơi. Chứ nào lấy hoa lớn chị gọi trực tiếp vô số em có ghi ở ngoài chị 0968459169 đó chị Tiên Nguyễn. Dòng 184 là màu vàng, màu trắng là 185.000, là bạn này sale mạnh lắm mấy chị. Cái dòng này đẹp dữ lắm nha mọi người, hai bên của nó là chạm hết luôn. Trời ơi, nhìn ở ngoài nó ôm cái tay nó sang lắm mấy chị. Dòng 184 với dòng 185.000, nhẫn này nhẫn hoa lớn giùm em 50, săn sale giùm em 50.000 nha mấy chị. Set bộ có chiêu đợi em xíu đi mấy chị, nhẫn hoa lớn giùm em 50. Em có đôi bông này đẹp quá mà hàng này đắt lắm mấy chị, hàng này đắt luôn, mà lên cho mấy chị giá sốc nhiều thôi nè. Dây phụng mấy chị, dây phụng em bán mấy chị 59.000 là dây phụng của Suwin luôn mấy chị, nam nữ đeo cũng được luôn. Rồi chứ nào lấy dây phụng đến giùm em, ở đây dây phụng một chút cho nó chim cho mấy chị là 59.000 dây phụng, là chỉ có tương tác thôi nha mọi người. Dây phụng là dây phụng 6 ly, dây phụng 6 ly dây phụng lớn đó mấy chị, nó có chạm hết giùm em luôn. Chờ đó dây phụng lên em, ở đây dây phụng một chút với chị cho ra chim luôn 59.000. Cái dây phụng này em chốt cho ra chim luôn cho mấy chị là 59k nha mấy chị, rất là cưng giùm em luôn. Chờ nó dây phụng này lên em, ở là dây phụng 59 kèm cho em Phương số điện thoại. Dây phụng này em chốt cho ra chim cho mấy chị luôn với giá là 59.000, dây phụng vàng của Suwin nha mấy chị, rất đẹp luôn và rất là tặng giùm em luôn. Rồi em chốt cho mấy chị luôn với giá là 59.000, mấy chị đánh cho em, ở là dây phụng 59 kèm cho em số điện thoại. Dạ dòng 185.000 là màu trắng nha, mẫu mới đẹp lắm. Cái này mang lên ôm phôm tay rất đẹp luôn. Màu vàng là 184.000, màu trắng là 185.000 nha chị ơi. Cái này mang lên rất là xinh, dòng em có nhiều mẫu lắm, để em lên cho. Rồi dây phụng Suwin em chốt cái livestream cho mấy chị luôn 59.000, không có đâu bán giá này nha, em cam kết luôn, đẹp. Nó chạm hết giùm em, đây là mẫu mới giùm em chạm nha mọi người, mẫu mới chạm giùm em. Dây chuyền em đeo là dây vuông chị đẹp ơi, dây vuông này không đẹp không lấy tiền luôn mấy chị. Dây vuông là em chốt 165.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em đó là dây vuông 165 kèm cho em Phương số điện thoại. Em chốt bạn này luôn với giá là 165.000 cho mấy chị cái dây vuông này luôn ha mấy chị. Dây phụng 59, dây phụng 59 kèm cho em Phương số điện thoại. Em có cái dòng này nè. Cái dòng này dòng sale của nhà em luôn mấy chị. Em bán cho mấy chị cái dòng này 110.000. Trời ơi, cái dòng nhập này em chốt 110.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị nào chốt nhanh thì có hàng thôi mọi người, tại vì em còn ít em sale. Một cái bạn dòng mà của nó là dạng thiết kế rất là đẹp luôn mấy chị. Em có màu trắng với màu vàng luôn, em bán cho mấy chị cái dòng này 110. Mà không đẹp cũng không lấy tiền luôn mấy chị, bán rẻ hơn cái giá tát luôn rồi mấy chị biết em sale rất là mạnh luôn. Chứ nào cái dòng này đánh giùm em mới là dòng 110. Mấy chị đánh giùm em mới là dòng 110 kèm cho em Phương số điện thoại nha mấy chị, em chốt 110.000 cho mấy chị luôn. Cho chị hai dây phụng, dây phụng màu vàng là em chốt với chị luôn với giá là 59.000. Em có màu trắng không? Dạ có chị đẹp, đợi em xíu đi. Dòng này em chốt 110.000 cho mấy chị luôn nha. Chị nào lấy dòng 110, lên em mới dòng 110 nó xinh nè mấy chị. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm cho em Phương một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Rồi chứ nào lấy dòng 110 lên em mới dòng 110 kèm cho em Phương số hồi được lên đơn thành công. Mã này nó cưng mấy chị ơi. Cái hộp đá của nó rất là sáng luôn, một em dòng nhập nha mấy chị, full hộp đá. Này mang y chang nhận thiệt luôn cho em nha, đẹp. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng trước khi nhận. Chị nào lấy dòng 110 lên em mới dòng 110 kèm cho em số điện thoại. Có tiền ship nha mọi người, mua hàng lúc nào cũng có tiền ship, bên em không có miễn ship nha mấy chị.
Rồi cái nào lấy dòng này lên em mới dòng 110 kèm cho em phun số hội được lên đơn thành công săn sale giùm em nha. Lên tay rất là đẹp luôn và rất là chiếu giùm em luôn. Em chốt cho live stream cho mấy chị luôn, sao cho mấy chị xem gần nó đẹp, 110.000 cho một cái nha mọi người. Chị nào lấy dòng 110 lên em mới dòng 110. Cái này không có đi 48 mấy chị đẹp ơi, một em dòng nhập mới là em sale luôn cho mấy chị 110.000. Rồi chế nào lấy đến giùm em là dòng 110 kèm cho em số điện thoại, kèm cho em số điện thoại nha mấy chị, quá xinh luôn, quá xinh giùm em 110.000 giùm em ha. Có dòng titan chị đẹp ơi, chị đợi em xíu em lên cho mấy chị. Hôm nay em lên cho mấy chị một đôi bông học sòn đi. Học sòn xinh mà tặng cho mỗi chị đôi cho mấy chị trải nghiệm giùm em, chiếu lắm luôn nha mấy chị. Ôi đôi bông này lên tay rất là chiếu giùm em luôn nha. Cái mẫu này mang rất là bền màu và băng thường rồi giùm em, chiếu đẹp. Ôi xuất sắc luôn mấy chị ơi, học sòn mẫu này cưng. Rồi cái nào hết bông này em dí gần cho mấy chị coi nè. Rồi cái nào hết bông này mấy chị lên giùm em ha. Xuất sắc luôn cho mấy chị. Em lên cho mấy chị đôi bông này vừa bán vừa tặng ngày hôm nay luôn, giá là 35.000. Chị nào lấy mẫu bông này mấy chị lên giùm em mã là hát mấy bao nhiêu? H88 giùm em, chốt đôi bông này luôn cho mấy chị luôn với giá là 35.000. Mấy chị đến giùm em H88 đôi bông này nha mấy chị. Em chốt với chị luôn giá là 35.000, đẹp nha. Bông hột sòn sáng đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy H88 lên em H88. Em chốt đôi bông này luôn cho mấy chị luôn với giá là 35.000 cưng cho mấy chị. Dòng 110 giùm em có trắng với vàng cho mấy chị luôn ha. Có trắng với vàng luôn cho mấy chị luôn. Rồi chứ nào lấy mẫu này chốt liền giùm em, quá cho cưng luôn. Quá cho cưng luôn giùm em ha. Chứ nào lấy mẫu này lên em H88, H88 giùm em 35.000 kèm cho em phun số hồi. Em chốt bằng này luôn với giá là 35.000 nha chị. Rồi chị nào lấy H88 lên em H88 35.000 cho đôi bông này luôn hả mấy chị. Chứ nào chốt chốt liền giùm em, mã này cưng lắm anh em, còn nhiều cho mấy chị luôn. Đó chứ nào lấy H88 lên em H88 kèm cho em phun số hội đôi bông này học sòn sáng đẹp lắm nha mấy chị. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em phun một lượt chia sẻ yêu thương giùm em nha mấy chị ơi. H88 giùm em chốt 35.000 cho mấy chị luôn, 35.000 giùm em luôn. Rồi em lên cho mấy chị một em bông lắc kê mà mẫu này nhỏ nhỏ xinh xinh nha, sắc vàng giùm em mang không phai. Cái là hàng mang không phai nha mấy chị mà nó đẹp. Em tặng cho mấy chị mỗi chuyện đôi để mấy chị trải nghiệm thôi thật sự luôn. Mấy chị hết bông này mấy chị lên em mới là bông xịn một, ghi giùm em mới là bông xịn một giùm em. Cái bông xịn một này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn. Bông này mang không có phai nha mọi người mà nhỏ nhỏ xinh xinh. Em bán tặng cho mấy chị trên livestream luôn với giá là 40.000. Mấy chị lên em mới là bông xịn một 40.000 kèm cho em số điện thoại thêm giùm em chữ bông nha mọi người. Cái này em tặng cho vui nha mấy chị, 40.000 giùm em một đôi bông giùm mọi người, hàng lắc kê mang không phai, sắc của nó sắc vàng luôn giùm em luôn. Rồi mấy chị lên em là bông xịn một, em còn ít nha mấy chị, em tặng khách 40.000 nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà mấy chị mang thường mang hoài được giùm em. Rồi hàng lắc kê giùm em nha, cái nào em bán cho mấy chị hàng lắc kê em báo hàng lắc kê cho mấy chị luôn. Rồi bông xịn một này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị luôn với giá là 40.000, cái này em còn được mười mấy đôi thì nha mấy chị. Tặng mỗi chuyện đôi cho mấy chị mình trải nghiệm ha. Rồi lên em là bông xịn một giùm em. Hello. Như vậy, đẹp chị. Có đồng hồ chị đẹp để em xíu đi. Mười mấy đôi bông xịn một tặng cho mười mấy chị nào mình may mắn nhanh thôi nha mọi người. Mấy chị đừng đánh số 1 không chốt được nè. Mấy chị ghi giùm em chữ bông xịn một giùm em, tại vì có dây xịn nó mới nên mấy chị thông cảm ghi giùm em chữ bông xịn một. Em tặng bông xịn là bông hàng giùm mọi người. Hàng lắc kê mang không phai giùm em. Em tặng đôi này cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 40.000. 40.000 giùm em nha mấy chị ơi, bông xịn một giùm em 40.000, 40.000 giùm em. Chị Trần Thị Vinh ơi, chị để lấy số điện thoại cho mấy chị ghi làm chữ chốt lại đi. Mấy bé sẽ gọi cho mấy chị rất là nhiều lần nha mấy chị. Nhiều khi gọi những cái giờ mấy chị không nghe được mấy chị ơi. Bông xịn một giùm em 40.000 kèm cho em phun số điện thoại. Em qua mã nha. Em qua mã nha mấy chị, cái này còn ít lắm luôn nha mấy chị. 40.000 cho một đôi bông như mọi người, hàng lắc kê mang không phai nha. Em tặng mỗi chuyện đôi cho mấy chị trải nghiệm thôi. Mang hàng lắc kê xong thấy đẹp, thấy ok chất lượng thì ủng hộ em thêm nha. Rồi bông xịn một 40.000, dòng trắng em đang đeo 185.000 hút liền luôn chị ơi, ôm tay đẹp lắm. 185.000 giùm em phun nghe chị, đẹp xuất sắc là em đã sale nha mấy chị. Rồi lên em mới dòng 185 màu vàng là 184.000, mang rất là sáng luôn. Dòng 185 và một dòng 184 giùm em. Thích cái nào chốt cái đó giùm em luôn nha mấy chị. Đồng hồ sale tí xíu sẽ lên đồng hồ sale cho mấy chị luôn. Mấy chị đợi em xí xì nè, cái này em có mấy sợi thôi mà dây này là dây bi cho mọi người. Đây là dây bi titan mà bản hiếm lắm mọi người. Bản bây giờ không có hàng nữa, nó nhẹ nha mọi người. Cái dây bi này sẽ rất là sáng luôn. Và cái dây này rất là đắt nha mọi người, không có mấy sợi. Cái này em còn có 4 sợi duy nhất thôi, dây bi titan đó mọi người. Rồi chứ nào đó thích cái dây bi này, mấy chị đánh giùm em mã là dây bi, cái dây kèm mặt luôn. Chốt sale cho mấy chị là 220. Đây dây bi này là dây bi hàng rất là sáng, dây bi titan nha mọi người. Em còn mấy sợi duy nhất, còn đúng mấy sợi thôi, 4 sợi thôi mấy chị. Mấy sợi đây, 4 sợi bao nhiêu, 4 sợi
Em bỏ bịch gì đâu. Rồi em chốt dây bi là dây bi 220 giùm em, tại vì riêng cái dây bi lẻ thôi nó là 200.000 rồi mấy chị. Cái này em còn 4 sợi em chốt 220 cho mấy chị, có tăng đơ mang được 5 tấc rưỡi. Dây bi 220 kèm cho em số điện thoại là dây bi kèm mặt giùm em ha. Trời mấy chị ơi cái dây bi này có nó hiếm luôn, giờ không có hàng mấy chị. 220.000. Mấy chị đó giùm em đó là dây bi 220 kèm cho em số điện thoại có 4 sợi duy nhất là mấy chị quên có cái mặt luôn. Có 4 cái mặt. JB 220 là kèm mặt giùm em luôn nha mấy chị. Kèm mặt giùm em nha, cái này em tặng mạnh lắm luôn mấy chị. JB 220 kèm cho em số điện thoại còn 4 sợi duy nhất giùm em qua mã luôn nha mấy chị. Bi đều của titan nha mọi người. JB 220 kèm cho em số điện thoại là được lên đơn thành công. JB 220 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Hôm nay có gì em sale đó mọi người. Hôm nay có gì em sale qua đó mấy chị ơi. JB 220 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Cái đó em có 4 sợi thôi nha mọi người. Rồi em qua mã luôn, cái đó em qua nhanh. Rồi em lên cho mấy chị một đôi bông. Cái bông này kiểu ngộ ngộ cưng cưng lắm mấy chị, sale 29.000 cho vui. Chứ nó hết cái bông này. Bông này em đang đeo đó là bông H88 giùm em 35.000. Em qua mã H88 nha mấy chị. H88 giùm em 35.000. Mấy chị em chốt 35.000 cho mấy chị luôn. Còn đây mấy chị lên em H89. Mấy nhiêu cái đó em lấy cho chị một đôi em đi giùm chị luôn nè. Mấy mã còn nhiều. Rồi H89 giùm em, đôi bông này em tặng 29.000 luôn. Bên em hết hàng. Rồi JB 220 em hết hàng. Mấy chị ơi thông cảm giùm em, cái đó em còn mấy cái à, không có bán lẻ được. Rồi chứ nào lấy mẫu này mấy chị lên giùm em mã là H89. Em chốt cho mấy chị đôi bông này luôn giá 29.000. Trời đôi bông này lên tay cưng quá chị. H89 giùm em, đôi bông này em chốt 29.000 cho mấy chị luôn. Là màu vàng nha mọi người. H89 giùm em 29.000 kèm cho em số điện thoại mấy chị ơi. JB không em không có bán lẻ chị ơi, mà cũng hết hàng luôn rồi mấy chị. Dây phụng hả? Dây phụng không chị ơi. Nó đẹp mà xuất sắc luôn mấy chị. Cái dây phụng này là cái hàng Suin nha mọi người, mang rất là đẹp luôn. Em chốt cho live stream cho mấy chị là 69.000. Mấy chị đánh giùm em nó dây phụng 69 giùm em ha. Dây phụng này dây phụng cỡ lớn giùm em nha, rất là đẹp. Cái dòng nó sáng lắm luôn mấy chị. Dòng này là 184.85 nè. Dòng này 184.000 giùm mấy chị. Dòng 185 và dòng 184.000 giùm em. H88 giùm em dạ. Cái này là H89 giùm em nè. JB 220 hết luôn nè mấy chị, nhanh lắm có 4 sợi thôi. Rồi giờ nào lấy H89 là mềm, H89 em chốt đôi bông này 29.000 luôn. Số 29 số đẹp mà mẫu này thiết kế đẹp lắm mấy chị. Ở ngoài nhìn hình xoắn nó đẹp lắm. H89 giùm em tặng mẫu này 29.000. Dây phụng này em chốt cho live stream cho mấy chị luôn là 69.000 nha mấy chị. Một em dây phụng Suwin em chốt cho live stream luôn cho mấy chị là 69.000. Mấy chị đánh giùm em mới là dây phụng 69. Dây phụng 69 giùm em. Đeo cho đẹp mấy chị ơi. Rồi chứ nào lấy dây phụng lên em ơi, dây phụng 69 kèm cho em số điện thoại mấy chị, em chốt 69.000 cho mấy chị luôn. Rồi chị nào hết mẫu này lên giùm em mã là, mấy chị lên giùm em mã là H này mấy chị. Cái này em bán tặng lắm, ở ngoài vẫn bán 100, 150, 10.000 đôi mấy chị, ra tiệm mấy chị mua thử nha. Cái này em bán rất là rẻ luôn mấy chị. Dạ cái này là mang cho mình đẹp thôi mọi người, giống như đồ mình mặn hết. Mình không có thể là mà mua túi hiệu 100 mấy 200 triệu thì mình cũng có thể mua hàng khác mình đeo được mấy chị. Chủ yếu là mình có tiền hay không thôi mọi người ơi. Rồi cái này chỉ làm đẹp cho bản thân mình thêm thôi mấy chị. Rồi chế nào lấy mẫu này mấy chị lên giùm em mã là H. Có nhiều chị có rất là nhiều, có điều kiện rất là nhiều, nhưng mà mấy chị vẫn đeo cái này bình thường mấy chị, đẹp mọi người. Chủ yếu là mình cứ tư tưởng nó bình thường nữa mấy chị, chứ không phải là đeo vàng để đi mượn tiền mượn gì của ai hết mọi người. Rồi chế nào lấy H lên đến giùm em H89 giùm em 29.000. Em muốn đeo hàng này không có chị đâu sao đâu, mà em cũng đâu có mượn tiền ai đâu. Rồi chế nào lấy mẫu này lên giùm em mã là H89, em chốt với chị 29.000. Này đeo đẹp mấy chị mà. Mấy chị ơi thật sự luôn, mấy chị hot girl có điều kiện luôn mấy chị, vẫn mang cái này nhiều lắm mọi người. Rồi đây xuất sắc, giống như mấy hàng titan đó, thị trường đang bán mấy trăm ngàn một sợi mấy chị. Rồi đây một em bông vừa mọi người, hàng lắc cơi mà không phai tiếp nha mọi người, xuất sắc luôn mà nó dạng khoen, mà kiểu nó độc lạ lắm, để em leo cho mấy em đeo cho mấy chị coi. H89 dạ, H89 giùm em, ok chị đẹp luôn. H89 dây phụng hồi nãy là 69.000, chị đánh cho em ở dây phụng 69 giùm em nè. Rồi đâu bông này nó cưng mấy chị ơi, bông thấy xịn mấy bấy nhiêu. Rồi đâu bông này mấy chị đeo gì nè. Dễ thương dữ lắm nha mấy chị, mẫu mới nhất luôn á mấy chị, kiểu của nó là kiểu mới nhất luôn. Giống như là ở trên của nó sòn lớn nè. Trời đeo đẹp chưa? Xuất sắc luôn giùm em, đeo hoài giùm em nha. Hàng này hàng lắc cơi. Mẫu này là gọi là người ta ấp ủ 4-5 năm. Không phải là 4-5 năm đâu, phải 10 năm người ta mới làm ra được cái công nghệ này nữa mấy chị. Ở trong của nó sắc vàng, mình mang hoài giùm em được nè. Mang lâu mình rửa sáng được giùm em luôn. Bông xịn mấy nhìn đi. Rồi chứ nào lấy mẫu này lên em là bông xịn 7 hàng lắc cơi giùm em nha. Cái bông xịn 7 là màu vàng giùm em chốt cho mấy chị tặng bằng này luôn. Chị nào mà muốn đeo thử em cho mấy chị một đôi bông này em tặng mạnh cho mấy chị đeo thử nha. Hàng này hàng đắt lắm mấy chị, em bán cho livestream cho mấy chị yêu luôn với giá là 59.000. Chứ nào lấy bông xịn 7 là em là bông xịn 7 em chốt 59.000 cho mấy chị luôn. Em chốt 59.000 cho livestream, chốt nhanh giùm em nha mọi người. Bông xịn 7 giùm em 59k kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công.
Em có một cái lắc neo nè mấy chị, em sell lắc neo luôn mấy chị. Lắc neo là xinh lắm. Cái này nó bông xịn 7 lên em, nó là bông xịn 7 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em còn màu vàng thôi, lắc neo là đẹp lắm mấy chị. Rồi bông xịn 7 nè mấy chị, mua trải nghiệm đeo thử nhìn cưng lắm mọi người ơi. Em chốt cho mấy chị đôi này luôn. Với giá là bao nhiêu mọi người? Bao nhiêu chị tặng nhiêu? 59.000. Bông xịn 7 giùm em 59.000. Ok Hiền Nguyễn nè. Bông xịn 7 giùm em 59.000 kèm cho em số điện thoại là được lên đơn thành công nha mấy chị ơi. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi. Em tiếp tục lên cho mấy chị một em lắc neo nha. Một em lắc neo hộp sòn, trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, nó xuất sắc mấy chị. Mà em chỉ còn hôm nay nhìn chị có màu trắng không? Màu vàng không? Còn được cái màu trắng duy nhất. Rồi cái lắc neo vàng em sẽ tặng cho livestream luôn cho mấy chị 120. Mấy chị lên em mở lắc neo 120 giùm em, chỉ còn màu vàng thôi nha mọi người. Lắc neo 120 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công, quá xinh luôn. Lắc neo này em chốt 120.000 cho mấy chị, quá cho cưng luôn mấy chị ơi. Dạ cái này hàng lắc cơ chị mang thường xuyên được, em tặng 59.000 cho mấy chị. Bông xịn 7 giùm em, mà mẫu này mang dễ thương mấy chị, mẫu mới nhất luôn. Mấy chị đến em mà nó bông xịn 7 là màu vàng có ít thôi mọi người. Em qua mẫu bông xịn 7 nha. Bông đang đeo bên đây là bông hoa 45. Bông hoa 45 kèm cho em số điện thoại, đẹp quá mấy chị. Cái bông này đẹp. Nó lên cái kiểu nó là lạ mấy chị, lắc neo em có màu vàng thôi, một cái trắng duy nhất nha, sẵn chốt với chị tiền đất cái trắng duy nhất luôn ha. Rồi em còn một cái trắng duy nhất thôi, còn bao nhiêu màu vàng phủ nano vàng mấy chị mua thử đi, mang bền lắm mấy chị, mà nó đẹp lắm mọi người, mang xong ghiền luôn nha. Rồi lên giùm em mở lắc neo nằm chốt cho livestream cho mấy chị 120, sale nha mọi người, 120 là đã sale rồi, mấy chị nhìn em cái mặt neo của nó nè, full đá bigot, còn ở đây là full hột sòn mấy chị ơi, nó đẹp dữ lắm mọi người. Em chốt sale cho mấy chị 120.000 đi mua giá sỉ không có mẫu này mấy chị. Bông hoa này em chốt 45.000 mấy chị, bông hoa này bông hoa 45 giùm em. Rồi lắc neo em chốt 120.000 cho mấy chị luôn, quá trời cưng luôn mấy chị. Có là dắt có dây chuyền titan đeo thường xuyên nhiều lắm mấy chị, đẹp xíu. Lắc neo 120 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công mấy chị ơi. Mấy chị đánh giùm em mở lắc neo 120, lắc neo 120 kèm cho em phun số hồi nha mấy chị. Bông xịn 7 là bông đang đeo 59.000 cho mấy chị luôn, hàng titan đó chị. Rồi bắt đầu lên hàng titan cho mấy chị, em có cái dây này cũng đẹp lắm nè. Này dây neo 150 mấy chị, em tặng cái dây này luôn kèm mặt luôn 150, dây này đẹp. Dây này em chốt 150 nha, dây này là của nó là dạng sóng bớm, màu của nó màu vàng ý đẹp lắm. Dây neo này em chốt với chị 150. Chị nào lấy dây neo lên em mới dây neo 150, cái dây này cho chị sợ với lẻ chứ đeo. Chị quên, mã dây gì quên. Chị hết mã nào comment mã đó giùm em, hình như dây đó. Đúng rồi. Bông hoa giùm em là 45.000, 45k giùm em lên cho mấy chị cái dây subi này nè, mà nó đẹp mấy chị. Mà bán tặng lắm, có dây titan không? Dạ dây titan nhiều lắm. Bây giờ để em chuẩn bị lên dây titan cho mấy chị nha. Dây titan nhà em là hơi bị nhiều luôn mấy chị. Hôm nay có mấy dây mẫu mới cũng xinh lắm. Có dây bi không? Dạ có dây bi luôn chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị cái dây này nè. Cái chị nào mà hết dây mà sống bớm mấy nhỏ nhỏ xinh xinh mà hàng của Subin nha mọi người, có tân đơn mang được 5 tắc rưỡi mấy chị lấy giùm em cái dây này. Em chốt cho livestream mấy chị nhìn giùm em nè. Mấy chị để cái cổ vô đâu có đẹp đâu mấy chị, đeo thêm cái dây chuyền nữa. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị ơi. Em bán cái dây này tặng vừa lắm cho mấy chị 90.000. Mấy chị đánh cho em mới là dây 90. Ôi ơi, mấy chị nam nữ đeo được. Cái dây này em tặng cho Lê Chim cho mấy chị 90.000 hàng Subin nha mọi người. Chứ nào không chốt dây này tiếc lắm, còn chị nào hết luôn mặt á thì em chốt luôn mặt cho mấy chị. Đây xuất sắc chưa? Chiếu cho mọi người, xinh chưa? Em chốt dây này 90.000, bông này là bông xịn 7, em qua mã bông xịn 7 cho mấy chị luôn ha. Bông xịn 7 em chốt cho Lê Chim cho mấy chị là khóa của nó quá bạc luôn, nhìn cưng lắm mấy chị. Đây. Cái lõi của nó cũng màu vàng luôn nên mấy chị mang hoài, mấy chị có thể lấy nút cửa trang sức mấy chị gỡ lại giùm em. Dây cưng mới đeo nhiêu? Dây mới đeo là 165.000. Cái này dây vuông. Dây vuông này dây vuông sáng nha mọi người, 165.000. Còn dây này mấy chị ơi, dây này dây su bin nha. Em chốt với chị cái dây này luôn, nhỏ hơn nha mọi người. Em chốt cho lê chim cho mấy chị là 90.000. Chị nào lấy dây 90 cứ chốt dây này đi mấy chị, tại vì dây này em tặng lắm luôn á. 90.000 giùm em nha, mà nó đẹp mấy chị. Cái màu vàng cho quên cho chị sợ màu vàng luôn mấy chị quên. Rồi dây này mấy chị có màu vàng luôn chị ơi, dây này 90.000, 90.000 giùm em, trắng hơn vàng giùm em ha. Dây 90 trắng hạt vàng có màu vàng luôn, chị đợi em xíu lên màu vàng luôn cho mấy chị. Dây 90 trắng hạt vàng kèm cho em số điện thoại, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Mà em tặng 90.000 thôi nha mấy chị. Rồi em có cái lắc bản nè, em có rồi để em lên lắc này 99.000. Không có đâu bán 99.000 luôn nha, em nói thiệt luôn, đi tìm hết luôn. Mà này tặng cho lắm, hàng mang bền lắm mấy chị, dạng bản đẹp quá như cho trong trong. Ôi ơi nó đẹp. Ôi ơi nó đẹp xỉu mấy chị ơi, mới về luôn có thôi. Dây này 90.000 giùm em, có trắng với vàng cho mấy chị. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Đẹp thiệt sự luôn, mà hàng của Subin đó mấy chị, mang rất là bền nữa. Rồi mấy chị lên em mấy dây 90 nè, em có trắng với vàng, chốt dây 90 đi mấy chị. Dây 90 giùm em có trắng với vàng, có mặt luôn, tí xíu sẽ like mặt cho mấy chị luôn. Rồi dây này chốt 90.000, trời mua lẻ đeo cũng đẹp, nó nam nữ đeo cũng được. 90.000 nè, trắng nè, vàng nè. Trắng vàng dây này chốt 90.000 cho mấy chị, mở ngoài nó đẹp lắm, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị, xỉu chưa? Em về mọi thứ
chưa được trăm sợi nữa mọi người, em nói thiệt luôn, đẹp. Màu vàng cũng đẹp nè, mà em tặng có 90 ngàn một sợi thôi nha mấy chị. Trời ơi, xinh nè, màu vàng quá đẹp luôn mấy chị, màu vàng quá đỉnh luôn. Dây 90 nè, em có trắng với vàng nha mấy chị luôn, màu vàng là hôm nay mới bổ sung được ít thôi. Rồi, chế nào lấy dây 90, ok, người đẹp luôn nè. Rồi, chế nào lấy dây 90 lên, em mới dây 90 kèm cho em số nọ nhận hàng được kiểm nha mọi người. Ở ngoài là xuất sắc luôn á mấy chị. Ở ngoài là đẹp xuất sắc luôn, dây 90 trắng là dây 90 vàng là được lên đơn thành công. Vàng hay trắng đều đẹp mấy chị, mà chị tì mấy chị hết thôi. Dây 90 trắng hoặc vàng giùm em nha, trắng hoặc vàng giùm em quá xinh, 90 ngàn đó mọi người ơi. Chế nào hết chốt liền giùm em. Chốt liền giùm em, quá xinh luôn, nhìn giùm em nè. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chị ơi, 90k giùm em luôn nha, cho một bạn dây xoắn bướm đẹp lắm. Xuất sắc giùm em, nhỏ nha mọi người, nhỏ hơn mẫu kia xíu. Rồi chế nào lấy dây 90 lên em, mấy dây 90 kèm cho em số hội là được lên đơn thành công. Em chốt 90 ngàn cho mấy chị đẹp luôn nha, chế nào chốt nhanh có hàng giùm em ha. Dây này mà em út là không có đâu mọi người, đang tặng cái đồ mạnh luôn. Em lên cho mấy chị một em lắc bảng kim tiền rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bảng luôn. 6 cái bảng kim tiền luôn mấy chị. Gọi là 6 cái lắc á, được kết hợp lại, đeo đẹp lắm. Cái bảng này đeo lên đỉnh lắm. Em bán cho mấy chị luôn với giá là lắc mấy chị đánh cho em mở lắc kim tiền. Em chốt với chị luôn với giá là 99 ngàn. Cái lắc kim tiền này hôm nay em chốt với chị cho livestream chỉ có giá là 99 ngàn thôi. Này đeo đẹp lắm mấy chị ơi, đeo dạng giống như một cái dạng bảng á, xinh lắm. Rồi em bán cho mấy chị cho livestream luôn, có 10 cái em chốt 99 ngàn. Chế nào lấy lắc bảng lên em mở lắc chế nào lấy lắc bảng lên em mở lắc kim tiền. Rồi mấy chị lấy em mở lắc bảng, lắc kim tiền, em chốt 99 ngàn. Cái này Lâm tặng thôi nha mấy chị, có mấy cái thôi nha mọi người. Bình thường mua cái lắc này bao nhiêu mấy chị? 220 ngàn. Một em lắc rất là xinh giùm em, hôm nay chốt bao nhiêu mấy chị? 99 ngàn. Mấy chị lên giùm em mở là lắc kim tiền 99 ngàn kèm cho em số hội. Dây 90 em có trắng với vàng, cái nào đeo cũng xinh hết mọi người, rất là cưng giùm em luôn. Rồi lắc này mấy chị lên giùm em mở lắc kim tiền 90 ngàn kèm 99 ngàn kèm cho em số hội nha mấy chị. Em chốt với mấy chị luôn, cái này đẹp quá mọi người, có 10 cái thật sự luôn, đây đẹp quá trời quá đất luôn. Rồi lên giùm em 90 ngàn, 99 ngàn sorry mọi người, cứ cái dây 90 ngàn cứ quên và bị gọi là bị lèo mấy chị. Rồi mấy chị cứ comment 90 ngàn nó còn dài thòn nữa mấy chị, có nhiều chị lấy 2-3 sợi luôn kìa. Lắc kim tiền 10 cái, chị nào mình may mắn được chốt với giá là 99 ngàn cho livestream. Giá góc bằng này là 220 nha mọi người, nó tới 5 cái lắc kim tiền nữa chị, 5 cái bản kim tiền rồi nè mọi người, một cái mất rồi, một cái lắc rồi là mấy chị mua nhưng không lấy mua 10 ngàn mấy chị thiệt sự luôn á. Trời ơi nó quá xinh luôn, em tặng cho livestream 99 ngàn. Hôm nay chứ nào thấy cái like của em là cứu chốt giùm em đi. Dạ được nghe chị, đặt được chị Mai Thủy chị gọi shop em nha. Rồi chế nào lấy dòng này lên em, là dòng 195 và dòng 194, dòng 195, dòng 194 giùm em là màu vàng, 195 là màu trắng, nó giờ em chưa la nhẫn luôn mấy chị, thiệt tình luôn, nó giờ em chưa la nhẫn luôn, đợi em xíu nha. Chốt giùm em cái lắc này đâu mọi người, hello chị Hồng Thanh Nguyễn. Rồi lắc kim tiền giùm em 99 ngàn, 6 bảng nha mọi người, em có 10 cái thôi, chị nào nhanh tay thì có giùm em nha, quá xinh luôn giùm em. Có dập ký hiệu 18k luôn nha mấy chị, và mang cái đồ bền giùm em luôn. Dập ký hiệu 18k giùm em luôn, cái này mang còn bền lắm mấy chị. Rồi lên em mở lắc kim tiền 99 kèm cho em số hội. Rồi em qua mã lắc kim tiền 99 ngàn luôn cho mấy chị luôn ha. Nhẫn đi em ơi, rồi em lên nhẫn cho mấy chị luôn, nhẫn nhiều lắm. Em có nhẫn titan luôn, chịu đợi em xíu nha, em có nhẫn mới luôn nè, đợi em xíu xì. Rắc kim tiền giùm em 99 ngàn kèm cho em phun số hội được lên đơn thành công mấy chị ơi. Xuất sắc xinh luôn, lên cho mấy chị nhẫn nè, nhẫn em nhiều lắm mấy chị. Nhẫn này em chốt với chị luôn 78 ngàn, rất là xinh. Em lên dây titan cho mấy chị luôn. Các bạn này em tặng 49 ngàn đeo hoài, dây titan đeo hoài giùm em nha. Rồi hàng titan này là hàng toàn mấy chị hot girl, mấy chị có tiền đeo không, mấy chị đeo hoài giùm em, bị trang hàng hiệu. Rồi mấy chị lên em mới tới 65, em chốt cái dây chuyền này 49 ngàn. Hết hồn chưa mấy chị? Lên em mới là tới 65, em chốt 49 ngàn cho mấy chị cái dây chuyền này luôn. Mấy chị lên em mới là tới 65 giùm em 49 ngàn kèm cho em số nội. Nhẫn này là nhẫn 78. Em chốt bạn này luôn 78 ngàn cho... em cho chị ít cái đồng hồ thôi nha. Rồi cái nào lấy tơi 65 lên em, cái đồng hồ thiên nga vậy đây, tặng cho mấy chị đi còn mấy cái. Rồi mấy chị lên em là tơi 65 em chốt với chị luôn, với giá trên livestream là 49 ngàn. 49 ngàn cho mấy chị luôn. Tơi 65 là một em dây chuyền nha mọi người, một em dây chuyền titan. Rất xinh giùm em luôn. Chị nào lấy tơi 65 lên em, tơi 65 săn sale giùm em 49 ngàn. Một em dây titan nha mấy chị. Rồi cái nào lấy nhẫn này lên em là nhẫn 78. Em chốt bạn này luôn cho mấy chị cho livestream luôn. Đồng hồ thiên nga. Rồi em lên cho mấy chị lắc 99 cho em xem lại dòng màu trắng. Dòng màu trắng hả chị? Dòng màu trắng là dòng 195. Màu vàng là 194 giùm em. Rồi chế nào lấy mẫu này lên em mới nhẫn 78 giùm em nè.
Nhẫn này em chốt 6-7 ngàn có đồng hồ nữa không biết. Ở dưới là khác nữa đó luôn. Rồi nhẫn này em chốt với chị 6-7 ngàn siêu xinh nha mấy chị. Nhẫn 6-7 giùm em. Nhẫn 6-7 nè. Nhẫn này nhẫn 7-8 giùm em nha mấy chị. Rồi em lên tiếp tục cho mấy chị một em hột sòn luôn với giá là 63 ngàn. Chứ nó nhẫn 63 lên em ở nhẫn 63 nè. Nhẫn 7-8 lên em ở nhẫn 7-8 và nhẫn 6-7 lên em ở nhẫn 6-7 giùm em ha. Chế nó hết mã nào comment mã đó giùm em. Em lên cho mấy chị một cái lắc chân titan tặng cho vui nha mấy chị. Nên chứ nào chốt nhanh có hàng giùm em. Em bán cho mấy chị cái lắc chân titan này đeo hoài không phai màu, đeo hoài giùm em nha. Đẹp dễ sợ luôn. Mấy chị thích lắc chân này lên em ha. Tặng cái này là bao nhiêu cái? Được 26 cái mấy chị. Chị nào lấy lắc chân này lên em mã là chân 39. Lên em ở chân 39 mã này em tặng lại em qua mã luôn nha mấy chị. Mấy chị nào hết lánh gì giùm em mã là chân 39 giùm em. Chân 39 giùm em của nó có một mẫu. Ở dưới cũng vậy đúng không? Rồi mấy chị lên em mới là chân 39 kèm cho em số điện thoại. Em chốt cho mấy chị luôn với giá là 39 ngàn. Một bạn chân bi rất là đẹp nha mọi người ơi. Chị nào lấy chân 39 lên em mới là chân 39 giùm em. Em đang chốt tặng 26 cái hàng titan đeo hoài giá là 39 ngàn một cái lắc chân. Mấy chị lên giùm em mới là chân 39 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Ủa cái mới là cái nào? Rồi mấy chị lên em là chân 39 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Chốt bạn này luôn với giá là 39 ngàn nha mấy chị. Xinh quá. Xinh quá mấy chị ơi. Hàng bên phun vừa đẹp vừa rẻ. Cảm ơn chị đẹp luôn nha mấy chị ơi. Nail 170 là cái nào chị đẹp ơi? Nail 170 là cái mẫu nào vậy? Chân 39 em tặng 26 cái nha mọi người. Chứ nào lấy chân 39 chốt liền giùm em. Này bấy nhiêu chân 39 được như vậy. Rồi cho nào lấy chân 39 là em lấy chân 39 kèm cho em phun số điện thoại nha mấy chị. 39k cho một em lắc chân mình đeo hoài giùm em luôn ha. Nó đẹp mấy chị, nó có cham luôn mà này chân bự nha. Nhìn cưng dễ sợ luôn. 39.000 giùm em phối cham. Mấy chị đánh cho em lấy chân 39 giùm em luôn. Nhẫn này là nhẫn 78 giùm em nha chị ơi. Nhẫn này là nhẫn 67 giùm em và nhẫn này là nhẫn 63. Nhẫn 63 xinh lắm mấy chị ơi. Nhẫn 63 là hột sòn rất là cưng luôn nha mấy chị. Mấy chị đánh cho em ở nhẫn 63, nhẫn 78 và nhẫn 67 giùm em. Chế nào hết chiếc nhẫn nào đánh cho em chiếc nhẫn đó kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị ơi. Em còn một mẫu lớp chân nữa là mà chân này là dạng xích xích nha mấy chị. Cái này em có mấy cái thôi. Em có mấy cái thôi em tặng cái chân này 35 ngàn luôn mấy chị. Chị nào lớp chân này lên giùm em mới là chân 35. Chị nào lấy lớp chân này lên em mới chân 35 giùm em. Trời cái dạng nó độc lạ mấy chị ơi. Nó hơi lạ lạ, cái mắt của nó hơi xích xích đó mọi người, nhìn cưng lắm. Chân 35 giùm em nha. Chân 35 này em có mười mấy cái mọi người. Rồi mấy chị đánh giùm em mới là chân 35 kèm cho em phun số điện thoại chốt 35 ngàn cho mấy chị luôn. 35 ngàn một cái lắc chân luôn nha mấy chị đẹp. Nó dạng 500 nha mấy chị. Nó có mua full đá pha lê giùm em nè. Đẹp lắm. Ở ngoài full đá pha lê. Bạn này chân titan nha mọi người. Mấy chị đánh giùm em là chân 35. Hàng đẹp chị nhận rồi. Xin lắm. Cảm ơn chị đẹp luôn. Mấy chị đánh giùm em là chân 35 kèm cho em full số điện thoại. Em chốt cho mấy chị luôn với giá là 35 ngàn. 35 ngàn giùm em nha. Cái lắc chân này em có mười mấy cái thôi. Em sẽ qua nhanh. Mấy chị đánh giùm em là chân 35. Nhẫn 63 là nhẫn hột sòn. Rất là đẹp nha mấy chị. Nhẫn 63 giùm em nè. Nhẫn này nhẫn 78 và nhẫn này nhẫn 67 giùm em. Rồi chị nào lấy chân này lên em mới chân 35, em có mấy cái dạng xích đẹp quá mọi người, dạng xích mẫu mới nhất luôn. Này em có mười mấy cái thôi, em tặng khách 35 ngàn luôn, hàng titan đeo hoài nha mấy chị đánh cho em mới là chân 35. Mấy chị đánh cho em mới là chân 35 kèm cho em số điện thoại. Đừng đánh dây titan 49 ngàn bên em không chốt được nè. Em lên cho mấy chị một em dây cong titan, dây cong trắng nha mọi người. Cái dây cong trắng này em chốt cho live stream luôn cho mấy triệu luôn. Mấy chị đánh cho em mới là dây cong trắng hàng titan đeo hoài giùm em nha mấy chị, em chốt bạn này luôn giá là 49 ngàn. Dây cong trắng này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị 49 ngàn. Chân 35 giùm em có dây bi trắng không? Dạ có dây bi trắng để em lên cho chị. Mấy chị lên em mới là dây cong trắng em chốt mấy chị luôn với giá đặc biệt trên live stream của em. Cái dây cong trắng này luôn với giá là 49 ngàn. Mấy chị lên em mới là cong trắng 49 nha. Dây cong titan nhìn đẹp lắm mấy chị. Full đá sau full đá bi gớt nha mọi người, đẹp lắm. Dây cong trắng này em chốt cho trên live stream cho mấy chị là 49 ngàn. Chị nào lấy cong trắng lên em mới là cong trắng 49 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. 49 ngàn giùm em luôn. Chứ nào lấy công trắng lên em là công trắng 49 kèm cho em số điện thoại nha chị. Nhẫn này em chốt với chị 67 ngàn. Nhẫn 67 đẹp lắm. Nhẫn này nhẫn 78 giùm em siêu xinh. Hồng trụ nó cao nhìn sang lắm mấy chị. Cái nhẫn 78 này nhìn ở ngoài nó sẽ rất là đẹp luôn mấy chị. Ở trên nó chiếu lắm mấy chị. Nhẫn 78 giùm em. Còn nhẫn này nhẫn 63. Nhẫn 63 giùm em. Chứ nó hết mã nhẫn nào comment nhẫn đó giùm em. Còn dây công trắng này em chốt với chị luôn giá là 49 ngàn. Chứ nào lấy công trắng lên em là công trắng 49 giùm em là hàng titan giùm em ha. Dạ lấy titan màu vàng rồi lên dây titan màu vàng cho chị rồi chị đợi em xíu nào em lên dây bi này làm sao nhất luôn cho mấy chị luôn nè. Dây titan màu vàng đi Phương ơi. Rồi để em lên cho mấy chị dây titan màu vàng. Chị lấy chữ H đi chị, chữ H đẹp, chữ H có là xinh luôn. Dây H giùm em 59 ngàn. Chị đánh giùm em là dây H 59 là dây H titan nha chị. Dây chữ H titan em chốt 59 ngàn cho chịu luôn. Chị đánh giùm em là dây H 59 giùm em. Cái này có tăng đơ đẹp lắm. Dây titan thì mình mang hoài mang thường xuyên được giùm em.
chị đánh cho em mới là JH59 kèm cho em phun số hỏi. Em chốt bạn này luôn với giá là 59.000 một em JH Titan. Bạn này còn mấy sợi nó hết nha mọi người. Nó phun cái mặt đẹp lắm mấy chị. Hàng này đắt lắm luôn nha mấy chị. Em sale 59.000. Mấy chị đánh cho em mới là JH59 kèm cho em phun số hỏi được lên đơn thành công. Em chốt bạn này cho mấy chị luôn với giá là 59.000 một bạn JH nha mấy chị. Một em JH Titan. Một em JH Titan đeo rất là xinh mấy chị. Em chốt 59.000 cho mấy chị luôn. Sim em đang hết hàng còn mẫu này duy nhất thôi. Thì là tình mẫu này đẹp lắm mọi người ơi. Mẫu màu này là dạng mẫu chạm kim cương, nó rất là xinh luôn. Bộ này em chốt 160. Chị nào lấy Siemens, Siemens 159 em đang hết hàng luôn không mấy chị. Ôi cái này cũng giống như bạn đó, nhưng mà bạn này em mới về được ít. Rồi Siemens này là 160.000 một bộ rồi chị. Siemens này đẹp lắm nha mấy chị. Bản của nó bản kim cương nhìn chiếu lắm nha mọi người. Rồi chứ nào lấy Siemens này lên em á, Siemens 160 giùm em. Em chốt cho mấy chị luôn 160.000, nhẫn 78 triệu luôn nè. Siemens em chốt 160.000 cho mấy chịu luôn. Chị nào lấy Siemens lên em có Siemens 160. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị một bạn dây chuyền. Trời ơi, phối bi hết luôn giùm em. Cái mặt nó đẹp nè mấy chị, cái mặt nó đẹp. Dây của nó là bi đều hết toàn bộ, kèm mặt hoa lớn. Em chốt cái livestream luôn cho mấy chị bạn này là xịn 32. Em chốt cho mấy chị cái dây này luôn 120. Chị nào lấy xịn 32 lên em có xịn 32. Cái dây chuyền này em chốt 120.000 luôn. Xịn 32 giùm em, 120. Mấy cái này em có bán mặt lẻ, mấy chị có mua mặt lẻ mấy chị báo với mấy bé sẽ chốt mặt cho mấy chị luôn ha. Rồi cái nào lấy xịn 32 lên em á, xịn 32 dây chuyền kèm mặt luôn chốt 120.000 cho bạn này nha mấy chị ơi. Dây bi của nó là dây bi đều toàn bộ luôn, mặt của nó là mặt hoa lớn giùm em, nhìn cưng lắm. Mấy chị đánh giùm em á là xịn 32, em chốt với mấy chị sale 120.000 luôn. Mấy chị đánh giùm em á là xịn 32, xịn 32 giùm em 120. Đồng hồ em có một cái đồng hồ đá Swarovski. Đồng hồ của hãng Swarovski bản xịn giùm em nha. Đây mấy chị nhìn giùm em nè. Em tặng cái bạn này lắm luôn nha mấy chị ơi. Dây titan công trắng dạ. Rồi chế nào hết mẫu này mấy chị chốt liền giùm em. Còn một số đơn chưa chốt hóa cái chị Nguyễn Kiều Trang ơi. Đây đây, cái đồng hồ này em sẽ tặng cho livestream cho mấy chị luôn. Bán siêu tặng cho mấy chị đồng hồ này mà. Rồi em chốt cho mấy chị cái đồng hồ này cho livestream luôn. Rất là tặng luôn là 220.000 nha mấy chị. Đồng hồ đá Swarovski nguyên khối titan giùm em. Bản ở đây nó phối bi toàn bộ nha mấy chị. Nhớ giùm em, phối bi toàn bộ giùm em. Cái nào? Ở đó là mặt nào? Chị hỏi em cái nào mặt nào nhiều nhất, em chỉ cho em mặt này. Ờ, cái lên anh là có không? Có hàng cho mấy chị nha, có hàng, trời tụi nó không có hàng hết hồn. Rồi đồng hồ em chốt 220 cho mấy chị luôn. Đồng hồ đá Swarovski giùm em, bản của thương hiệu. Cái này ở ngoài rất là đắt nha mọi người ơi. Ở sau của nó dập giùm em nha mấy chị. Rồi bản xịn như nó mấy chị ơi. Đây, ở đây là phối toàn bộ luôn. Ở đây là phối bi ở ngoài, ở trong là nguyên khối titan đó mấy chị. Cái này đỉnh lắm, em mà em tặng khách là 220. Chị nào hết cái đồng hồ thì chốt liền giùm em 220.000. Mấy chị đánh giùm em ở đồng hồ 220 kèm cho em số hỏi. Cái này còn không mấy chị? Rồi đồng hồ em chốt 220.000 cho mấy chị luôn ha. Nhẫn em qua cho mấy chị, đợi xíu lên nhẫn tiếp cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em ở đồng hồ 220. Cái này em tặng lắm mà nó có nhiều màu quá nè mấy chị. Nó giờ cái lô của nó nhiều màu quá. Đẹp xuất sắc luôn, 220 đen đi mọi người, 220 vàng, vàng cái đen thôi đúng không? 220 đen và 220 vàng, cái này là nguyên khối vàng và bạn này là thảm sơ cừ màu đen và màu vàng. Mấy chị đánh cho em ở đồng hồ 220 đen nè và vàng giùm em, mỗi thứ em có mười mấy cái. Đẹp nha chị, nhận hàng chị được kiểm tra hàng, cái này là em tặng nhất luôn á, đồng hồ đá Swarovski bản xịn giùm em nha. Nhận hàng mấy chị cứ kiểm tra thoải mái giùm em, nguyên khối toàn bộ luôn, nguyên khối của nó là titan giùm em nè. Ở trong cái đá Swarovski nhìn đẹp lắm mấy chị, nó là bản đồng hồ thương hiệu rồi, rất là đẹp. Rồi em chốt với chị 220, em có đồng hồ 220 đen, mặt đen nè mấy chị và mặt vàng. Mặt đen và mặt vàng giùm em săn cái nào được nhiêu cái thì em săn nha mọi người. Chứ màu đen không nó đẹp nè, màu vàng cũng đẹp. Tùy sở thích của mấy chị thôi. Đây, đồng hồ 220 đen hoặc là vàng giùm em ha. Mặt đen với mặt vàng thôi mấy chị, còn cái dây của nó y chang nhau thôi mấy chị ơi. Rồi em chốt với chị 220.000 luôn, cái này lên tay là khỏi chơi luôn, em nói thiệt luôn mấy chị, nó đẹp. Rồi em bán tặng 220.000 một bản đồng hồ xịn. Của nó là dạng chống nước tốt nha mọi người. Ở sau của nó là dập giùm em nha. Và cái này là nguyên khối titan của thương hiệu Swarovski luôn mấy chị ơi. Quá xịn luôn, quá xịn luôn mấy chị. Em chốt 220 cho mấy chị luôn. Rồi ly em ở đồng hồ 220 kèm cho em số nội. Mỗi thứ có mười mấy cái luôn nha. Màu đen em có ít nha mọi người. Rồi 220.000 mấy chị ơi. Bản này xịn lắm mấy chị ơi. Nguyên phối nguyên thiên nga luôn mấy chị. Mang này là độc lạ luôn mấy chị. Mang độc lạ mà làm quà tặng là hơi bị sang luôn nha mấy chị. 220.000 một cái chị đẹp. Đánh cho em ở đồng hồ 220. Màu vàng hay là màu đen đều được, mặt đen hay là mặt vàng đều đẹp nha mấy chị. Em chốt 220.000 qua mã luôn nha mấy chị. Quá trời xinh luôn mấy chị ơi, quá trời xinh luôn. Rồi để em lên chút xíu mấy chị ơi, đồng hồ 220 mặt đen hay mặt vàng. Rồi em có dây chữ công, chị hỏi em dây chữ công mà mang bền lắm luôn nè mấy chị. Dây chữ công này nam nữ gì mang cũng được. Em chốt cho livestream cho mấy chị cái dây này 50.000. Chị nó hết dây này lên em là dây 50.
Chị nào hết dây này đánh cho em, đó là dây 50 là được lên đơn thành công. Đồng hồ 220 đẹp lắm đó mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn đó mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi chứ nào lấy đánh cho em ha. Rồi ok, chị Đức Hiếu có đồng hồ 220 đen. Cho chị hai cái nha Phương, coi chị thì Phương nhận hàng mấy chị cứ kiểm thoải mái giùm em. Cái đồng hồ nó rất là đẹp nha mọi người, rất đẹp luôn, em phải nói là rất đẹp, và rất bóng luôn mà xịn như đó mọi người. Em thấy nó rất là độc lạ luôn. Rồi chế nào lấy mẫu này mấy chị đánh giùm em, là dây 50. Đồng hồ 220 vàng giùm em mấy chị Hạnh Nguyễn Thị ơi. Rồi chế nào lấy cái này, em có hai mặt duy nhất không có mặt trắng mấy chị, không có mặt trắng. Rồi chế nào lấy dây này mấy chị lên giùm em, mã là dây này em chốt với chị cho livestream là 50.000 nha. Dây này 50.000, dây chuyền em đeo là 90.000, có trắng với vàng cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em, mã là dây 90. Dây chuyền đang đeo là 90.000 cho mấy chị đẹp nha. Mấy chị đánh cho em là dây 90 có tăng đơn, mang được 5 tấc rưỡi luôn. Dây chuyền còn cái chị đẹp, đồng hồ 220 giùm em, dây chuyền niệm chốt với chị luôn 50.000. Mấy chị đánh cho em là dây 50 kèm cho em Phương số điện thoại cái này nãy chị like màu vàng mới nhiên 29.000. Hát mấy á. Rồi chứ nào lấy dây 50 lên em, mấy dây 50 kèm cho em số điện thoại dây chữ công đẹp lắm mấy chị, em lên cho mấy chị cái bông hoa này. Hôm nay em tặng bông hoa này 39.000 luôn cho mấy chị luôn ha. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái này là hoa đá, đính đá đẹp lắm luôn nha mấy chị. Em lên lên tay cho mấy chị, lên tặng 39.000 cho mấy chị một đôi bông. Một đôi bông dây 90 em có trắng với vàng là dây em Phương đang đeo. Bông này chiếu lắm nha mấy chị. Bông này mấy chị lên giùm em mã là hắc mấy bên nha. Đẹp quá. Đúng rồi. Rồi mấy chị lên em H90 em chốt đôi bông này 39.000. Đôi bông này sáng lắm nha mấy chị. Mấy chị đến giùm em là H90 giùm em 39.000 kèm kem số nội có màu vàng. Màu vàng là H91 giùm em nha. Màu vàng là H91 chốt tặng đôi bông này 39.000 có trắng với vàng cho mấy chị luôn. Chị nào lấy H90 lên em, H90 là một màu trắng nha mọi người, rất là sáng luôn. Mấy chị đến giùm em H90 dây chuyền đang đeo 90.000 có trắng với vàng cho mấy chị. Bạn này về có bán cái đôi tặng luôn mấy chị. Dây 90 em có trắng với vàng cho mấy chị luôn. Rồi H90 giùm em là đôi bông này em chốt 39.000 và H91 là màu vàng em chốt với chị 39.000 một đôi luôn. Mẫu này tặng mạnh lắm mấy chị ơi. H91 nè và H90 là màu trắng giùm em, màu trắng cũng xinh lắm mấy chị, màu trắng có ít thôi mọi người. Đây. Nó chiếu lắm luôn nha mấy chị. Nó full đá bi gớt hết toàn bộ luôn. Khi mấy chị nhận cái này, mấy chị nhận ở ngoài nó sẽ có loại chiếu da đẹp luôn giùm em nha. H90 là đôi bông này em chốt với chị luôn với giá là 39.000, rất là tặng luôn mấy chị ơi. Rồi chứ nào lấy H90 lên em, H90 em chốt 39.000 kèm cho em Phương số điện thoại, em chốt 39.000. Còn đây là H91 giùm em nha mấy chị, cũng giá là 39.000 nha mấy chị. H90 là màu trắng giùm em và H91 là màu vàng. Màu vàng chứ nào đang xem livestream bấm giùm em Phương một lượt chia sẻ, hôm nay em tặng cho mấy chị cái này nè. Cái này đợi lâu lắm đúng mấy chị. Cái này là mấy chị ơi, cái này là cái mộc nguy hàng của Mỹ nha mọi người. Hôm nay em săn được lô khoảng tầm 60 tiếp này thôi mấy chị, 60 tiếp giùm em nha. Rồi em chốt cho livestream ngày hôm nay tặng cho mấy chị luôn. Mấy chị bấm giùm em một lượt chia sẻ đi mọi người. Đây là gen dưỡng mi, đây mấy chị tem nè, cái này ở ngoài đang bán rất là mắc nha mấy chị, của Genso giùm em nha. Rồi em bóc qua cho mấy chị coi hộp, coi một cái nha. Cái nào mà hôm nay săn được chúc mừng luôn. Bấm giùm em full một lượt chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Chế nào đang xem livestream, đây lắc kim tiền hồi nãy chị 99.000. Cái bạn này là lắc kim tiền 99.000 nha chị ơi, đẹp lắm. Lắc kim tiền nằm chốt 99.000 cho mấy chị. Trời ơi, em bán tặng bạn này luôn nè, mấy chị nhìn giùm em nè. Đầy đủ của tem luôn nha mấy chị, cái hàng này ở ngoài đang rất là đắt luôn mấy chị. Rồi em chốt cho livestream cho mấy chị luôn, cắt cho em chị đó mấy chị. Em sẽ chốt cho livestream cho mấy chị tặng lắm. Rồi đôi bông này em bán 39.000 luôn nè. Chị hôm nay chỉ số 39 đẹp quá, bông này tặng hết mọi người. Mua bông thì em cua không bao giờ. Mua bán đi bán lại vẫn được luôn mấy chị, em nói thiệt. Xuất sắc luôn. Trời ơi, nó cưng nè mấy chị. Đây. Đây mấy chị ơi. Chia sẻ giùm em bắt đầu chốt nha mấy chị, em chốt cho 60 chị nha. Em chốt tặng cho 60 chị đẹp luôn, một cây nha mọi người. Dưỡng mộc mi mộc mài dòng của Mỹ nha mọi người, nhìn giùm em nè, nhìn giùm em cái hộp này nha mấy chị, xịn như lắm mấy chị. Rồi em tặng cho mấy chị đang xem livestream của em, bấm giùm em full một lượt chia sẻ đó mọi người. Tăng view giùm em đi mọi người ơi, em tặng cho mấy chị cây này cho livestream. Chỉ có 60 chị được tặng thôi nha mấy chị, chia sẻ giùm em với giá em bán tương tác cho mấy chị luôn với giá là 59.000. Mấy chị đánh giùm em là mộc mi 59, dòng này của Mỹ nha mấy chị. Cái này ở ngoài đang bán rất là đắt nha mấy chị, của hãng Genso, dòng của Mỹ nha mấy chị ơi. Chế nào lấy đánh giùm em là mộc mi 59.000. Chia sẻ giùm em đi mọi người, chốt liền bạn này nếu mấy chị khỏi chần chờ luôn. Mộc mi mộc mài hàng chính hãng giùm em nha. Đây, đầy đủ giùm em luôn, trời nó xịn gì đâu luôn mấy chị. Rồi em bán cho live stream cho mấy chị 60 cây giùm em thôi, 59.000 giùm em. Ôi ơi mấy chị ơi, cái này mấy chị nên mua combo hai cây nha mọi người, tại vì nó là một liệu trình đó mấy chị, để cho mi của mình nó mọc dài nhất luôn á mấy chị. Rồi mọc mi mọc mài giùm em, chốt cái livestream luôn cho mấy chị 59.000. Cái hãng này mấy chị nào cũng biết luôn mọi người, thiệt sự luôn, xịn như lắm mấy chị ơi, rất là xịn luôn. Hôm nay em giờ được 60 hộp nha mọi người, em tặng cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 59.000. Chế nào chốt nhanh thì có hàng giùm em nha, xịn lắm mấy chị ơi, tặng nha mấy chị. Chia sẻ giùm em mấy chị ơi, lên em là mộc mi 59 kèm cho em số nội, hôm nay chốt hết cho khách luôn giá là 59.000 của hãng này luôn. Cách ở đây giùm em ha, box siêu giùm em nha mấy chị, xịn lắm. Sử dụng cho mi với là mài giùm em.
Rồi mộc mi giùm em 59.000, qua mã có 60 cây thì mọi người săn cho 60 cây. Rồi em qua mã cho mấy chị còn để em xíu đi em lên cho mấy chị bông tai này, em tặng 39.000 cái đó em qua nhanh nha mấy chị ạ. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị luôn. Em lên cho mấy chị rồi em bông tai đá bi gớt. Trời ơi, nó sáng mà nó cưng lắm nè mấy chị. Bông này H92 em cho mấy chị luôn 39.000 đồng này. Đây là H92. Lên giùm em mã H92 em cho mấy chị luôn với giá là 39.000 đồng bông này. Mấy chị đó cho mẹ mình H92 39.000 kèm cho em phun số loại được lên đơn thành công nha mấy chị. Chị nào để H92 lên em H92 em chốt 39.000 cho mấy chịu luôn. 39k giùm em luôn nha mấy chị. Chị nào để H92 lên em H92 em chốt đôi bông này 39.000. 39.000 kèm cho em số loại quá xinh luôn mấy chị ơi. H92 giùm em đôi bông này. Em chốt 39.000 luôn nha mấy chị ơi. Ở dây trắng là 90, dây vàng 90. Hai số cũng giống nhau, dây trắng 90, dây vàng 90 mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy mẫu này, rồi chế nào lấy mẫu này lên cho em, mở là dây H, bông này bông H93, 92 em, bông H92 mấy chị đó cho em, mở là H92 giùm em, chốt đôi này 39.000, xăng xeo giùm em 39.000 nha mấy chị lên cho em, mở là H92 giùm em, đôi bông này em chốt 39.000, có dây titan để em lên cho mấy chị, có dây titan để em lên cho mấy chị ơi, rồi để em móc ngẫu nhiên cho mấy chị một em dây lớn nha, trời ơi, xuất sắc luôn, 150, hôm nay tặng mấy chị 140 được không, tặng luôn 140. Rồi mấy chị lên em là xịn 7, em tặng luôn cái dây chuyền này 140, mặt đẹp lắm nha mấy chị. Chị nào có tân đôi giùm em mang được 5 tắc rưỡi, em tặng mấy chị ngày hôm nay 140, giảm cho mấy chị trực tiếp luôn. Chị nào lấy mẫu này lên em là xịn 7 giùm em 140.000 cái dây chuyền này luôn ha. Có bông sòn không phun có nghe chị đẹp, xịn 7 giùm em 140.000. Em tặng hôm nay 140.000 nha, chị nào lấy xịn 7 lên em là xịn 7 140. 140.000 kèm cho em phun số nội được lên đơn thành công mấy chị ơi. Chị nào lấy xịn 7 lên em là xịn 7 chứ 140.000. Ờ mấy nhìn lên thấy mấy nhẫn đâu không ơi. Xịn 7 giùm em 140.000 kèm cho em số nội. Hôm nay em chốt cho livestream 140.000 cho mấy chị luôn nha. Chị nào lấy dây xịn 7 lên liền giùm em nha, đẹp dữ lắm mọi người, nhìn em cái mặt của nó nè, xuất sắc luôn mấy chị. Ôi ôi giả mang luôn mấy chị ơi, 140.000 cho dây chuyền kèm mặt. Mấy chị đánh giùm em là xịn 7 140. Hôm nay em giảm 140 nha mọi người. Mấy chị đánh giùm em là xịn 7 140 giùm em, 140.000 hôm nay em giảm qua nhanh luôn. Ờ dây đang đeo có bự chưa, đợi em xíu nha. Rồi cái nào để xịn 7 lên em ơi, xịn 7 em chốt 140.000 cho mấy chị. 140.000 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy xịn 7 chốt liền giùm em luôn, chốt liền giùm em hả mấy chị. Mấy chị xịn mình nhiều lắm á sao? À bên này đúng không? Xịn 740.000, em lên cho mấy chị một em set titan mang thường xuyên giùm em đây. Cái nào mà muốn lấy một set titan nhỏ nhỏ cưng cưng mang thường xuyên mình lấy set này giùm em ha. Set này mấy chị đánh giùm em, mở là set vuông. Set vuông này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 120. Set vuông titan chốt ngày hôm nay luôn 120.000. Vậy nào lấy set vuông lên em, mở set vuông 120 kèm cho em số hồi được lên đơn thành công. Em chốt cả set này luôn với giá là 120.000, 120.000. Bao nhiêu lục trong đây có set bao nhiêu chị không? Sách vuông nè, em chốt cái livestream luôn cho mấy chị 120.000. Không biết cái năm bỏ chết đi đâu chị kiếm ăn nè. Rồi chứ nào lấy sách vuông lên em á, sách vuông 120 nha mấy chị, 120.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Sách vuông 120 giùm em, quá trời xinh luôn mấy chị ơi. Chứ nào lấy sách vuông lên em á, sách vuông 120, em chốt 120.000 cho cả một set titan nha mọi người, một set titan giùm em. Chứ nào lấy sách vuông lên em á, sách vuông 120 giùm em nha. Dạ sách vuông là hàng titan giùm em, đeo rất là đẹp giùm em luôn. Sách vuông 120 kèm cho em phun số hội được lên đơn thành công. Bông nhỏ nhỏ xinh xinh, mấy chị lên em á bông này nè mấy chị. Bông này em bán cho mấy chị chơi livestream là 48.000 ha. Bông này dạng bông ý giùm em, dạng có cái dạng khoen, chốt cho livestream cho mấy chị 48.000 luôn. Em có một chiếc nhẫn siêu phẩm của nhà em. Chị nào hết mẫu này đó cho em là siêu phẩm 75 giùm em, chiếc này đẹp đó nha mấy chị, ổ đá của nó nè. Em bán chiếc này cho mấy chị là 75.000. Mấy chị đánh giùm em mà là siêu phẩm 75 giùm em. Chiếc nhẫn này rất là xinh giùm em ha. Bông này em bán cho mấy chị luôn với giá là 48.000, chị nào lấy bông 48 lên em là bông 48 kèm cho em phun số hồi. Em chốt bạn này 48k cho mấy chị, bạn này cưng lắm mấy chị ơi. Có dòng vàng kiểu luôn nha chị. Chị thích mẫu này đó giùm em, mã là siêu phẩm giùm em. Cái này siêu phẩm này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn với giá. Thấy không? Tự nhiên bóc cái này thấy luôn. Cắt ở đó mà sao nhớ luôn. Rồi đây đó giùm em mã là set vuông. Dạ set vuông là 120, còn cái nhẫn này là siêu phẩm 75 giùm em, chiếc này là hơi bị mơi luôn nha mấy chị, ở ngoài đẹp dữ lắm mấy chị, nhìn giùm em nè, nó nạm toàn bộ luôn như bà bạn này, em bán cái đó tặng nhận hàng ở ngoài là hết hồn. Dòng ở đang đeo là 195.000, chị lên em, em sorry 185.000, mấy chị đó giùm em là dòng 185. Rồi chứ nào lấy mẫu này lên em, siêu phẩm 75 nhìn em chiếc nhẫn nha mọi người, siêu phẩm 75 kèm cho em phun số nội. Hai set này là hai set vừa là bán chạy tương tác shop em nha mọi người. Set bi của Subin mọi người ơi, set bi của Subin rất là xinh.
chị nào lấy sách bi này mấy chị chốt liền giùm em ha. Sách bi này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị luôn, với giá là bao nhiêu mọi người? 89.000. Chị nào lấy sách bi này lên em ha, sách bi 89 kèm cho em số điện thoại là gồm một cái lắc tay và một cái dây chuyền bi. Mấy chị lấy giùm em mà nó sách bi 89.000 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em chốt cho live stream luôn cho mấy chị là 89.000. Chị nào lấy sách bi 89 lên em ha, sách bi 89. Em chốt 89k cho mấy chị luôn nha, em có dòng là đếm lên dòng cho. Em lên hết dòng cho mấy chị luôn nè, hôm nay em lên dòng cho mấy chị, dòng gắn đây em kiếm được dòng gắn luôn. Rồi chị nào lấy set bi 89 lên em ấy, set bi 89 kèm cho em full số điện thoại. Em chốt cả một set nha mọi người, gồm một cái lắc bi nè và một cái dây chuyền bi, hàng này rất là sáng và chạm nha mọi người. Em chốt cho mấy chị luôn giá là 89.000. Một em set bi su pin nha mọi người. Có trắng luôn, trắng là 95.000, để em lên màu vàng xong đem lên màu trắng cho. Có cái hộp của mình ngày qua đâu ta. Set bi em chốt 89.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đó cho em ấy, set bi 89 giùm em. Cái hộp của mình là có bị giống như là có ginh ra ngoài vậy đó. Cái hộp giống như cái hộp đồng hồ ngày hôm qua là chị Năm có bỏ lại vậy đó. Rồi em chơi mấy chị cái set này luôn ha, set bi 95 là màu trắng giùm em. Là còn chưa làm luôn. Rồi mấy chị lên em mới set bi em chốt 95.000 cho mấy chị luôn. Set bi em chốt 95.000 cho mấy chị đánh giùm em mà nó set bi 95 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công. Em chốt cho mấy chị cả set này luôn với giá là 95.000 là màu trắng nha mọi người. Màu vàng là em chốt với chị 89.000. Màu vàng là em chốt 89.000 kèm cho em số điện thoại. Cái này là gì em ơi, không phải của mình đâu. Này chị Năm đang lựa cái gì nè, cái này để bên ngoài đi. Này chị Năm đang lựa nguyên thùng này, chị Năm đang lựa nè, em bỏ qua ngoài này, em dẹp ngoài đi cho nó gọn. Có cái nào có số lượng không? Rồi set bi em chốt 95.000 là màu trắng nha mọi người. Màu trắng là 95.000, rất là xinh nha mọi người. Rồi, chứ nào lấy set bi lên em á, set bi 95 kèm cho em số điện thoại là màu trắng giùm em nha. Dạ có xem bông tai rồi, rồi chị đợi em xíu, đẹp lắm luôn nha mấy chị, cái này có mặt luôn mà nó sáng lắm mấy chị, nó là màu bạch kim siêu sáng giùm em một cái dây bi gì nè. Em tặng thêm một cái lắc bi luôn cho mấy chị có 95.000 thôi mấy chị, một em hàng su pin rất là xinh. Mấy chị đánh giùm em mà nó set bi 95, set bi 95 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em chốt 95.000 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy set bi 95 là màu trắng giùm em. Màu trắng giùm em nha mấy chị. Rồi set bi này em chốt 95.000 lên cho mấy chị ba đôi bông titan mang hoài. Ba đôi bông titan mang hoài nha mấy chị, em bán set bông này 49.000 mấy chị có tin được không? Đây là cả một set bông titan đó mấy chị. Em chốt với chị luôn với giá là 49.000. Mấy chị đánh giùm em mà nó set bông 49 nha. Cái dặn em đang đeo là siêu phẩm 55, siêu phẩm 75 số đi mọi người. Cái này mấy chị lên em ở siêu phẩm 75 kèm cho em số điện thoại. Set bông này em chốt với chị luôn trên livestream luôn với giá là 49.000. Mấy chị đánh giùm em mà set bông 49. Em lên cho mấy chị một cái em dòng hắc titan nha mọi người. Một cái bạn dòng hắc titan mà mình mang gọi là mang thường xuyên đó mọi người. Đây. Em số đi dòng gắn mấy chị, dòng gắn titan. Cái này mình bóp nhỏ đi được nha mấy chị. Mình bóp nhỏ đi được luôn ha. Chị nào lấy cái này mấy chị đánh giùm em mới là dòng gắn. Cái dòng gắn này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 100.000. Dòng gắn titan em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 59.000. Dòng gắn là 100.000, dòng gắn titan nha mấy chị, em tặng cho livestream 100.000. Còn dòng gắn em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 59.000. Mấy chị lên em mới nhẫn gắn 59 dây gồng dòng gắn giùm em 100. Dòng gắn em chốt 100. Dạ set bông em chốt 49.000. Mấy chị đó giùm em mà nó set bông 49 kèm cho em full số hồi. Em chốt 49.000 cho mấy chị luôn. Cái này mới tặng nữa nè mấy chị. Cái dòng này em bán cho mấy chị 150, hàng titan đeo hoài. Dòng này dòng ngũ sắc giùm em nè. Dòng ngũ sắc giùm em 150.000, nó full đá ngũ sắc giùm em luôn. 150.000 cho cái em có nhẫn luôn nha mấy chị. Dòng ngũ sắc là 150.000, 150.000, dòng gắn lên chốt với chị 100.000. Còn cái nhẫn là em chốt với chị là nhẫn ngũ sắc là 69.000 giùm em ha. Giờ nó hết nhẫn ngũ sắc lên em ấy, nhẫn ngũ sắc 69.000. Dòng gắn em chốt với chị 100.000, nhẫn gắn là 59.000. Dòng ngũ sắc giùm em là 150, nhẫn ngũ sắc giùm em là 69.000 giùm em ha. 69.000 cái dòng này còn. Em sale cho mấy chị cái dòng này 99.000 luôn. Mấy chị lên giùm em dòng này là một hàng giùm em nha. Em còn mấy cái em sale 99.000. Mấy chị đến giùm em là dòng ngũ sắc 99 giùm em. Cái này em bán 150 mọi người mà em sale 99.000 luôn. Mấy chị đến giùm em là dòng ngũ sắc em chốt 99.000 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy dòng ngũ sắc lên em ở dòng ngũ sắc 99k kèm cho em full số điện thoại, em chốt 99.000 cho mấy chị luôn ha. Quá trời xinh luôn, dòng gắn là 100, em có dòng ngũ sắc mà của nó là dạng một hàng nữa mấy chị, em tặng luôn 99.000, còn ít nha mọi người, em sale 99.000 cho mấy chị luôn. Chị nào hết hai hàng thì lấy hai hàng giùm em. Đó, cái một hàng em sale cho mấy chị 99.000 luôn nè, đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Đẹp quá trời luôn. Rồi, đi tỉnh là khoảng 3 hôm với chị, 2-3 hôm là tùy mình thôi. Dòng ngũ sắc giùm em 150 nè, dòng ngũ sắc 99 nè, dòng gắn 100.000, dòng này 195.000, nhẫn ngũ sắc 69.000. Nhẫn gắn giùm em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn với giá là
mấy chị đánh giùm em ở đây, nhẫn gắn giùm em, chốt cho mấy chị luôn, cho livestream luôn với giá là 159 ngàn. Mấy chị cho chị cái đồng hồ mà hai sợi nó dài dài mấy nha. Ờ, cái đồng hồ mà nó hai sợi mà nó màu hai màu á, nhớ mẫu đó không? Hôm bị đổ bị rớt á, đẹp á, xuất sắc cho mấy chị. Chứ nó hết mã nào comment mã đó giùm em. Ờ, dòng ngũ sắc em có loại 150, loại 99 ngàn nha. Ờ, lên mẫu kiềng tai khác rồi, còn kiềng tai khác nữa mấy chị, để em xíu em lên cho mấy chị. Một em dây titan mẫu mới về nha mọi người ơi, nó đẹp, cái chế tác của nó đẹp, hàng titan hiện tại rất là hiếm luôn. Cái hai màu mà nó không bị rớt cái này mấy chị nha, đẹp lắm á, giống như là của Rolex đó. Rồi mấy chị lên giùm em mã cái dây bi nail. Cái dây bi nail làm chốt cho livestream cho mấy chị luôn. Cái dây bi nail này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 75 ngàn. Bi nail giùm em 75 ngàn. Cái bịch nó còn nhiều lắm đó, hai màu đẹp. Bi nail giùm em 75 ngàn. 75 ngàn kèm cho em số điện thoại mấy chị. Giờ nó lấy bi nail lên em á, bi nail 75 ngàn kèm cho em full số điện thoại với mấy chị ơi. Hôm bữa chị bị rớt đấy, ai làm như nha. Năm không? Ngay chân này nè, hôm bữa chị cầm qua nó rớt đó chứ không. Rồi mấy chị lấy em á, nó bi nail. Dây bi nail hàng titan, có cái đồng hồ này đẹp lắm, mấy chị để em tìm cho. Không phải, đẹp lắm. Mẫu mới luôn, hình như là cái mã sau cuối cùng á, mẫu nữ mười mấy mà nữ cuối cùng á. Rồi bi nail giùm em, bi nail nằm chốt cái livestream luôn cho mấy chị luôn với giá là 75 ngàn là một em dây chuyền bi titan. Ôi xuất sắc luôn mấy chị ơi, đây đẹp quá. Bi nail chốt với chị 75 ngàn một em dây bi titan nha mọi người. Nhìn rất là cưng luôn, chị nào lấy bi nail lên em mới là bi nail, em chốt 75 ngàn cho mấy chị luôn. Bi nail titan nha mọi người, rất là xinh luôn, hàng titan giùm em. Dạ bông đang đeo là bông này là bông hoa giùm em 45 ngàn. Bông hoa này em chốt 45 ngàn, dòng này em qua nha mấy chị, dòng ngũ sắc 150 nè. Dòng này dòng 99 ngàn giùm em, ngũ sắc 99, sorry, ngũ sắc 150, ngũ sắc 99, dòng rắn em chốt mấy chị 100 ngàn. Dòng rắn titan 100 ngàn, em qua mã này luôn nha mấy chị. Em qua mã này luôn, chứ nó hết mã nào comment mã đó giùm em nha. Bi nail chốt với chị luôn. À, lên lắc rút rồi, ok chị đẹp, có lắc rút luôn nè, để em lên cho chị luôn nè. Dòng gắn là 100 ngàn, chốt liền dòng gắn giùm em mấy chị ơi. Cái dòng này 185 ngàn qua luôn nha mấy chị. Em lên cho mấy chị mẫu dòng mới. Rồi, chứ nào hết mẫu nào comment mẫu đó giùm em nha mấy chị. À, chị thấy dòng ngũ sắc. Rồi, em qua một cái dòng siêu mới và siêu đẹp. Cái dòng này em chốt cho lấy chim cho mấy chị 190. Chị nó hết cái dòng này đánh liền giùm em nha, không đẹp không lấy tiền luôn nha mọi người. Đây bạn này rất là đẹp luôn, full hột sòn rất là xinh luôn. Cái dòng này em sale cho mấy chị 190. Em có màu trắng với màu vàng. À, bông tai bao nhiêu? Bông này của chị là em nhớ mã gì không? Chị không nhớ luôn. Không, 92 là màu vàng. Không rồi, cái mẫu em đang đeo là H90. H90 em chốt cho livestream cho mấy chị là 39 ngàn. Đôi bông này là H90 39 ngàn giùm em nha. H90 39 ngàn. Dòng này em chốt với chị 190 ngàn. Mấy chị đánh giùm em mới là dòng 190 giùm em. Kiếm được cái đồng hồ đó mấy chị nha. Em chốt với chị là 190 ngàn. 190 ngàn mấy chị ơi. Thôi đếm lên từ từ đồng hồ cho mấy chị luôn đây. Giờ không lựa chọn nha. Có đồng hồ là lên đồng hồ đó. Ồ, đúng rồi. Đúng không? Đẹp. Trời ơi đẹp xỉu luôn. Rồi cái đồng hồ này. Đồng hồ này đang bị lỗi nha. Đây. Trời ơi. Còn mấy cái duy nhất của hãng nha mọi người. Đây, bạn này là mấy chị nhìn cái thương hiệu là mấy chị biết thương hiệu gì luôn của đồng hồ. Nó rất là hot luôn mấy chị. Cái dòng này em chốt 190 mấy chị. Mấy chị đánh cho em là dòng 190 là sale nha mọi người. Dòng này 250 em bán tặng 190 nha. Chị nào hết dòng này đánh cho em là dòng 190 kèm cho em số điện thoại. Em chốt 190 ngàn cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em là dòng 190 giùm em, quá trời xinh luôn mấy chị ơi. Xuất sắc cái đồng hồ này, chứ nào chốt nhanh thì có hàng, mà bản hai màu là bản hiếm lắm luôn. Bạn rất là hiếm luôn mấy chị. Mấy chị lên em á, nữ 14 em tặng cái đồng hồ này 250. Em chốt cái đồng hồ này cho livestream 250. Mấy chị lên em á, nữ 14 giùm em 250 ngàn. 250 ngàn giùm em nha mấy chị ơi, mà nó đẹp nha mọi người. Cái dòng em đang đeo là 190, em có trắng với vàng. Em lên form cái đồng hồ này lên tay cho mấy chị mới thấy đỉnh luôn. Đỉnh lắm mấy chị, mà cái bạn này là em đã có đã giảm giá rồi đó, 280 em giảm cho mấy chị có 250 thôi. Chứ nào hết thì chốt liền giùm em. Chứ nào cái đồng hồ này lên giùm em mà là nữ 14 250 ngàn. 250 giùm em nha, em bị thích cái đồng hồ này lắm mấy chị. Còn mấy cái em vẫn like mấy chị. Rồi nữ 14 nên chị nào chốt được thì có hàng giùm em nha. Nữ 14 giùm em, lên form ta nó đẹp xỉu với chị, chỉ có 250 nha mọi người. Có bông hột xanh không? Dạ có bông hột xanh hả? Em không biết nữa, chị đợi em xíu nha. Nữ 14 giùm em 250 ngàn. Quá trời xinh luôn mấy chị. Hôm nay mấy chị mời đồng hồ cứ về đợi em đi, còn nhiêu chốt tặng nhiêu mấy chị.
chua bóc siêu cho mọi người. Cái này là em Phu nói chú là chua bóc siêu. Ở trong của nó nạm hết toàn bộ hột tròn. Số la mã ở trong nha mọi người, của hãng của bạn thương hiệu luôn mấy chị đẹp. Em chốt với chị luôn 250 ngàn mấy chị. Lên em ở nữ 14250 em qua mã nha mọi người. Em qua mã nè. Rồi nữ 14250 ngàn, chứ nào chốt nhanh thì có hàng giùm em luôn. Rồi dòng này em chốt với chị 190 mấy chị đó nha em, là dòng 190 cho chị hai màu luôn. Dạ. Rồi dòng 190 cho chị hai màu này em không có chốt sỉ nha mọi người, thì bạn này em đã chốt sale rồi. Rồi chứ nào hết cái nhẫn bự bự, dòng bự mấy chị lên nhẫn bự giùm em luôn. Siêu phẩm siêu phẩm. Cái nhẫn này mấy chị đánh giùm em nó đẹp 90, chứ nhẫn này em chốt với chị luôn giá là 90 ngàn, xinh lắm. Mấy chị đánh giùm em nó đẹp 90, đẹp 90 kèm cho em phun số hồi nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị luôn giá là 90 ngàn. Chị nào lấy đẹp 90 lên em nó đẹp 90 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công. Ờ dạ còn nước hoa để em coi em còn nước hoa gì nhiều nữa mấy chị. Rồi chị nào lấy đẹp 90 lên em nó đẹp 90 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công. Em chốt 90 ngàn cho mấy chị luôn ha. Quá trời xinh luôn. Quá trời xinh giùm em ha. Sao tự nhiên chị bỏ này qua đây ta. Mấy cái nhẫn này chắc chị năm chưa làm nhẫn bảy hai. Rồi chứ nào lấy đẹp 90 lên em nó đẹp 90 kèm cho em phun số nội được lên đơn thành công nha mấy chị. Chị lấy nhẫn 72 với cái này nè. Quá trời xinh, cái hộp này của mình luôn nè. Cái đâu. Rồi chứ nào lấy đẹp 90 lên em, cái nhẫn này đẹp 90 giùm em nha. Ờ, nữ 14, nữ 14 em hết quá trời nữ 14 luôn mấy chị ơi. Rồi cái nào lấy đẹp 90 lên em ơi, đẹp 90 kèm cho em số nội em lên cho mấy chị cái lắc hột sòn. Cái lắc sòn này lên bán tặng lấy tương tác cho mấy chị là giá chỉ có là 99 ngàn một cái lắc sòn thôi mấy chị. Mấy chị lên giùm em mở lắc sòn 99 giùm em nha mấy chị. Cái nhẫn này mấy chị lên giùm em nó đẹp 90, đẹp lắm luôn nha mấy chị. Chiếc này là đỉnh luôn, mình mang chỉ cần một chiếc thôi lên tay là đẹp mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em nó đẹp 90 chị hai màu luôn. Rồi cảm ơn chị đẹp luôn nè. Đẹp 90, đẹp 90 kèm cho em số nội em có lắc sale chị đợi em xíu nha. Mấy chị đánh giùm em nó đẹp 90, đẹp 90 kèm cho em phun số nội luôn mấy chị ơi. 90 ngàn giùm em nha mấy chị, 90 ngàn giùm em luôn. Cái nào để đẹp 90 lên em nó đẹp 90. Dây này là mình còn không á nha. Cái mã gì? T31. Đẹp 90, đẹp 90 kèm cho em số hồi được lên đơn thành công. Chốt bạn này luôn với giá là 90 ngàn. 90 ngàn giùm em nha mấy chị. Rồi quá xinh em qua mã luôn, quá xinh giùm em. Rồi cái nào lấy cái lắc này mấy chị đánh giùm em mở lắc sòn chốt 99 ngàn. Lắc sòn chốt cái lấy chim luôn cho mấy chị 99 ngàn. Mấy chị đánh giùm em mở lắc sòn 99 kèm cho em số nội và có ni nhỏ giùm em. Ờ, dòng màu vàng có dạ dòng này em chốt 190 nói chị em qua mã mấy chị đánh giùm em mở dòng 190, dòng 190 kèm cho em phun số nội. Em có cái nhẫn dài xinh lắm mấy chị ơi, cái nhẫn dài em chốt cái lấy chim cho mấy chị cái nhẫn dài cho lấy chim 75 ngàn. Chị nào lấy nhẫn dài lên em mở nhẫn dài 75 xinh lắm mấy chị ơi, săn sale giùm em 75 ngàn ha. Rồi em lên cho mấy chị cái dây chuyền này tặng mỗi chuyện sợi luôn, chị nào khách mới mua dây chuyền titan này mình mang mình trải nghiệm dùng thử giùm em ha. Mấy chị lên em là T31 con chốt cái dây chuyền này luôn cho không biết người ta làm gì bên bển người ta khoan cái gì mọi người. Rồi mấy chị lên em là T31 giùm em chốt cho mấy chị luôn 35 ngàn. T31 giùm em tặng mấy chị như tiếng xe cấp cứu gì đó thật sự luôn. Bông phun đeo dạ bông đeo là H hồi nãy 90 đúng không mấy chị? H90 giùm em chốt 35 ngàn, đôi bông này cưng lắm mấy chị. Cái này em tặng 35 ngàn cho mấy chị cái dây chuyền titan, chứ nào khách mới mua đeo trải nghiệm giùm thử giùm em. T31 giùm em chốt 35 ngàn. Mấy chị đánh giùm em là T31 giùm em 35 ngàn giùm em. Mấy chị cho chị ít cái lắc xeo được mấy nha. Bây giờ mạng đang ok. Rồi T31 giùm em, chốt cho lại chim cho mấy chị luôn 30 ngàn. 30 ngàn cho bạn 35 ngàn mọi người, sorry mọi người là 35 ngàn giùm em ha. Vậy nào lấy T31 lên em T31 chốt 35 ngàn. 35 ngàn kèm cho em số điện thoại là một em dây chuyền titan mang thường xuyên giùm em. Em chốt 35 ngàn cho mấy chị bạn này luôn. Rồi nhẫn này nhẫn dài 75 giùm em. Nhẫn dài 75 kèm cho em số điện thoại chốt 75 ngàn. Em chốt cho mấy chị đẹp luôn với giá là 75 ngàn giùm em ha. Quá trời hàng luôn mấy chị ơi, quá trời xinh. Ôi cái dây này xinh lắm luôn mấy chị. Mình tặng cái dây này cho mấy chị bao nhiêu mấy nhỉ? Trời ơi cái dây này nó sáng nó đẹp lắm mấy chị. Em tặng cho livestream cho mấy chị luôn 55 ngàn. Vậy nào đó dây này đánh giùm em liền nè mấy chị. Ờ, T31 em tặng mỗi chuyện sợi luôn với giá là 35 ngàn nha mấy chị, 35 ngàn giùm em luôn. Rồi đây em lên cho mấy chị cái dây chuyền này. Xinh lắm, xinh xẻo luôn mấy chị, em tặng cho mấy chị 55 ngàn. Ai set Subin em có một cái set nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, tại vì em ít bán nguyên set đó mọi người. Rồi đây mấy chị ơi, cưng dễ sợ luôn. Cái dây chuyền này em bán cho lai chim cho mấy chị nhìn em nó sáng nó đẹp nè mấy chị. Em chốt cho lai chim luôn cho mấy chị 55 ngàn. Chị nào lấy dây chuyền này lên em nó dây 55 giùm em nha. Cái dây này nam nữ đeo được mấy chị, mà cái ở ngoài nó nhìn rất là cưng luôn. Chị nào lấy dây 55 lên giùm em, lấy dây 55. Mẫu này em còn màu vàng thôi, em tặng hết 55 ngàn chỗ nó sáng chưa. Nó đẹp lắm nha mấy chị. Mà hàng này là hàng nhập giùm em luôn nha. Em tặng cái dây chuyền này luôn cho mấy chị cho lấy chim 55 ngàn. Mấy chị nhìn giùm em nè, cái dây nó sáng nè mọi người. Chị nào lấy dây 55, dây của nó là chạm khía nhìn đẹp lắm mấy chị. Em chốt cho lấy chim cho mấy chị 55 ngàn.
55.000 giùm em cho mấy chị sợi dây này luôn ha mấy chị. Mấy chị đánh giùm em đó là dây 55, dây 55 kèm cho em số điện thoại có tiệm này không? Mới lụm. Dây 55 giùm em mấy chị ơi, dây 55 giùm em lên đồng hồ tiếp em ơi. Rồi ok chị đẹp luôn. Mấy chị lên em mấy dây 55 kèm cho em số điện thoại. Cái này lên lớp bự chị mới nha, biết sao. Ừ, lớp to. Rồi em lên cho mấy chị, trời cái lắc này gọi là bán nhiêu nhà em cũng đủ mấy chị. Hôm nay em sale cho mấy chị mấy cái lắc bự bự hết luôn nha mấy chị. Hôm nay mạng thấy rõ mọi người. Like lắc bự cho mấy chị dễ thấy. Trời ơi. 130 mấy chị ơi. Hôm nay chứ nào không chốt chứ đó tiếc nha. Cái lắc này lên form tay đẹp dữ lắm mấy chị. Chế nào để lắc này lên giùm em mã là lắc 130. Lắc này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn giá là 130.000. Trời ơi, xịn chưa? Xịn chưa mấy chị? 130.000 cho bản lắc này luôn ha mấy chị. Chị nào lấy lắc 130 em có màu trắng nè mọi người, sang lắm, nhẫn dài để em chốt cho livestream cho mấy chị là 75.000. Mấy chị đánh giùm em mà đã nhẫn dài 75 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một em nhẫn ti ti nhìn cưng lắm. Nhẫn này nhẫn đẹp của nhà em. Chứ nào hết nhẫn đẹp này lên em mới nhẫn đẹp 75. Nhẫn đẹp này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 75.000. Đẹp chưa mấy chị? Full hột sòn sang lắm. Trời lên giùm em cái tay nó thô rồi mấy chị, lên giùm em cái lắc này nó đẹp. Khi mấy chị lên lắc này ôm tay đẹp lắm, chốt em chốt với chị 130. Mấy chị đánh giùm em mã lắc 130. Rồi lắc này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 130.000. Mấy chị ơi, nó ôm tay làm cái tay của mình rất là sang, mọi người lên sang tay dữ lắm mấy chị. Rồi chứ nào nhận cái lắc này cũng mê mấy chị, mà em bán tặng lắm luôn nha. 130.000 có màu vàng, không có màu trắng chưa. Rồi em lên cho mấy chị có màu vàng luôn. Hai cái mã, cái mã lắc này em bảo bao nhiêu em cũng không thấy đủ luôn, thực sự nó đẹp quá mọi người. Em thích cái là lên cái ôm form cái tay nó đẹp dữ lắm mọi người. Em chốt với chị 130 màu vàng nè. Lắc 130 màu trắng là màu vàng giùm em nè, quá trời xinh luôn mấy chị, quá trời xuất sắc luôn. Em chốt 130.000, em chốt 130.000 nước hoa thơm nhất không? Rồi cho chị cái chai nước hoa 65.000 đi. Rồi, lên em mở lắc 130 em có màu trắng với màu vàng. Đang suy nghĩ lắc nước hoa 65 nước hoa gì đúng không? Rồi, em chốt cho lại chim cho mấy chị cái lắc này 130 luôn mấy chị ơi. Ồ quá trời đẹp luôn mấy chị yêu ơi. 130.000 nhận hàng được kiểm nha mấy chị. Nhìn nó trang và nghĩ luôn á mấy chị, màu vàng thì nó quá đẹp luôn. 130.000, 130 giùm em. 130 giùm em quá trời xinh luôn. Lắc 130, lắc 130 kèm cho em số điện thoại. Cái này em qua nhanh nha mọi người, cái này rất là xinh giùm em. 130.000 cho một bạn lắc. Một bạn lắc luôn giùm em nha. Em qua mã bạn đó luôn. Rồi nhẫn này mấy chị lên giùm em á, nhẫn 75. Rồi lên form cái lắc nhìn nó đẹp mọi người. Cái dòng này cũng xinh lắm nè. Em bán cho mấy chị cái dòng này 150 57 ha mấy nha. Rồi em lên cho mấy chị cái dòng này luôn. Còn hai. Hết trên rồi chả. Nè bỏ qua bển không chị. Rồi mấy chị lên giùm em hả mấy chị, nhẫn này mấy chị lên em mở ra nhẫn gì mọi người. 50 cái còn lấy vô. Nhẫn này mấy chị lên em mở ra nhẫn đẹp 70-75, nhẫn đẹp 75. Mấy chốt mấy chị luôn cái dòng này 139.000 mở full hột sòn. Hột sòn Bigot này xinh lắm mấy chị. Mấy chị lên giùm em mở ra dòng này em chốt mấy chị luôn 139.000. Mấy chị đến giùm em mở ra dòng 139. Dòng này em chốt mấy chị luôn với giá là 139.000. 139.000 giùm em luôn hả mấy chị, quá cho hàng luôn mấy chị ơi. Rồi cái lắc bi nè mấy chị, một em lắc bi của Subin. Mà lắc bi này đẹp lắm mấy chị, em tặng cái lắc bi này 50.000 nha mọi người. Nhớ giùm em mã này, mã siêu tặng giùm em lắc bi bự giùm em 9 ly á. Lắc bi 9 ly với mấy chị, em chốt mấy chị cái lắc bi này 50.000. Mấy chị đánh giùm em mã lắc bi 50 kèm cho em số nội này dư rồi mấy nha, dư để anh bàn đó đỡ đi. Rồi lắc bi em chốt mấy chị luôn giá là 50.000, 50.000 giùm em luôn. Mấy chị đánh giùm em mở lắc bi 50 kèm cho em full số điện thoại cho mấy chị, em chốt 50.000 cho mấy chị luôn. Nhẫn này mấy chị đánh giùm em mã đẹp 75, đừng đánh nhẫn 75 nha chị Thị Liên ơi, em có nhẫn 75 là siêu phẩm đó mấy chị. Nhẫn này mấy chị ghi giùm em chữ đẹp 75 là đúng hàng mấy chị thôi, mấy chị đánh giùm em mã là đẹp 75. Dòng này em chốt 139.000 full hộp đá Bigot nha mấy chị ơi. Lắc bi 50 giùm em mấy chị Thanh Thảo nhiều lắc bi lắm mấy chị. Mấy chị đánh giùm em mã lắc bi 50. Trời ơi, hàng VIP của mình không nè. Hay nhiều quá nha. Lắc bi 50 kèm cho em số điện thoại chốt 50.000 cho mấy chị cái lắc bi này luôn ha. Đẹp, cái này là tặng lắm luôn mấy chị. 50.000 giùm em luôn, mấy chị lên em mã lắc bi 50. Rồi em lên cho mấy chị cái lắc này nè. Lắc bi 50 rồi, cảm ơn chị đẹp luôn nè. Rồi em lên cho mấy chị cái lắc này sáng, sang, đẹp, xuất sắc luôn. Bạn lắc của nó là full hột sòn bự. Full hột sòn bự giùm em quá trời xinh luôn. Em chỉ còn màu vàng thôi nha mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em mã là lắc bi 22. Lắc bê 22 này em ghi chữ vàng cho mấy nha, chữ là màu trắng, màu trắng hai cái lấy em vậy luôn. Rồi lắc bê 22 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn là giá là 100, em sorry tặng nhiều mấy nha. Ủa em tặng lắc này 160 mấy chị, lắc bê 22 giùm em 160, lắc này bự đẹp lắm luôn nha mấy chị. Nhìn em có lắc này xỉu chưa, lắc bê 22 full hột sòn giùm em có hai cái màu trắng này, em lên màu trắng cho chị luôn.
lắc bơi 22 em chốt với chị luôn, lắc bộ nha, cái này là lắc 250 em sale cho mấy chị luôn với giá là 160. Lắc bơi 22 giùm em 160.000. Chị nào lấy lắc bơi 22 lên em lắc bơi 22 160 kèm cho em full số hội được lên đơn thành công. Em chốt 160.000 cho mấy chị lên đồng hồ đêm ơi, rồi chuẩn bị lên đồng hồ chị đợi em xíu nha. Rồi lắc bơi 22 giùm em 160.000 kèm cho em full số hội quá xinh. Nhẫn này mấy chị lên em mới đẹp 75 giùm em. Đẹp 75 giùm em, lắc bơi 22 giùm em nè mấy chị, xin chưa? Mấy chị nhìn em cổ lắc nè, đẹp lắm. Em có hai cái màu trắng đem lên cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị lên em lắc bơi 22 giùm em. Em còn hai cái màu trắng mấy chị đánh giùm em mã là, mấy chị đánh giùm em mã là bơi cái bơi máy bên. Còn đúng hai cái màu trắng nữa mấy chị. Trời ơi, này em bán sale cho mấy chị vô lắm mấy chị. Lắc bơi 22 giùm em, này 23 ha. Rồi lắc bơi 23 là màu trắng giùm em, còn hai cái em chốt với chị luôn 160. Lắc bơi 23 là màu trắng em còn hai cái nha mọi người, em chốt 160, này là dạng full hột sòng bự đẹp nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lắc bơi 23 lên em mà lắc bơi 23 160 em còn hai cái. Lắc bơi 23 giùm em 160 màu đẹp lắm mấy chị. Xuất sắc luôn mấy chị, sale 160 còn hai cái nha mọi người ơi. Lắc bi 50 rồi em cảm ơn chị đẹp luôn nè. Lên bông tai đi em ơi, cái dòng này hả chị? Dòng này em bán cho mấy chị 135.000 nè mấy chị, rất là xinh nè mấy chị. Chị nào lấy dòng này đánh cho em là dòng 135. Chị nào lấy dòng này đánh giùm em dòng 135 siêu siêu xinh luôn giùm em, 135.000 cho một cái nha mấy chị. Mấy chị đánh giùm em là dòng 135. Dòng này em chốt với chị 135.000, mấy chị nhận em form nhẫn nó đẹp nữa mấy chị. Cái nhẫn này em chốt cho Lê Chim luôn cho mấy chị 70.000, mấy chị lên em đẹp 70 nha. Đẹp 70 này em có trắng với vàng cho mấy chị luôn. Rất là xinh giùm em nè. Chị nào lấy nhẫn này đánh giùm em là đẹp 70 full hột sòn. Dòng này em chốt 135.000 một cái. Mấy chị đánh giùm em là dòng 135, dòng 135 kèm cho em full số hội. Em chốt 135.000 lên lắc chân đêm ơi. Em lên cho mấy chị một em lắc chân của bạn L dập hai mặt luôn giùm em, đẹp lắm. Em bán cho mấy chị cái lắc chân này 60.000. Mấy chị lên giùm em mở lắc chân 60 thảm sa cừ hai mặt giùm em ha. Chị nào lắc chân 60 lên em mở là chân 60 kèm cho em số hội. Cái chân này em chốt cho Lê Chim luôn cho mấy chị 60.000. Mấy chị đánh giùm em mở là chân 60 hay mấy chị dòng 135 giùm em mấy chị ơi, đẹp quá. Chân 60 nhẫn này em chốt 70.000, mấy chị đánh giùm em mở đẹp 70. Còn giờ nào lấy chân 60 lên em mới chân 60 kèm cho em số nội nha mấy chị. Em chốt cái lắc chân này luôn cho mấy chị là hàng titan 60.000. Mấy chị đánh giùm em mới là chân 60 kèm cho em full số nội được lên đơn thành công. Em chốt cái mấy chị luôn với giá là 60.000 giùm em ha. Mấy chị đánh giùm em mới là chân 60 giùm em ha. Rất là xinh giùm em luôn. Rồi có giọng chân em mấy chị đợi em xíu nè mấy chị. Rồi giờ nào lấy chân 60 lên em mới chân 60 giùm em. Rồi em lên cho mấy chị một em lắc chân nữa mấy chị, lắc chân titan luôn, chốt với chị lắc chân này với giá là 54.000. Chị nào lấy chân 54 mấy chị lên em lấy chân 54 giùm em nha. Em chốt cho mấy chị luôn với giá là 54.000. 54k kèm cho em số điện thoại mấy chị. Mấy chị bỏ cho chị mấy cái bọc. Rồi chân này em chốt với chị 54.000 cho mấy chị luôn. Bỏ mấy cái dòng thôi mấy chị, còn mấy cái lắc để mai năm lựa. Rồi mấy chị lên em mới chân 54, cái nào em biết em bỏ thôi, còn cái nào không biết không bỏ bớt. Rồi mấy chị lên em mới chân 54 kèm cho em full số hội, em chốt cái lắc chân này luôn với giá là 54.000. 54.000 cho live stream nha mấy chị ơi. Nhẫn đẹp 75 màu trắng, nhẫn này là đẹp 70 nha. Cái này là siêu phẩm mấy chị, tặng 70.000. Mấy chị đó cho em nó đẹp 70 kèm cho em số hội mấy chị ơi. Kèm cho em full số hội nha mấy chị ơi. Bông cắt máy đi em ơi, bông tai hả chị? Hôm nay em coi cái bông tai. Ôi em có cái bạn đồng hồ. Đồng hồ của L mấy chị. Trời xuất sắc luôn. Bỏ này qua bên mấy chị, cái đồng hồ này đẹp quá. Dây chuyền đang đeo tặng khách 55.000. Mấy chị lên em mới dây 55. Nhẫn mã đẹp 60, cây chị đẹp luôn, dây 55 cái đó đẹp 70 giùm em nha. Cái nhẫn ấy mới đeo rồi đẹp 70, chân 55, chân 60 giùm em. Chị đẹp ơi, lấy chân 60 cái gì chị đẹp. Nhẫn hồi nãy em đang đeo là đẹp 75. Rồi trời ơi, một bạn L em có 10 cái, 12 cái rồi mọi người ơi. Trời đẹp xỉu luôn mấy chị, đẹp xỉu luôn. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nữ máy mấy nha. Mấy chị nhìn giùm em nào. Giảm hương hiệu hết, bạn này đeo hoài nguyên khối titan luôn. Này đeo hoài giùm em nha mấy chị. Xuất sắc giùm em, chống nước tốt giùm em luôn. Có dây titan, có nhẫn titan chịu đợi em xíu nha. Chịu đợi em xíu nha mấy chị ơi. Rồi, em lên cho mấy chị luôn. Mấy chị lên giùm em mã là nữ 25, em chốt với chị cái đồng hồ luôn 220.000. Bản của L nha mấy chị. Ở trong của nó dập đá rất là xịn luôn, dập da xịn giùm em luôn. Ở ngoài để full đá giùm em phối bi. Em chốt 220.000 mấy chị. Mấy chị lên em bảo là nữ 25 giùm em, 220.000 giùm em luôn rồi mấy chị. Ồ nó đẹp mấy chị ơi, bản L nha, xịn nó là xịn luôn. Mấy chị lên em mới là nữ 25. Mấy chị đánh giùm em mới là nữ 25, em chốt cho Lê Chim luôn cho mấy chị luôn. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Giới giá là bao nhiêu mọi người ơi? 220.000.
Mấy chị đến giùm em là nữ 25, nữ 25 giùm em 220.000 giùm em ha. Dạ có nhẫn titan này, đợi em xíu nữa chị. À, chị đánh giùm em nó đẹp 70, mấy chị đừng đánh nhẫn 70 nha mọi người. Mấy chị ghi giùm em chữ đẹp 70 nước hoa đi hả? Rồi đem lên cho mấy chị chai nước hoa. Chai nước hoa này không thơm, hương không lấy tiền. Mấy chị bạn này là bạn siêu tặng, mấy chị lên đông bắt đầu em tặng chai nước hoa này nha mấy chị. Đây là dòng nước hoa vàng của nhà em, rất là hot luôn mấy chị. Và mùi của nó mùi siêu thơm giùm em luôn. Rồi đây trời ơi xuất sắc luôn giùm em, nhìn giùm em nè mấy chị. Trời ơi xuất sắc nha mấy chị, nhìn giùm em cái nút của nó nè. Xịt còn thơm dữ quá chị. Lưu hương rất là dai luôn giùm em ha. Ôi mùi thơm quá mấy chị ơi, chị nào lấy nước hoa này. Mấy chị đánh giùm em ở nước hoa vàng, em chốt cho là chim 65.000. Dạ chị chốt dây 55 chị lên em, dây 55 kèm cho em số điện thoại. Chị lên em dây 55 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị, nữ 25. Nữ 25 là hàng cao cấp giùm em, chống nước tốt giùm em nha mấy chị. Dập thương hiệu ở sau giùm em, mới là săn sale giùm em có mười mấy cái thôi. Chị nào lấy nữ 25 lên em ở nữ 25 em chốt 220.000. Rồi chế nào lấy cái nước hoa lên em ở nước hoa vàng em chốt 65.000 cho mấy chị bạn này luôn. Một chai nước hoa vàng em chốt 65.000. Dây vàng em đang đeo là dây 55 giùm em. Mấy chị chỉ cần đánh dây 55 giùm em là được lên đơn thành công mấy chị. Rồi chế nào lấy nước hoa vàng lên em ở nước hoa vàng 65k cho live stream của em. Em chốt cho live stream cho mấy chị luôn 65.000 chai nước hoa vàng nè mấy chị, 100ml. Mùi thơm rất là dai luôn, thật sự luôn, khách feedback cái nước hoa vàng này rất là nhiều, mấy chị cứ mua cái nước hoa vàng mấy chị cứ yên tâm giùm em. Hàng không ok, không chất lượng, gửi hàng về trả bên em nha, bảo đảm rất là thơm giùm em. Dạ nước hoa vàng chốt 65.000 một chai, chai 100ml nha mọi người. Nhớ cho em phun chai 100ml giùm em luôn. Rồi mấy chị đánh giùm em ở nước hoa vàng 65.000 kèm cho em số điện thoại. Dây này dây su bin đó mấy chị, tại vì mã này mã em tặng mấy chị. Dây 55 giùm em chốt tặng 55.000. Nước hoa vàng giùm em 65k, chứ nào chốt nhanh có hàng giùm em nha. Em chốt tặng rất là nhanh mã này luôn. Mấy chị đánh giùm em ở nước hoa vàng 65 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt 65.000 cho mấy chị luôn. Lắc lắc đi em ơi, trời ơi cái lắc đi mà nó đẹp khủng khiếp luôn. Hình như mình đâu có dây luôn. Ôi lắc đẹp quá trời, có dây là xỉu luôn mấy chị. Ôi ôi lên tay nó đẹp nè mấy chị ơi. Cái lắc bi này em bán 67.000 mấy chị có tin được không? Thật sự luôn. Mấy chị đánh giùm em mã là lắc bi 67 giùm em. Em chốt bạn lắc bi luôn với giá là 67.000, bạn này là bạn phối hai màu giùm em rất là đẹp. Mấy chị đánh giùm em mã lắc bi 67 kèm cho em số điện thoại luôn mấy chị, em lên cho mấy chị một em nhẫn nữa nè. Nhẫn này mấy chị đánh giùm em mã là đẹp 54, em chốt mấy chị bạn này 54.000 luôn. Lắc bi này nó chiếu lắm mấy chị, em chốt 67.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em mã lắc bi 67, lắc bi 67 giùm em, mẫu này mấy chị đánh giùm em mã đẹp 54. Em chốt bạn này luôn với giá là 54k, mấy chị đánh giùm em mã là đẹp 54, đẹp 54 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt cho mấy chị luôn với giá là 54.000. Cái hộp này xong hết đó. Hộp này như 5 dẹp rồi, bao nhiêu bỏ bánh chưa? Có dẹp không nhờ? Không biết không? Rồi chị nào lấy đẹp 54 là em á, đẹp đẹp 54 giùm em là chiếc nhẫn này nha mấy chị. Lắc bi này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị là 67k. Xuất sắc luôn giùm em luôn. Mấy chị lên giùm em mã lắc bi 67, lắc bi 67 kèm cho em phun số điện thoại. Mẫu này em chốt 67.000 cho mấy chị luôn nha. Em qua nhanh luôn nha mấy chị ơi. Lắc bi 67 kèm cho em số điện thoại luôn. Nhẫn này mấy chị lên giùm em mã là đẹp đẹp 54 giùm em. Em lên cho mấy chị em dây mẫu này rất là hot luôn nha mấy chị. Mẫu này rất là hot mà đẹp luôn, xuất sắc luôn. Dây này mấy chị lên em là may mắn 45. Hàng titan đó mọi người, em tặng khách luôn, khóa trường thọ ở dưới phối bi nhìn đẹp lắm. Em chốt với chị 45.000. Mấy chị đánh giùm em mới là may mắn 45, may mắn 45 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dây này em chốt với chị cho live stream luôn với giá là 45.000. Chị nào lấy mẫu này mấy chị lên em mới là may mắn 45 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt cho live stream luôn cho mấy chị 45.000. Mẫu nhẫn này mấy chị lên em mới đẹp 54, đẹp 54 kèm cho em phun số điện thoại. Em chốt 54.000 cho mấy chị luôn ha. Mấy chị đánh giùm em mới là đẹp 54 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Còn đây là đẹp 59 giùm em. Em chốt chiếc nhẫn này 59.000, phun hột sòn cao đẹp lắm mấy chị, đẹp 59 giùm em. Chiếc nhẫn này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị 59.000, may mắn giùm em là 45.000 nha mấy chị. Dây may mắn hàng titan chốt 45.000 cho mấy chị luôn. Em lên cho mấy chị cái dây lớn titan nha. Bản dây lớn titan là bản này tặng dữ lắm mọi người ơi. Rồi em lên cho mấy chị luôn. Dạ nhẫn có đủ ni giùm em. Cái nhẫn này mấy chị lên em á đẹp 59 giùm em, chốt bạn này 59.000. Em lên cho mấy chị một em dây túi đỏ hàng titan mang thường xuyên giùm em ha. Dây titan là mấy chị biết rồi, mấy chị mang thường xuyên không phai màu. Chứ nào cái dây túi đỏ lên em á, túi đỏ em chốt cho live stream cho mấy chị luôn 49.000. Túi đỏ hàng titan chốt cho live stream luôn cho mấy chị là 49.000. Chị nào lấy túi đỏ lên em á, túi đỏ 49.000 kèm cho em số điện thoại. Em chốt 49.000 cho mấy chị một em dây túi đỏ hàng titan thu hút tiền tài lộc may mắn. Em chốt 49.000 cho mấy chị luôn. Mấy giờ đánh giùm em ra túi đỏ 49 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Xinh quá, xinh quá. Dây lớn này còn đúng không em? Em lên cho mấy chị một em dây hàng titan mấy chị, một em dây lớn hàng titan luôn.
rất là xịn sò luôn nha mấy chị ơi, xuất sắc giùm em luôn. Đây, dây lớn hàng titan bản hiếm nha mọi người. Em chốt cho live stream 69.000. Mấy giờ nên giùm em mở là dây lớn 69 kèm cho em số điện thoại. Dây lớn hàng titan nha mấy chị, em chốt cho live stream luôn cho mấy chị là 69.000. Chị nào lấy dây lớn là em mở là dây lớn 69 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công, mỗi em đang đeo là đẹp 59.000. Đẹp 59 giùm em chiếc nhẫn này hả mấy chị, dây lớn em chốt 69.000 cho mấy chị luôn. Mấy giờ đến giùm em là dây lớn 69 là một em dây titan nha mọi người, nhìn rất là cưng giùm em luôn, dây khoen lật dạng lớn giùm em luôn. Tặng khách là 69.000. Giờ nào lấy dây lớn 69 là em ở dây lớn 69 là một em dây titan mình mang thường xuyên được giùm em nha mấy chị ơi. Giờ nào lấy dây lớn 69 là em ở dây lớn 69 giùm em. Rồi giờ nào lấy dây lớn là em ở dây lớn 69 kèm cho em số điện thoại, dây túi tiền em có chiêu để em xíu lên dây túi tiền cho. Dây lớn 69, dây lớn 69 giùm em, hàng titan nha mọi người. Bạn này hàng titan và bạn này dài nha. Đeo được dài, xuất sắc luôn mấy chị, em chốt 69.000 các bạn dây lớn này luôn. Mấy giờ đến cho em là dây lớn 69, dây lớn 69 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Trời ơi, em lên cho mấy chị cái lắc này nó đỉnh lắm mọi người ơi. Cái lắc này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 139.000. Chị nào lấy cái lắc này mấy chị đánh cho em ở lắc 139 giùm em nha. Em chốt cho mấy chị cho livestream luôn với giá là 139.000 cho bạn lắc này luôn ha. Bằng lắc hột sòn là đẹp lắm, lên phơm tay đẹp lắm mấy chị, nhìn giùm em nè. 139.000 cho một bạn nha mấy chị. Chế nào lấy lắc này lên em mở lắc 139 giùm em. Lắc 139 giùm em luôn mấy chị ơi, một em dây chuyền titan, dây đẹp titan nha mấy chị. Nhìn nó cưng lắm mấy chị, nhìn là cái kiểu nó là chế tác của nó đẹp lắm. Trời ơi, xỉu cho mọi người. Em bán 75.000 một em dây đẹp titan. Ở trên là phối bi nha mấy chị, đánh giùm em mở là dây đẹp 75. Ở trên phối bi rất là đẹp luôn giùm em nha mấy chị. Mấy chị đánh giùm em mở là dây đẹp 75. Em chốt cho mấy chị luôn với giá là 75.000. Chị nào lấy dây đẹp 75 lên giùm em mở là dây đẹp 75 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt cho mấy chị đẹp luôn với giá là 75.000 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy dây đẹp 75 lên cho em mới là dây đẹp 75 kèm cho em full số rồi. Xin âm chị hoài. Mấy chị đánh cho em mới là dây đẹp 75. Trời ơi, xinh xẻo mấy chị ơi. Cái dây này mà chị nào mua là hết nha, tại vì không có hàng nữa mấy chị. Em nói thiệt luôn, không có hàng nữa, lên cổ là đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Trời ơi, xuất sắc một em dây titan nè mấy chị. Trời ơi, xỉu luôn, đeo hoài không phai màu. Chị nào lấy mẫu này lên em là dây đẹp 75 kèm cho em số nội phối bi nè mấy chị. Trời ơi, xuất sắc luôn. Hôm nay em không bán được hết mẫu này, còn ít nha mọi người. Em bán 75.000 cho mấy chị, chưa tới 100 sợi đâu mấy chị. Mẫu đẹp gì rồi mấy chị, mà em nhà em chưa tới 100 sợi mấy chị. Rồi chị nào lấy dây đẹp này lên em mới dây đẹp 75 kèm cho em số nội. Dây đẹp này dây đẹp titan nha mọi người. Mẫu này là mẫu xuất sắc nhất nhà em luôn mấy chị. Nhìn em cái mặt của L nè, y chang hàng hiệu luôn mấy chị, xinh quá. Mấy chị lên em mới dây đẹp 75, dây đẹp 75 kèm cho em số nội, hàng titan nha mấy chị ơi, qua nhanh luôn mấy chị ơi. Bạn này nhanh hết lắm mấy chị, bạn nó tương tác cho mấy chị luôn. Trời ơi, cái dòng gì mà nó đẹp lắm luôn nè mấy chị. Em chốt 165.000 cho bạn dòng này luôn. Mấy chị đánh giùm em ở là dòng 165. Dòng này em chốt 165.000 cho mấy chị đẹp luôn nha. Nhẫn này mấy chị đem em mới đẹp 59 em qua mã. Nhẫn nam em có nè mấy chị ơi. Nhẫn nam em có điểm lên cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em ở nhẫn nam. Nhẫn nam chốt với chị là 69.000 nha mấy chị ơi. Giờ nào lấy nhẫn nam lên em ở nhẫn nam 69 giùm em. Chế nào để nhẫn nam lên em mới nhẫn nam 69. Cái dòng này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị 165.000. Mấy chị đánh cho em ở dòng 165. Dòng này em chốt cho live stream luôn cho mấy chị luôn với giá là 165.000. 165.000 nha mấy chị ơi. Rồi nhẫn nam em chốt cho live stream cho mấy chị luôn là 69.000. Mấy chị lên em ở nam vàng 69, nam trắng 69 giùm em. Dây chuỗi H trắng 115.000. Ok chị đẹp luôn. Rồi nhẫn nữ đem ơi, dạ nhẫn nữ đem lên tiếp cho chị luôn nè. Quá xinh luôn mấy chị. Mấy chị lên em ở nam 69, nam 69 em có trắng hơn vàng cho mấy chị luôn ha. Nam 69 kèm cho em số hội được lên đơn thành công mấy chị ơi. Ôi cái dòng này em bán 165.000, xỉu chưa mấy chị? Xỉu chưa mấy chị ơi, dòng 165 kèm cho em số hội em lên cho mấy chị cái dây này. Trời ơi, dây xinh quá. Xuất sắc luôn, dây hai màu của bản Subin. Trời ơi mấy chị ơi, dây hai màu của bản Subin, cái mặt của nó nè mấy chị. Dây này mấy chị đánh cho em là dây xịn 4, dây chuyền kèm mặt luôn chốt 190. Dây xịn 4 em tặng khách 190 mấy chị. Chị nào dây xịn 4 là dây hai màu, dây xón hai màu nên em đã bán 190 đó chị nào biết. Cái dây xón hai màu của hàng Subin nó rất là đắt nha mọi người. Bây giờ lên em là dây xịn 4 chốt 190 săn sale giùm em nha. Có nhiều chốt cho mấy chị nhiều, dây xịn 4 em chốt 190 là dây chuyền kèm mặt vừa bán vừa tặng mấy chị ơi. Nhìn em cái mặt nó đẹp nè. Rồi dây xịn 4 em chốt 190.000 luôn mấy chị. Dây xịn 4 giùm em 190 nha mấy chị ơi. Quá xinh luôn. À, có xi men màu trắng chị ơi, dòng em đang đeo là 165.000 một cái. Chị nào lấy dòng 165 lên em mới dòng 165 kèm cho em số điện thoại. Còn có dây xịn 4 em chốt với chị 190, em có đem qua nhanh nha mấy chị. Em có đem qua cái mẫu này nhanh nha, nó là xoắn nha mọi người, mà nó dạng hai màu nữa mấy chị, đẹp mà hàng của Subin nữa mấy chị ơi. Dây xịn 4 chốt 190 luôn.
Mấy chị đánh giùm em là dây xịn 4 giùm em 190 ngàn. Dây xịn 4 giùm em 190 kèm cho em số điện thoại. Dây nhỏ nhỏ xinh xinh lên cho mấy chị cái dây xịn này là cũng cưng lắm. À, mấy chị lên giùm em mã là dây xịn, mấy chị lên giùm em mã là xịn 19. Cái dây xịn 19 em chốt 99 ngàn cho mấy chị một em dây suvin. Xịn 19 là dạng sóng nha mọi người, sóng nhìn nhìn đẹp lắm, chiếu lắm mấy chị. Chứ nào lấy xịn 4, xịn này xịn 19 giùm em 99 ngàn. Cái dây xịn 19 em chốt cho Lê Chim luôn cho mấy chị 99 ngàn, ở ngoài sáng đẹp dòng này em chốt mấy chị luôn 165 ngàn. Chị nào lấy xịn 19 là em lấy xịn 19 em chốt 99 ngàn cho mấy chị cái dây chuyền này luôn. Chị nào lấy xịn 19 là giùm em á, xịn 19 em có dòng titan này đeo thường xuyên giùm em, không có phai màu. Không có phai màu thứ nhất nha mấy chị. Em bán cho mấy chị nó là bản dập thương hiệu luôn. Cái này mang không phai màu, cái này đẹp lắm, tay nhỏ xíu vẫn mang được nha. Cái này mình bóp ni rất là đẹp mấy chị nha. Mình có thể đeo lớn được, đeo rộng được nha mấy chị nào hết đeo rộng mình đeo. Còn gì nào hết đeo nhỏ mình đeo nha, bóp nhỏ là giùm em luôn. Cái này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn, cái dòng này 120, hàng titan đeo hoài. Mấy giờ đến giùm em nó hiệu 120 đẹp quá trời xuất sắc mấy chị. Mấy giờ đến giùm em nó hiệu 120 kèm cho em phun số điện thoại, em chốt 120.000 cho mấy chị luôn. Mấy giờ đến giùm em nó hiệu 120 kèm cho em phun số điện thoại nha, em chốt bạn này 120, 120.000 em lên cho mấy chị cái dây bi hoa. Cái dây bi hoa em chốt cho livestream cho mấy chị là 130.000. Cái dây bi hoa có tân đơ, em chốt với mấy chị cho livestream luôn 130.000. Giờ nó lấy bi hoa lên em nó bi hoa, em chốt 130.000 cho mấy chị luôn. Dòng này dòng titan đeo hoài chị đẹp ơi. Mấy chị đánh giùm em mở là dòng này là hiệu 120.000 của bạn thương hiệu L, đẹp lắm, có thảm sơ cừu giùm em, đẹp ở trên dập luôn nha mấy chị, ở trong dập luôn giùm em. Rồi cái nào hết mẫu này mấy chị đánh giùm em mã là dây hoa bi hoa giùm em 130. Dây bi hoa này em chốt 130.000, 130.000 nha mấy chị. Nghe nè em nhớ quá nha. Rồi dây bi hoa giùm em, dây bi hoa này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 130.000. Mấy chị đánh giùm em mã là bi hoa 130. Bi hoa giùm em rất là đẹp nha, dây bi của nó rất là sáng nha mọi người, kèm mặt hoa luôn, em chốt tặng 130. Em chốt tặng 130.000, 130 giùm em nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị một em dây xỏn kèm mặt luôn, em bán bằng này 137.000. Mấy chị đến giùm em là dây 137. Dây này em chốt cho mấy chị luôn 137.000 cho một em dây xỏn nha mọi người, một em dây xỏn hàng nhập. Mấy chị đến giùm em là dây 137.000 kèm cho em số điện thoại. Em chốt cho mấy chị cái dây này luôn với giá là 137.000 nha mấy chị ơi. Dây 137 giùm em lên cho mấy chị một em nhẫn đồng. Đợi xíu lên cho mấy chị. Dây này em chốt 137.000 kèm cho em phun số điện thoại đẹp lắm. Dây 137 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị, xinh lắm. Rồi tiếp tục. Xíu. Em lên cho mấy chị một em nhẫn đồng. Đồng này mấy chị nhẫn đồng em chốt mấy chị cho livestream luôn với giá là 60.000. Nhẫn này nhẫn vàng đồng mình mang hoài nha mấy chị. Mấy chị lên em mấy nhẫn đồng 60. Cái dây này em đang đeo luôn mấy chị, bán 55.000 cho cái dây này đeo lẻ thôi nha mấy chị, nhìn cưng lắm. Mấy chị đến em lấy dây 55 bà này em tặng lắm luôn nha mấy chị. Dây này em chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Em có cái dây bi, em có cái dây bi hai màu, em sẽ chốt lẻ cho mấy chị cái dây bi hai màu này cho chị nào mình muốn đeo lẻ, đẹp lắm mấy chị, đeo lẻ nó rất là đẹp luôn. Kiểu nó cưng cưng, nó dễ thương mấy chị. Rất là xinh luôn, cái dây bi hai màu này em chốt cho livestream tặng nha. Tặng mạnh cho mấy chị luôn với giá là 69.000. Mấy chị lên giùm em đó là bi hai màu 69, dây bi 69 giùm em. Đồ em, dây bi 69 luôn. Dây bi hai màu đi mấy chị, em chốt 69.000. Dây bi hai màu này đẹp. Có tân đơ mang được 5 tắc gửi luôn nha. Em chốt 69.000 cho mấy chị. Chỉ có trên livestream thôi nha mọi người. Chỉ có trên livestream mấy chị đang xem em thôi. Dòng hiệu này mình đeo hoài giùm em không phai màu. Em chốt với chị luôn với giá là 120. Dòng hiệu titan dòng này em chốt 165. 165.000 giùm em ha. Chị nhận được hàng rồi đẹp lắm. Cho cái đồng hồ này em qua nha mấy chị em quên. Mấy chị đưa em mã là nữ 25. Em chốt với chị cái đồng hồ luôn với giá là 220 nha. Bản xịn lắm mấy chị. Mấy chị lên em mới nữ 25 giùm em một bạn đồng hồ titan bản của L mấy chị. Ờ, chống nước tốt giùm em nha, bản xịn lắm mấy chị ơi, chế tác của nó đẹp lắm, ở ngoài phối bi nhìn cưng lắm, chốt bạn này luôn cho mấy chị 220. Mấy chị lên em ơi, nữ 25 220.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị ơi. Nhẫn đồng này mấy chị đánh em nó đồng 60. Cái này vàng đồng mình mang hoài không có đen nha mấy chị, đồng 60 kèm cho em số điện thoại. Mấy chị lên em ơi, đồng 60, đồng 60 giùm em, chốt cho mấy chị luôn với giá là 60.000, 60.000 luôn nha mấy chị. Đồng 60, đồng 60 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Em chốt 60.000 cho mấy chị luôn, em lên cho mấy chị cái lắc này xinh lắm nè, cái lắc này em chốt 60.000. Mấy chị lên em mở lắc 60, một em lắc tay em chốt 60.000 nữa mấy chị. Mấy chị đánh cho em mở lắc 60 kèm cho em phun số nội, em chốt 60.000 cho mấy chị luôn nha. Rồi chứ là hết mẫu này lên em mở đồng, nhẫn đồng này em chốt cho livestream cho mấy chị 60.000, cái này vàng đồng mình mang hoài. Mấy chị đánh cho em mở đồng 60, đồng 60 kèm cho em phun số nội, cái nước hoa này hôm nay em tặng. Bản của nó là bản chạm hết cho em, siêu đẹp luôn, hôm nay em tặng cái nước hoa này cho mấy chị để làm quà. Thật sự luôn. Hôm nay bán siêu tặng cho mấy chị cái mã này siêu thơm giùm em. Trời ơi nó đẹp nè mọi người. 100ml giùm em nha.
Chai này 100ml giùm em. Và các bạn này rất là thơm giùm em luôn. Mấy chị chốt giùm em ha. Bắt đầu để em nghe cái mùi chú nha mọi người. Mùi rất là sang. Đừng đánh nữ 220 cho lên em. Mở là nữ 25. Chị đẹp màu thị ơi cho lên em. Nữ 25 giùm em 220. Trời ơi, mùi nó thơm mà mùi nó sang. Cái này mùi này nam hay nữ gì xài cũng được. Mùi này nhẹ nhàng nên nữ xài cũng được và nam xài cũng được. Cái nắp của nó nè mấy chị đẹp đó. Em tặng em hôm nay em tặng cái chai nước hoa đỏ. Hôm nay em tặng nó luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị lên em mở nước hoa đỏ. Chứ nào hôm nay chốt được chúc mừng luôn với giá là em bán chai này là bán xịn nha mọi người. Mùi thơm rất là sang, mùi nhẹ nhàng mà thơm rất là hút luôn mấy chị, kiểu rất là cuốn mấy chị. Em chốt cho đây chim cho mấy chị chai nước hoa này 78.000. Thơm lắm mọi người, nhẹ nhàng. Rồi mẹ mở nước hoa 78, nước hoa 78 chốt bạn này luôn cho lê chim cho mấy chị là 78.000. Không thơm mà được quyền trả lời nha mấy chị. Hôm nay em còn ít chai thôi, bản này em săn được ít nha mấy chị nên qua nhanh. 78.000 cho chai này. Mấy chị lên em mở nước hoa 78 bản xịn nha mọi người, bản này đắt mấy chị. Cái này là chai của nó chai to 100ml giùm em. Mùi của nó rất là sang, mùi nhẹ nhàng nhưng mà cuốn lắm mấy chị. Em chốt với chị 78.000, bạn em có ít nha mọi người. Bạn em về được ít lắm nên em like không có được nha, không có được lâu. Đồng 60. Mấy chị đến cho em ở đồng 60 kèm cho em số nồi trả cho bé Nhi luôn. Mấy chị đến cho em ở đồng 60, đồng 60 kèm cho em số nồi JB 2 màu. Em đang chốt 69.000 tặng hôm nay nha mọi người. Xuất sắc luôn. Cái lắc này em chốt với chị luôn 139.000. Chị nào lắc này lên em ở lắc 139. Lắc này em chốt 139.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em ở lắc 139 kèm cho em phun số nọ được lên đơn thành công. Em lên cho mấy chị tiếp tục một em dòng bi. Một em dòng bi rất là xinh nha mấy chị. Cái dòng bi này em chốt cho lê chim cho mấy chị là 59.000. Chị nào lấy dòng bi. Lên em lấy dòng bi em chốt 59.000. 59.000 cho mấy chị luôn. Lên bông tai đi ạ. Rồi ok chị đẹp luôn. Dòng bi này em chốt 59.000 cho mấy chị. 59.000. Mấy em nay em chú về bông tai mới đẹp đẹp mấy chị. Đợi em từ từ đi. Bông tai hiện tại là chưa có nhiều. Rồi mấy chị lên em mấy dòng bi. Dòng bi em chốt 59.000 cho mấy chị luôn. Ai đây? Người bán không có đủ bán luôn. Dòng bi em chốt 59.000 cho lê chim cho mấy chị. Mấy chị đến cho em nó dòng bi 59 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dây 50. Dạ dây 50 hôm nay like nãy rồi nha mấy chị. Cái này là dây chuyền bi. Dây chuyền bi em chốt cho lê chim luôn. Mấy chị lấy em mở là dây bi 2 màu chốt 69.000. Em lên nhẫn titan cho mấy chị yêu nha. Trời ơi xuất sắc luôn. Lên mấy cái nhẫn titan cho mấy chị đẹp luôn. Em lên chốt cho mấy chị cái nhãn hiệu nha. Nhãn hiệu này xinh lắm mấy chị. Bản thương hiệu giùm em. Hàng của titan. Em có cái dòng giống như cái bản thương hiệu luôn nha mấy chị. Rồi dòng này em sorry mọi người để xíu. Rồi chị nào hết mẫu nhãn hiệu này lên em hiệu 3 em chốt với chị luôn với giá là hiệu 3 giùm em chốt cho mấy chị cho lê chim luôn với giá là 49.000 của em nhãn titan mấy chị. Hiệu 3 giùm em 49. Và hiệu 5 giùm em 55.000 mấy chị đeo cái dòng titan đẹp lắm. Mang không phai luôn nha mấy chị. Em chốt cho 120. Mấy chị cái dòng hiệu này chị nào mà tay nhỏ cứ tranh thủ mình lấy đi mọi người, thiệt sự luôn á, nó đẹp lắm mọi người. Bản của L ở ngoài bóng dữ lắm, ở ngoài nhận hàng mấy chị được kiểm tra nha mấy chị, nó đẹp lắm. Hiệu này em chốt với chị dòng này 120.000. Nhãn hiệu này mấy chị lên em mở là hiệu. Mấy chị đánh giùm em mở là hiệu hiệu 3 giùm em, hiệu 3 em chốt 49.000, hiệu 5 giùm em 55.000. Hiệu 5 này là 55.000, hiệu 3 giùm em là 49.000 giùm em. Em có một cái dây hổ titan nha mấy chị. Này em còn ít thôi nha mọi người. Dây ông hổ giùm em. Mang về phong thủy rất là tốt nha mọi người. Ông hổ rất là độ trợ luôn. Mà dây hổ này đẹp lắm mấy chị. Nó phối với lại cái màu xanh nè mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Em chốt cái dây hổ đi trên livestream luôn. Tặng hết cho khách luôn 49.000. Dây hổ titan này em sale mạnh lắm nha mấy chị. 49.000. Mấy chị lên em là dây hổ trắng hơn vàng giùm em 49.000. Em chốt bạn này luôn với giá là 49.000. Mấy chị đánh cho em là dây hổ 49. Dây hổ 49 kèm cho em phun xuống hội. Dạ dây hổ là dây hổ titan nha mọi người. Em chốt cái lây chim cho mấy chị là 49.000. Chị nào lấy dây hổ lên em dây hổ 49 là một bạn dây titan rất là xinh giùm em luôn. Trời ơi nó đẹp nè. Mà mình đeo thường giùm em được nha. Mấy chị đánh cho em là dây hổ 49 kèm cho em phun xuống hội được lên đơn thành công. Dạ dòng này là dòng hiệu 120. Nhẫn này nhẫn hiệu 3 nè mấy chị, hàng titan. Em chốt với chị luôn với giá là nhãn hiệu 3 giùm em là 49.000, hàng titan em tặng khách 49.000 thôi chị. Nhẫn này nhãn hiệu của L đẹp lắm. Mấy chị đeo với dòng L được nè mấy chị. Đây là nhẫn L, dòng L giùm em luôn nè. Em chốt với chị cho lê chim luôn. Hiệu 5 giùm em 55.000. Hiệu 5 giùm em 55.000 luôn nha mấy chị. Hiệu 5 là 55.000 giùm em luôn, một em nhẫn titan, một em nhẫn titan giùm em luôn mấy chị ơi, xuất sắc. Cái nhẫn này với cái dòng này là nguyên set nữa mấy chị. Đẹp quá trời luôn. Cái dòng này là em tặng nhất luôn nha mấy chị. Nó là bản thương hiệu của L mà bản dòng của nó full đá trà đẹp lắm. Mình tặng bao nhiêu em? Rồi em tặng cái dòng này luôn cho mấy chị 100.000. Mấy chị tin được không? Dòng này em bán 100.000, đeo hoài không phai. Giờ này nam nữ mang cũng được, thị trường đang bán dòng này giá niêm yết là 700.000 một chiếc nha mấy chị. Bản của L mà hàng của titan nha. Nhẫn là nhẫn hiệu giùm em. Nhẫn hiệu giùm em 59.000. Mấy chị nói em nhẫn hiệu 59, còn dòng em chốt với chị 100.000.
Dòng em tặng trên livestream 100.000, mấy chị lên em mới dòng hiệu 100. Mấy chị đánh giùm em mở là dòng hiệu này, em chốt 100.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em mới dòng hiệu 100. Mấy chị cho em chị cái này cái bên. Dòng hiệu này em chốt 100.000 cho mấy chị luôn. Cái gì vậy? Dòng hiệu này em chốt 100.000 cho mấy chị. Mấy chị lên em mới dòng hiệu 100. Ủa cái lắc này em bán sale mấy chị có 120 mà. Hình như là em ít bán đồ nam nên mấy chị không có mua đồ nam á. Đây. Ôi, em sale quá trời lỗ 300 mấy mà em sale có 120 thôi á. Lắc này mấy chị lên em mở là lắc B8 giùm em 120. Mấy chị đánh giùm em mở lắc B8, lắc nam luôn thôi. Lắc nam giùm em 120 đi, em tặng lắc nam 120 luôn. Mấy chị đánh giùm em mở lắc nam 120 giùm em, ở trên đây là hình ông hổ nha mọi người, đẹp lắm. Lắc nam này em sale cho mấy chị 120. 120.000 là em sale mạnh lắm luôn mấy chị. Rồi cái nồi lắc nam lên em mở lắc nam 120. Rồi dòng này mấy chị đánh giùm em mở là hiệu 100 giùm em. Dòng hiệu này mấy chị lên em mới dòng hiệu 100. Mấy chị mang cả set tới mọi người. Tính ra set có 159.000 à. Chị nào lấy cả set đến em mới set dòng 159. Cả set là 159.000 nha mấy chị. 159.000 là mấy chị lấy dòng với nhẫn luôn. Trời ơi xỉu luôn mấy chị ơi. Rồi bình thường mua set này gần 1 triệu vàng. Mà hôm nay mua có 159.000 thôi. Set dòng là 159.000. Mấy chị đến em mới set dòng 159 giùm em nha. Là cả set. Trời cái dòng nó đẹp mấy chị, nó đẹp xuất sắc luôn. Em tặng mạnh cái dòng này ha mấy chị ơi. Dây em đang đeo là dây bi 2 màu giùm em 69.000. Dây bi 2 màu chốt 69.000 cho mấy chị luôn ha. Lắc nam giùm em đi 120. Em sell lắc nam này em chốt 120.000 luôn. 120.000 cho bản lắc nam này luôn. Mấy chị đánh giùm em mở lắc nam 120 kèm cho em phun số hội. Em chốt cái lắc nam này cho mấy chị 120.000. Quá chơi xinh luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy lắc nam lên em mở lắc nam 120. Còn để lấy luôn em. Lắc cái cham này hôm bữa không gỡ em để đâu. Ôi hiệu 100 mấy, hiệu 59, nhận hiệu này chốt 59.000 cho mấy chị. Còn hiệu 50 này mình đeo với cái dòng cutter mấy chị, đẹp lắm. Cái hiệu 50 này mình đeo với cái dòng cutter đẹp. Ông quên, nó thương hiệu hoài mấy chị quên. Đây, dập nè mấy chị. Đeo hoài giùm em, đeo nào chán đi thôi. Cái hiệu này là hiệu 50 giùm em. Cái này mình đeo với lại cái dòng đó mấy chị, đẹp xuất sắc luôn. Đây em có dòng đây cả một cặp luôn. Rồi cặp này mấy chị không đi đâu kiếm được, giá em Phương đang bán nha mọi người ơi. Em bán cho mấy chị cặp này 130, đeo hoài giùm em luôn. Một cái của nó là bản thương hiệu của nó tới 120 triệu luôn mấy chị, mà cái này mấy chị mang thử đi 3 năm vẫn còn bóng luôn. 3 năm mấy chị vẫn còn bóng, không ai mấy chị, không ai nói mấy chị đang mang trang sức luôn mấy chị, đẹp y chang hàng thiệt luôn. Nhẫn này mấy chị có thể đeo chung với dòng mà em chỉ có màu trắng thôi. Nhẫn này chỉ có màu trắng thôi. Nhẫn này hiệu 50, cặp dòng này em chốt livestream cho mấy chị 130 cả một cặp nha mọi người, chứ không phải cái nha, em tặng cho mấy chị luôn. Mà bản này là bản có nạm hột sòn nha mấy chị. Bản này là bản có nạm hột sòn luôn, siêu phẩm luôn. Như em dập thương hiệu giùm em, đeo hoài không phai màu, chốt cái chuyện 130. Mấy chị lên em là cặp cặp hiệu 130. Cặp hiệu này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 130.000. Chị nào lấy cặp hiệu lên em là cặp hiệu 130 kèm cho em phun số nội được lên đơn thành công. Em chốt bạn này luôn cho mấy chị cho livestream là 130.000. 130.000 mấy chị ơi, mấy chị lên em là cặp hiệu 130. Dạ cặp hiệu 130 là cả một cặp titan mình đeo thường xuyên, nhẫn là hiệu 50 chị đẹp ơi, nhẫn hiệu 50 em có nhẫn. Ôi nhẫn này là nhẫn titan của em mới về luôn. Em chốt với chị 53.000. Rồi mình đeo với lại cái dòng màu vàng. Trời ơi nó là của bản thương hiệu của bạn này nè. Nó bạn này thì có hộp cao 53.000. Mấy chị lấy em nó nhẫn 53 giùm em. Nhẫn 53 mình đeo với bộ màu vàng. Mấy chị cặp màu vàng trời ơi trang dần thiệt luôn. Mang không phai giùm em nhà mà nó bóng chứ lắm. Mà nó rất là bóng giùm em. Cặp này mấy chị mua khỏi chơi luôn. Mình mua làm quà tặng là sang cho lắm mấy chị. Làm quà tặng rất là sang. Mấy chị lên em cặp hiệu 130. Mấy chị muốn lấy 2 chiếc vàng mấy chị lấy, mấy chị muốn lấy 2 chiếc trắng mấy chị lấy, mấy chị muốn lấy 1 chiếc trắng 1 chiếc vàng là tiền mấy chị. Em thấy khách của em hay mang chiếc trắng chiếc vàng lắm mọi người, thì nó đẹp á, nó lạ. Em thấy mấy chị mang hàng xịn á mà cái dòng mà trong mấy triệu vẫn hay thấy mấy chị nó hay mang chiếc trắng chiếc vàng thì nó đẹp á mọi người. Trời ơi trang hàng hiệu luôn, mấy chị nhìn có khác gì không mọi người, nhận hàng kiểm giùm em hết hồn luôn. Nhưng mà bạn này giá gốc ở đây vẫn bán 500-700.000 một cái nha mọi người. Mấy chị lấy màu vàng thì mấy chị lấy luôn cái nhẫn 53 hàng titan này mấy chị. Nhẫn 53 nhẫn hiệu này là của bạn này luôn, với giá là bạn này thì 50.000, hiệu 50, còn nhẫn này em chốt 53.000. 53 là một bản nhẫn titan đều không có phai nha. Trời ơi cái cặp hiệu nó xinh mấy chị ơi, em chốt cho mấy chị cho livestream luôn 130. Mấy chị lên em mới cặp hiệu 130. Trời ơi em lên cho mấy chị cái dòng cặp titan tí, dòng cặp subin tiếp nha mọi người. Cái cặp này em bán cho mấy chị 55.000, cặp kim cương. Mấy chị thích cặp dòng này lên em mới cặp dòng 55 giùm em. Cặp nhẫn hiệu 53 màu trắng là không có nha chị, cái này em có màu vàng duy nhất thôi. Nên là em có màu vàng nhẫn 53, nhẫn này là nhẫn hiệu 50. Nhẫn hiệu 50 giùm em nè, nhẫn này nhẫn 53, mẫu này là mẫu hiệu 50. Đừng đánh nhẫn 50 giùm em, chị tóc nâu rồi, chị ghi giùm em chữ hiệu 50. Chị đẹp ghi giùm em chữ hiệu 50 nha chị, hiệu 50 giùm em. Chị đánh giùm em chữ hiệu 50, còn mẫu này chị mấy chị đánh giùm em ở nhẫn 53.
Rồi chị nào lấy mẫu này lên em cặp dòng, cặp dòng này em chốt trên đây chim cho mấy chị 55.000. Mấy chị đánh giùm em là cặp dòng 55 giùm em. Cả một cặp này luôn á mấy chị, bản kim cương giùm em chốt trên đây chim cho mấy chị cặp dòng này luôn với giá là 55.000. Chị nào lấy cặp dòng này lên em là cặp dòng 55 kèm cho em số điện thoại JB 2 màu đang đeo là 59.000. À 69.000 chị ơi. JB này JB 69 giùm em, nhẫn này nhẫn titan. Em có nhẫn titan hộp cao ngoài cao này là cao bự. Cao bự giùm em chốt với chị hộp cao này 69.000, mấy chị đến em hộp cao 69. Em có một mẫu hộp cao 55. Nhẫn này nhẫn titan hết cho mấy chị hộp cao 55 kèm cho em số điện thoại em lên cho mấy chị cái dây bi tim. Hàng titan giùm em, mấy chị đánh giùm em mới là bi tim, em chốt cái livestream luôn cho mấy chị luôn với giá là 59.000. Chị nào lấy bi tim, dây bi tim rất là đẹp nha mọi người, dây bi tim hàng của titan chốt 59.000. Mấy chị lên giùm em mới là bi tim 59 kèm cho em full số điện thoại em chốt 59k cho mấy chị nha. Chị nào lấy dây bi tim này lên em mới là bi tim 59 kèm cho em full số điện thoại đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Cái dòng hiệu 100 này mấy chị cứ chốt đi mọi người, tặng mạnh dữ lắm. Dòng hiệu này 120 có tăng đơ giùm em luôn, đẹp bóng lưỡng luôn. Rồi chứ nào lấy mẫu này chốt giùm em ha. Bi tim giùm em 59.000 cũng là hàng titan. Mấy chị đánh giùm em là bi tim 59.000. Hôm nay em lên cho mấy chị cái dây tu dây này em bán tặng chị nào khách mới mình mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Mang không phai màu giùm em chốt mấy chị luôn bạn này 38.000. Mấy chị đánh giùm em ở là dây 38, dây 38 kèm cho em số điện thoại cặp dòng là 55.000 siêu xinh nha mấy chị. Dây này em chốt 38.000 cho mấy chị luôn. Dạ có sai nha chị ơi. Dây 38, dây 38 kèm cho em full số điện thoại. Mấy chị đánh giùm em ở là dây 38, dây 38 giùm em chốt 38.000 cho mấy chị luôn nha. Rồi chứ nào hết nhẫn này lên em ở là hộp cao 69 nè. Mẫu nhẫn này nhẫn 53, hộp cao 55 giùm em, nhẫn này nhẫn hiệu 50. Rồi dây này em bán 38.000 dây titan đeo hoài nữa mấy chị đánh giùm em đó là dây 38 kèm cho em số điện thoại này tặng vô lắm nha mấy chị, tặng cho mấy chị trải nghiệm dây 38 ăn luôn, ăn cái kia luôn dây 38, dây 38 giùm em chốt mấy chị 38.000. Mấy chị đánh giùm em đó là dây 38 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi dây 38 rất là xinh cặp dòng em chốt cho lên chim cho mấy chị, chỉ có 55.000 một cặp mà đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị đánh giùm em đó là cặp dòng 55 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Em chốt cho live stream luôn cho mấy chị 55.000, 55.000 cho mấy chị cả cặp luôn. Mấy chị đánh giùm em nó cặp dòng 55 giùm em. Rồi chứ nào hết nhẫn này đánh giùm em nó hiệu 50 nè. Nhẫn 53 giùm em, hộp cao 69 giùm em và nhẫn 55 giùm em ha. Nhẫn 55 giùm em, dây 38 là dây titan đó chị. Cái đó em bán cho mấy chị đeo dùng thử nha. Em lên cho mấy chị một em hơi mệt. Một em H titan mấy chị, dây H này em chốt 55.000. Dây H titan luôn chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em nó là dây H 55 kèm cho em full số điện thoại nha mấy chị. Em chốt bạn này luôn với giá là 55.000. Em chốt bạn này luôn cho mấy chị luôn với giá là 55.000 nha mấy chị đánh giùm em ở là dây H 55. Dây H này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 55.000. Ô cái lắc bi này chị lấy không? Dây H 55 kèm cho em số điện thoại dây H titan, bạn này em còn mấy sợi thôi mấy chị. Mấy chị đánh giùm em ở là dây H 55 kèm cho em full số điện thoại nha mấy chị. Hiệu 50 cây chị đẹp luôn, lên cho mấy chị một em lắc bi titan đeo không phai màu, lắc này mình tặng bao nhiêu mấy chị? Ồ cái lắc bi titan em tặng 55.000 mấy chị. Mấy chị đánh giùm em ở lắc bi 55 giùm em. Lắc bi này em chốt trên livestream luôn cho mấy chị 55.000. Mấy chị đánh giùm em ở lắc bi 55 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt bạn này luôn với giá là 55.000. 55k kèm cho em số điện thoại mấy chị ơi, hàng nhiều quá mấy chị. Lắc bi này em chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh giùm em ở lắc bi 55 chị Năm không có làm kịp. Rồi lắc bi này em chốt với chị luôn với giá là 55.000 mấy chị. Mấy chị đánh giùm em lắc bi titan em chốt trên livestream luôn cho mấy chị 55.000. Chị nào lấy lắc bi 55 lên em á, lắc bi 55 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị, lắc bi titan luôn nha em ha. Lắc bi 55, lắc bi 55 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công, em chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Lắc bi titan nha mấy chị. Mấy chị đánh cho em á lắc bi 55 là được, em lên cho mấy chị cái lắc này 55 nữa nè. Mà lắc này đẹp lắm. Lắc này của Subin mang rất là bền luôn. Mấy chị lên em á lắc này, mấy chị đánh cho em á lắc 55. Mà lấy lắc bi 55 nha mọi người. Còn mẫu này mẫu lắc 55 giùm em nha. Mấy chị đừng dạ lắc bi 55, lắc bi titan luôn mấy chị, em tặng nốt đó mọi người. Bản bi đẹp lắm, đây là bi titan giùm em nha, xuất sắc luôn mấy chị. Đây là bi titan nhìn rất là đẹp luôn, rất là bóng giùm em, hai mặt của nó vàng nguyên khối giùm em. Đắc bi này đắc bi 55 em tặng nó luôn, hàng titan không biết sao bán cho mấy chị 55.000 luôn, em không hiểu luôn. Mấy chị lên giùm em ở đắc bi 55 kèm cho em số điện thoại, lắc này em chốt mấy chị 55.000. Còn đây là lắc 55 giùm em nha, lắc này lắc su bin giùm em, lắc su bin giùm em qua mấy cái nhẫn này nha mấy chị, quá trời xinh luôn. Rồi tiếp tục lên cho mấy chị cái nhẫn ngũ sắc nè, nhẫn hơi mệt của titan luôn nè, nhẫn hắc của titan và nhẫn này là nhẫn hiệu 72. Rồi chị nào hết mẫu này mấy chị đánh giùm em ha. Nhẫn này mấy chị đánh giùm em mở là nhẫn hiệu 72, là chiếc nhẫn này mấy chị, nhẫn này hàng đắt nha mọi người. Rồi hiệu 72 giùm em, nhẫn này là nhẫn gì mọi người, nhẫn này là nhẫn ngũ sắc giùm em chốt với chị 69.000.
Có nhẫn 26 mình còn không mà mất tiêu ấy. Vậy cho chị chiếc luôn. Rồi nhẫn ngũ sắc giùm em 69 ngàn giùm em nè. Còn nhẫn hơi mệt, hàng titan chữ H. Mấy chị lên mềm mà nhẫn H em chốt với chị cho lên chim luôn. Rồi nhẫn H này em chốt với chị luôn, giá là 69 ngàn nhẫn H titan, em chốt 65 ngàn nhẫn H 65 nha mấy chị. Nhẫn ngũ sắc giùm em, full đá ngũ sắc giùm em. Em chốt cho lên chim cho mấy chị 69 ngàn. Nhẫn này nhẫn hiệu 72, nhẫn hiệu 72 giùm em. Lắc này lắc 55 giùm em nha. Lắc 55 là lắc su bin rất là đẹp luôn nha mấy chị. Mấy chị đánh giùm em mã lắc 55 kèm cho em phun số nội được lên đơn thành công. Em chốt cho mấy chị luôn giá là 55 ngàn. Đây em có nhẫn hai sòn nè mấy chị, nhẫn hai sòn đẹp lắm. Cái nhẫn hai sòn này em chốt cho lên chim cho mấy chị 69 ngàn ha. Cái nhẫn hai sòn này em chốt trên lên chim cho mấy chị là 69 ngàn. 69 ngàn quà tặng lợi cho chị đây. Mấy chị mua này nè, set này em tặng lắm, ngay dịp nha mấy chị. Rồi em tương tác với mấy chị nhân dịp này với giá là chỉ có là 59 ngàn. 45 ngàn mấy chị, sorry mọi người, em tặng cái set nước hoa Dubai này luôn cho lên chim 45 ngàn. Mấy chị đánh giùm em mở nước hoa 45, nước hoa 45 kèm cho em số điện thoại. Set nước hoa nè mấy chị ơi, set Dubai mấy chị lên em mở ra Dubai 45, sorry mọi người. Mấy chị đánh giùm em chữ Dubai 45 nha, cả một set nước hoa Dubai em chốt cho lên chim cho mấy chị 45 ngàn. Rồi em chốt với chị tặng cái này nha mấy chị ơi, 45 ngàn nhân dịp này thôi nha mọi người. Chế nào chốt nhanh giùm em. Dạ nhẫn này là nhẫn ngũ sắc giùm em 69 ngàn, nhẫn H 65 ngàn. Nhẫn này nhẫn 2 sòn giùm em 69 ngàn, nhẫn này là nhẫn hiệu 72, nhẫn hiệu 72 giùm em nha. Rồi chế nào hết set này chốt liền giùm em mấy chị ơi, cả một set nước hoa Dubai siêu thơm, thơm lắm nha mấy chị. Lưu hương rất là dai giùm em, và chai này chai to nữa mấy chị. Em chốt mấy chị cho livestream 45 ngàn. Mấy chị lên em ở Dubai 45, Dubai 45 em tặng em nay luôn cho mấy chị luôn, cho livestream với giá là 45 ngàn một set nước hoa Dubai. Mấy chị đánh giùm em ở là Dubai 45 kèm cho em số điện thoại cho chị set luôn. Set sữa tắm trắng đi em chị tặng hết luôn. Rồi đây mấy chị ơi, đây là titan hết nha mọi người ơi, đây là titan hết, rất là xinh luôn giùm em nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn giùm em luôn. Chế nó hết mã nào, comment mã đó giùm em là được lên đơn thành công nha mấy chị ơi. Cho chị coi bông tai. Dạ, để xíu lên bông tai em bỏ đâu. Đây em qua mã luôn nha mấy chị. Nhẫn H titan nha mấy chị, em chốt 65 ngàn. Rồi nhẫn ngũ sắc giùm em 69 ngàn, hai sòn giùm em 69 ngàn. Và nhẫn này hiệu 72. Tất cả đều là hàng titan hết nha mọi người. Set Dubai là 45 ngàn. Lên cho chị titan rồi, ok chị đẹp luôn. Để em xíu nha. Em lên cho mấy chị cái set này. Cái set này là của hãng Olay luôn nha mấy chị. Cái này tắm rất là trắng nha. Đây là sữa tắm trắng mà tắm được hàng ngày rất là an toàn luôn. Tắm rất là bật tông cho mấy chị luôn. Gà siêu mịn da giùm em luôn. Em tặng cho mấy chị cả set sữa tắm Olay. Em bán cho mấy chị combo 3 chai nha mấy chị. Giống như mua 1 tặng 2 mọi người. Đây mấy chị. Đây. Nắp của nó nè mấy chị. Mà nó rất là thơm nữa mấy chị ơi. Đây là sữa tắm trắng hàng ngày được nha mấy chị. Mấy chị tắm sẽ bật rất là bật tông da luôn. Em chốt cho livestream luôn cho mấy chị một set như vậy là 85 ngàn. Mấy chị lên giùm em mã là set sữa tắm giùm em combo 3 chai nha mọi người. Em chốt cho mấy chị 85 ngàn. 85 ngàn là combo 3 chai sữa tắm giùm em. Mấy chị lên em sữa tắm 85. Em lên body Olay luôn cho chị ơi. Giờ em chỉ còn body Olay thôi mọi người. Em chỉ mê bán body Olay ha. Rồi em chốt cho livestream cho mấy chị set sữa tắm đi luôn với giá là 85 ngàn cho livestream của em nha mấy chị. Chốt nhanh luôn mọi người ơi. Chúc nhanh luôn mọi người ơi. Dạ cả một set sữa tắm Olay hàng chính hãng nha mọi người, có đầy đủ tem và đầy đủ cái phiếu nhập hàng giùm em nào mấy chị. Rồi lên giùm em mở ra set sữa tắm, chốt cho livestream cho mấy chị 3 chai. Chị mua cặp vợ bồi bữa rồi chị đợi em xíu luôn. Em chốt 3 chai cho livestream cho mấy chị là 85 ngàn, mấy chị không có nghe lầm luôn mấy chị, tặng mạnh dữ lắm mấy chị ơi. 3 chai sữa tắm Olay giùm em 85 ngàn, không bán 65 ngàn được luôn mấy chị. Tặng dữ lắm luôn là 85 ngàn, bình thường mua chai nó đã rơi vào 100 mấy rồi mọi người. Đây dòng sữa tắm kích trắng của Olay, tắm rất là trắng nha mọi người, vừa tắm trắng vừa thơm vừa mịn luôn. Mà hàng chính hãng đâu mà đang mua với giá chỉ có 85 ngàn thôi. Mấy chị lên em set sữa tắm 85 kèm cho em số điện thoại, em lên cho mấy chị body Olay luôn. Mấy nay em bị bơi bán Olay lắm mấy chị, nó có đợt á. Thơm dữ lắm mọi người, xài đỉnh luôn. Một set em chốt với chị 85 ngàn. Mấy chị lên em set sữa tắm 85 ngàn của hãng Olay luôn nha mấy chị ơi, xịn lắm. Ôi, xuất sắc luôn giùm em nào. Em bán cho mấy chị cả set này luôn với giá là 85 ngàn một set. Mấy chị lên em mở set sữa tắm 85k kèm cho em phun số nội. Em chốt 85 ngàn cho mấy chị một set nha. Rồi mấy chị tắm xong mấy chị xài body giùm em. Mấy chị tắm xong mấy chị xài body giùm em. Đây là body Olay nha. Dòng body này xài rất là đỉnh luôn mấy chị. Khách feedback rất là nhiều luôn mấy chị, cho em feedback về body Olay đi mấy chị. Tắm xong mấy chị xức body Olay vô chỉ có đỉnh thôi mà mùi nó rất là thơm nha. Lưu hương rất là dai giùm em luôn ha. Chắc body của nó nè mấy chị. Ôi ơi, chắc body của nó nè mấy chị mà nó thơm lắm. Mấy chị cho em feedback với cái body đi mọi người. Rồi, một hộp body Olay chốt cho livestream cho mấy chị là 99 ngàn. Combo mua 1 em tặng 1 là 2 hộp nha mấy chị. Xài không ok, không chất lượng mấy chị được quyền trả lời nha mọi người. Xài đỉnh lắm mấy chị ơi.
xài tới đâu thấm tới đó mà nó thơm lắm mấy chị. Một hộp em chốt cho nó chim cho mấy chị là hai hộp combo, hai hộp 99.000. Body Olay em bán rất là tặng nha mọi người, em bán rất là tặng, em nói chú luôn. Chị nào thích thì đánh giùm em hai set sữa tắm Olay, ba set ok cho đẹp luôn. Rồi chỗ nào lấy đánh giùm em ha, cái đó mình mua làm quà tặng cũng được mấy chị. Đây body nè, không có dính quần áo nha mọi người, mà tho tới đâu nó cảm giác là nó thấm tới đó mấy chị, xài cực kỳ thích luôn giùm em nha, mà nó thơm lắm mọi người ơi. Rồi chỗ nào lấy đánh giùm em mở là body 99 giùm em, đánh giùm em mở là chữ body 99 kèm cho em số điện thoại. Combo bán cho mấy chị hai hộp, giống như mua một tặng một cho mấy chị nha. Body Olay xài im lắm mấy chị ơi, lên em mở là body Olay hai set sữa tắm Olay rồi, em cảm ơn chị đẹp luôn. Đây xài tới đâu thấm tới đó giùm em, mở rất là trắng nha mọi chị, rất là mịn giùm em. Combo hai hộp em chốt cho lời chim cho mấy chị 99.000. Combo hai hộp body Olay em chốt cho lời chim cho mấy chị là 99.000. Body Olay rất là thơm, cảm ơn chị đẹp dung trần nha. Rồi đến giùm em mở là set body này, em tặng hết cho mấy chị luôn 99.000 mấy chị ơi, tranh thủ mình chốt giùm em nha. Combo hai set giùm em 99.000 mấy chị. Em số thì combo một set là hai hộp body Olay rất là thơm, cảm ơn chị dung trần nè. 99.000 combo hai hộp giùm em, chốt giùm em nha mọi người. Em qua mã cái này em bán nhiều lắm rồi mấy chị ơi, không ok là em cũng không dám bán chua. Có chị nào trả một cái body luôn cho mấy chị, chốt cho mấy chị feedback thôi mọi người, chỉ có mấy chị feedback thôi, em nói thiệt luôn. Combo hai hộp em tặng cho lê chim 99.000, 99.000 nha mấy chị, vừa bán vừa tặng mấy chị ơi. Em qua mã luôn mấy chị, lên em là body 99 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Body em chốt với chị luôn với giá là 99.000. em lên cho mấy chị set ngọc trai còn không mấy nhiêu. Em lên cho mấy chị set ngọc trai của nhà em mấy chị ơi, set ngọc trai của nhà em ở đâu bán giá này em tặng thêm cho mấy chị luôn, thiệt sự luôn. Cầm lên khi kiểm tra hàng, cầm lên là set ngọc trai phải nặng tay nha, mang lên rất là đẹp mọi người. Nhất là Tết này mấy chị mặc áo dài nè mọi người, xuất sắc luôn. Mấy chị làm quà tặng, trời ơi, cái này làm quà tặng là hơi bị xịn nha mấy chị, làm quà tặng rất là xịn luôn. Rồi đây bông tai nè mấy chị, bông tai giùm em nè, lắc tai giùm em nè. Em chốt cái livestream cho mấy chị một set ngọc trai luôn với giá là chỉ có là 68.000 thôi. Mấy chị đến giùm em mà nó set ngọc trai 68 kèm cho em số điện thoại. Em chốt cả một set ngọc trai trên livestream với giá là chỉ có là 68.000. 68.000 giùm em nghe chị ơi. Chị nào lấy set ngọc trai lên em mới set ngọc trai, combo 3 món giùm em luôn với giá là 68.000 chị ơi. Chị nào lấy set ngọc trai lên giùm em mới set ngọc trai 68 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ em chốt 68.000 cho mấy chị đẹp luôn nha. Chị đẹp nào đánh giùm em mở là set ngọc trai 68 kèm cho em full số điện thoại. Dạ cả set này em chốt 68.000 cho chịu luôn. Chịu rồi lấy đánh giùm em mở set ngọc trai 68. Em chốt 68k mấy chị ơi. Để em xíu nha mấy chị. Dạ body xả thích lắm mấy chị, yên tâm giùm em nha. Rất là đã luôn. Rồi mấy chị lên giùm em mã là set ngọc trai, em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 68.000. Combo body xả im lắm mấy chị, yên tâm giùm em. 68.000, 68.000 nè vàng mình. Rồi set ngọc trai 68, 68.000 kèm cho em luôn mấy chị ơi, xuất sắc luôn giùm em ha. 68.000 cho cả một set ngọc trai bản cao cấp giùm em nha mọi người. Xịn sò giùm em, 68.000 giùm em ha, còn gấp em qua mã luôn. Set ngọc trai 68.000 kèm cho em full số điện thoại được lên đơn thành công, chốt 68k điểm lên lắc cho mấy chị luôn. Rồi tình đôi cho mấy chị làm gì? Em lên cho mấy chị cái lắc hai màu. Trời ơi, xịn chưa, xịn chưa? Cái lắc hai màu này chốt cho lê chim luôn cho mấy chị luôn với giá là chỉ có là 59.000 thôi. Em lên cho mấy chị cái nhẫn 68.000 xinh lắm nha mấy chị. Chị nó hết nhẫn này lên em mới nhẫn 68 kèm cho em số điện thoại, lắc hai màu này chốt với chị luôn với giá là 59.000. Có dây chuyền khúc trắng khúc vàng không? Dây chuyền hai màu còn không? Dây hai màu là mình hết rồi đúng không? Rồi lắc hai màu chốt với chị luôn 59.000. Mấy chị lên em mới lắc hai màu giùm em 59k kèm cho em số họ, nhẫn này làm chốt 68.000. Mấy chị lên em mới nhẫn 68, con bạn này xinh lắm nè mấy chị, em chốt 66.000 cho mấy chị bạn nhẫn này nha. Mấy chị đến em ra nhẫn 66 giùm em nè. Còn nhẫn này 68.000, còn bạn này là 66k. 66k xinh lắm mấy chị ơi. Body 99 rồi ok chị đẹp luôn. Nhẫn này nhẫn 66 nè, còn nhẫn này nhẫn 68 giùm em. Lên sau. Trời ơi mấy chị ơi, bán sau là chỉ có tặng thôi, thiệt tình luôn. Rồi mấy chị lên giùm em mã là nhẫn 66 giùm em và nhẫn 68 giùm em, rất là xinh luôn. Còn vậy nào hết cái mẫu lắc này lên em mới lắc 59, lắc, I'm sorry, lắc hai màu. Mấy chị lắc hai màu giùm em 59 giùm em, có bi hai màu, lắc hai màu 59, còn bi hai màu làm chốt với chị 49.000 nha. Bi hai màu mấy chị đeo với cái dây bi của em là nguyên set nè mấy chị. Cái dây bi này em bán mấy chị có 69.000 thôi, mấy chị đánh giùm em lấy dây bi 69. Rồi chị nào lấy lắc này đánh giùm em mã lắc bi hai màu. Lắc bi hai màu chốt cho lê chim luôn cho mấy chị luôn với giá chỉ có là 45.000. còn lắc hai màu em chốt với chị luôn với giá là 59.000. Lắc hai màu 59.000, lắc bi hai màu giùm em là 45.000.
lắc bi hai màu chốt 45.000 và lắc hai màu chốt 59.000 cho mấy chị luôn nha. Quá trời xinh luôn mấy chị ơi. Nhẫn là nhẫn 66 nè mấy chị. Còn nhẫn này là nhẫn 68 giùm em, chứ hết mã nào comment mã đó giùm em. Chế là hết mã nào comment mã đó giùm em lên cho mấy chị một em lắc titan. Lắc cham titan nha mấy chị, em bán 79.000. Bà này mang không phai màu nha, đẹp. Nó thảm da của titan luôn mấy chị, nó là thảm da luôn, da của L mấy chị. Rồi cái mặt của nó nè, đây là lắc hiệu luôn hả mấy chị. Rồi chế nào để lắc này lên giùm em mã lắc cham 79. Lắc cham này em chốt cái livestream cho mấy chị 79.000 một em lắc cham titan. Em chốt cho mấy chị luôn giá là 79.000. Chừng nào lấy lắc cham lên em mã lắc cham 79 kèm cho em phun số hộ. Em chốt cho mấy chị đẹp luôn giá là 79.000. 79.000 giùm em ha, mấy chị đánh giùm em mà lắc cham 79 cho nào khách mới đó mọi người. Mấy giờ chị comment giùm em ha. Cái này bên em bán tặng cho mấy chị mình muốn trải nghiệm dùng thử. Chị nào mà khách mới mình có thể là mang trải nghiệm dùng thử giùm em nha. Em chốt cho livestream cho mấy chị luôn nè. Rồi, nhẫn này mấy chị lên em mới nhẫn vuông chốt 35.000, nhẫn này nhẫn sòn 35, nhẫn này nhẫn 40 và nhẫn kim tiền 49.000. Nhẫn kim tiền chốt mấy chị 49.000 giùm em nè, nhẫn này mấy chị. Mấy chị không. Rồi mấy chị lên em mới là kim tiền 49 nè mấy chị. Nhẫn này mấy chị đánh giùm em mã là nhẫn 40, nhẫn này nhẫn 30, nhẫn sòn 35 và nhẫn vuông 35. Chứ nó hết mã nào mấy chị lấy giùm em mã đó giùm em. Những cái mã nhẫn này mấy chị được trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng. Cham 79 là lắc cham của titan bản thương hiệu, mang không có phai màu, nhìn giùm em nè. Nó là bản xịn lắm mọi người, bản rất là đắt luôn giùm em. Chị nào lấy cham này lên em lấy cham 79 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Chị nào khách mới mình mua những cái dòng này nha mấy chị, để mấy chị trải nghiệm dùng thử giùm em. Rất là xinh giùm em luôn. Rồi lắc cham làm cho mấy chị 79.000 là một em lắc cham titan. Một là em lắc cham titan kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Ok chị Mai Thị có đơn. Cô Nguyễn Tho, cô để chữ chốt lại giùm cô nha, chú giùm con nha. Để cái bên để em con nói với mấy bé là chốt cho cô là chốt nhiều lần á, điện nhiều lần. Rồi mấy chị lên em là cham 79, dòng em đang đeo là 165.000. Mấy chị đến em là dòng 165. Rồi chị nào lấy cham 79 lên em là cham 79 kèm cho em số điện thoại là một em lắc cham titan mang quà nha mấy chị ơi. Những cái sản phẩm nhẫn này là mấy chị được trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng nha mọi người. Được trải nghiệm trong vòng 1 tháng giùm em lên cho mấy chị cái dây sòn này được không? Cái dây sòn màu vàng còn không có gì. Giống như cái này nó còn không biết chị sale luôn. Này nè. Còn không biết thôi. Rồi em lên cho mấy chị cái dây sòn này luôn ha. Dây sòn này xinh dữ lắm nha mọi người. Chiếu dữ lắm nha mấy chị. Dây sòn này em chốt cho lên chim cho mấy chị là dây bản hột sòn, chạm hết giùm em luôn. Em chốt cho lên chim cho mấy chị chỉ có giá là em chốt cho lên chim cho mấy chị dây sòn này là 200 mấy chị quên. 295.000. Nó full hột sòn hết, nó chiếu lắm nha mấy chị, nó đẹp lắm, nó sang lắm. Dây sòn này làm chốt cho livestream cho mấy chị là 295.000. Chị nào lấy dây sòn này lên em mới dây sòn 295. Rồi chị nào lấy nhẫn này, chị nào khách mới mua trải nghiệm dùng thử giúp em nhẫn vuông 35, nhẫn sòn 35 và nhẫn trắng giùm em 40.000, mấy chị lên em mới nhẫn 40 là được lên đơn thành công nha mấy chị. Em lên cho mấy chị cái nhẫn 85.000 đẹp lắm mấy chị, nó full hết giùm em luôn nè. Mấy chị nhìn em chiếc nhẫn 85 này đẹp lắm. Em chốt mấy chị chiếc nhẫn luôn với giá là 85.000. Chị nào lấy nhẫn 85 lên em mới nhẫn 85 kèm cho em số điện thoại. Rồi lên cho mấy chị cái dây hồ ly. Cái dây hồ ly hàng của titan em chốt cho livestream cho mấy chị 45.000. Dây hồ ly này là dây phong thủy, đá của nó đá ruby đỏ nha mọi người. Cái đá này mấy chị, thứ nhất là cái dây hồ ly á mang phong thủy nè mấy chị. Về tình cảm, về công việc của mình, về cái lời ăn tiếng nói của mình rất là may mắn, như nhiều điều cho mấy chị luôn. Rồi, thế nào lấy dây hồ ly em chốt dây hồ ly cho mấy chị luôn với giá là dây hồ ly em chốt cho livestream luôn cho mấy chị với giá là 45.000. Dây hồ ly hàng titan nha mọi người, em chốt 45.000 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy dây hồ ly lên em mấy dây hồ ly 45.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Em lên cho mấy chị một em dây mì của titan nha. Dây mì này dây mì titan, dây mì lớn nha mọi người, hàng của titan nên giùm em. Còn cham không chị ơi, còn mấy chị ơi. Cái cham này mới như hôm qua em có gửi chị cho chị tham vàng. Rồi chứ nào lấy mấy dây mì lớn hàng titan, mấy chị đánh cho em lấy dây mì lớn. Em chốt cho lên chim luôn cho chị cái set này, chị like đi cho nó gọn ở chỗ này. Một đen này lại đi thôi. Tụi nó bột hàng. Rồi dây mì lớn này em chốt với chị cho livestream luôn với giá là 98.000. Dây mì lớn là hàng titan nha mọi người. Bản này cái mặt của nó hột sòn rất là đẹp và nó mang không có phai màu. Mấy chị lên cho em nó là dây mì lớn, cái này là cham gì biết. Trời ơi, nghe tên là quá. Rồi dây mì lớn này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 98.000. Dây mì lớn là dây titan nha mọi người, đẹp dữ lắm mấy chị. Bản này bản hiếm giùm em nha. Dây chuyền kèm mặt luôn và bạn này đeo không có phai màu nha mấy chị. Bạn titan này thì đeo không có phai màu. Rồi chứ nào lấy dây mì lớn lên em, lấy dây mì lớn em chốt 98.000 cho mấy chị luôn. Dây mì lớn em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 98.000, dây mì lớn titan, đẹp xuất sắc luôn, 98.000 giùm em nha.
chứ nào khách mới mình có thể mua chiếc nhẫn mình trải nghiệm dùng thử. Nhẫn em chốt 85 ngàn, nhẫn 85 là full hột sòn, full hột sòn rất là xinh luôn. Chị nào lấy nhẫn 85 mới về đánh cho em, lấy nhẫn 85 kèm cho em full số nội được lên đơn thành công. Em có nhẫn kim tiền, những cái mã này mã nhẫn kim tiền của nhà em. Mới về đánh em là nhẫn dài 49 nè, nhẫn dài em chốt 49 ngàn. Mới về đánh cho em là nhẫn dài 49 kim tiền 40, kim tiền em chốt 40 ngàn cho mấy chị. Nhẫn dài 49 giùm em nha, kim tiền 40 giùm em luôn, kim tiền 40, nhẫn dài 49 giùm em. Nhẫn dài 49 cho kim tiền 40 ngàn giùm em luôn. Rồi em có cái đồng hồ Gado đẹp quá, bản này đắt lắm nha mấy chị, hãng Gado hãng xịn đó mấy chị. Lên xếp cho nó gọn chỗ này luôn, hay để đâu hộp. Cái bản đồng hồ đẹp đó. Đá sao khuya nha mọi người, bản của Gado là thường đá sao khuya mà đẹp, dây này dây nhỏ nhưng mà xinh lắm. Em tặng cái đồng hồ này cho mấy chị luôn, thật sự luôn, bán vừa tặng luôn. Cái đồng hồ này đẹp lắm nha mấy chị, bản của nó siêu xịn giùm em. Chứ nào cái đồng hồ này lên giùm em mã là nữ 26, em tặng luôn cái đồng hồ này cho mấy chị luôn với giá là 200 ngàn, 200 ngàn được không mấy chị? Thật sự luôn, cái này đá của nó là mặt của nó là mặt đá sâu khuyên hết luôn nha mấy chị, hãng của Gado luôn giùm em luôn ha. Bạn này thường rất là đắt luôn mấy chị, em chốt cho livestream ngày hôm nay luôn cho mấy chị 200. Em có mấy cái nữa mấy chị, rồi mấy chị lên giùm em mã là nữ 26 giùm em. Lên tay nó bóng dữ lắm nha mọi người, mặt đá sau khi là lên tay nó rất là bóng luôn mà nó đẹp, dây chạy dọc của nó là dây hai màu đẹp xuất sắc luôn. Rồi mấy chị lên em mới là nữ 26 chốt tặng 200 ngàn cho mấy chị cái đồng hồ này luôn. Chị nào lấy nữ 26 lên em mới nữ 26 chốt 200 ngàn. Nhẫn dài này em cho mấy chị lên em mới là nhẫn dài 49 cho em, còn này mấy chị lên em mới là kim tiền 40, kim tiền 40 giùm em, chứ nó hết mã nào comment mã đó giùm em nha. Em có nhẫn cốc mấy chị ơi, nhẫn cốc thu hút tiền tài lộc may mắn cho mấy chị, giữ tiền giữ tài. Em có bản cốc xanh và bản cốc đỏ, em chốt 35 ngàn một bản nhẫn cốc nha. Cốc xanh cốc đỏ giùm em 35 ngàn, đừng đánh đồng hồ 200 mấy chị, đánh giùm em nữ 26, bạn này đeo hoài giùm em được luôn ha, giống như cái Gado màu vàng của em mấy chị, nó đỉnh như lắm mọi người. Em bán tặng bạn này 200 ngàn luôn mấy chị, lên em mới nữ 26, em có nhiêu là em chốt nhiêu cho mấy chị thôi nha. Đẹp dòng này 165 mấy chị ơi, cái nữ 26 này quá xinh luôn mấy chị, quá đẹp luôn. Em chốt cái mấy chị cho livestream luôn với giá 200 ngàn. Nữ 26 giùm em 200, hôm nay em sale đồng hồ hết mấy chị. Cái này ở ngoài tới 20 mấy cả này nha mấy chị, bản của Rado mấy chị biết rất là đắt. Rồi nữ 26 giùm em, nữ 26 đồng hồ không có ni mấy chị, ra mấy chị cắt giùm em nha. Cái này chống nước tốt giùm em mà đẹp quá mấy chị ơi, qua mã nhưng có mấy cái thôi. Nữ 26 giùm em 200. Sánh này chị lai xách vuông ha, xách vuông 150. Em lên cho mấy chị cái xách vuông này nha mấy chị, xách vuông này đẹp lắm. Bản vuông lớn giùm em cho mấy chị, xách vuông này 150. Mấy giờ đánh cho em nó xách vuông 150 kèm cho em số điện thoại nha. Xách vuông em chốt cho mấy chị 150. Dây mặt bông giùm em. Mấy giờ đánh cho em nó xách vuông em chốt 150, bông tai kèm mặt giùm em và kèm bông. Em chốt xách này tặng lắm 150. Mấy giờ đánh cho em nó xách vuông 150 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Xách vuông em chốt tóc xanh cốc đỏ giùm em là 35 ngàn. Mấy giờ đánh cho em nó xách vuông em chốt 150 ngàn cho mấy chị luôn nha. Chị nào lấy xách vuông lên em nó xách vuông 150. Xách vuông em chốt cho livestream cho mấy chị 150 ngàn, rất là xinh giùm em luôn mấy chị ơi. Mấy chị lên em nó xếp vuông 150 rồi, dây chuyền nha mấy chị, dây chuyền của nó rất là sáng mà đẹp luôn, có tăng đơ mang được 5 tấc rưỡi nha. Này có tăng đơ dây của nó nè mấy chị nhìn chưa, rồi mơ chưa mấy chị, cả set đeo đẹp lắm, 150 ngàn. Mấy chị đánh cho em nó xếp vuông 150 giùm em mấy chị, hết cái đồng hồ đó nhiều quá, hết hàng rồi mấy chị ơi. Đem qua mã khác tặng cho mấy chị nha. Xếp vuông này em chốt mấy chị luôn với giá là 150 ngàn, quá xinh. Cốc xanh cốc đỏ là 35 ngàn giùm em, xếp vuông giùm em 150 giùm em nha, quá chơi xinh luôn mấy chị, quá chơi đẹp. Xách vuông giùm em 150 ngàn giùm em. Này có mấy cái xem nha mấy chị. Trời ơi, một bản vuông nữa mấy chị ơi. Qua bản vuông này nha. Đây em có bản vuông này của bản nè. Xách vuông 150 ngàn, trời ơi xuất sắc luôn nè mấy chị. Hôm nay đồng hồ tặng mấy chị 200 ngàn cho mấy chị vui rồi đấy. Bản vuông của Rolex mấy chị. Cái mặt đá của nó đỉnh lắm mọi người. Đây. Chứ nào hết mẫu này lên em ở nữ 27 đi, em tặng luôn 200 ngàn. Cái này làm bán 280 rồi mấy chị. Lên em ở nữ 27 giùm em tặng, trời ơi đẹp. Trời ơi xuất sắc mấy chị ơi, xuất sắc giùm em. Chế nào lấy mẫu này lên giùm em mã là nữ 27, em chốt với chị luôn với giá là cái con đồng hồ luôn với giá tặng 200 ngàn. Hôm nay em tặng hết đồng hồ luôn mấy chị, nữ 27 giùm em, không có màu vàng, em tặng luôn với giá là 200 ngàn. Mấy cái này em về được ít cái thôi mọi người. Rồi bạn này là không có hàng nữa đâu mọi người, em nói thiệt luôn, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Qua cái Gado mấy chị, qua cái này cũng đẹp lắm luôn nè, vuông á, bản vuông lên tay rất là nhìn cưng luôn. Em bán 200 ngàn. Mấy chị lên em mới là nữ 20, em có là nhiều đồng hồ nữ 200 mấy chị, đổ chưa viên đổ, tại vì em đang bán sale 200 ngàn á. Nữ 27 đi mấy chị, đổi qua nữ 27 giùm em. Này đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị. Trời ơi đỉnh, cái mặt đá của nó cũng xinh này, hơi khay hơi to hơn cái nãy chút xíu nha. Em chốt với mấy chị cho livestream luôn với giá 200 đó mấy chị, sale 200. Mấy chị lên em mới nữ 27 giùm em 200 ngàn.
Nữ 27 giùm em 200 ngàn. Nữ 27 giùm em chốt 200 ngàn. Còn nhiều set lắm để em lên set cho mấy chị. Nữ 27 em chốt 200 ngàn cho mấy chị luôn. Chứ nói nữ 27 lên em á, nữ 27 em chốt 200 giùm em luôn, 200. Nữ 26, nữ 26, nữ 27 giùm em qua. Cái đó em không biết nữa, hệ thống đang lọc đơn mấy chị, thông cảm giùm em. Chứ nào trước khi nó có giùm em nha. Rồi chứ nào đấy nữ 27 của bà của hãng nha mọi người, xin chưa. Rồi em tặng có 200 ngàn mấy chị, cứ chốt đi, không bao giờ hối hận luôn, nói thiệt luôn á mấy chị. Nữ 27 giùm em tặng 200 cũng ít lắm mấy chị ơi. Hôm qua mã nữ 27 em coi còn đồng hồ nào, em tặng hết đồng hồ đó. Trời ơi, hết đồng hồ, hết đồng hồ rồi. Để em quay cái khác cho mấy chị. Hàng mới về cũng quên like luôn, trời ơi. Cái gì quên nhắc chị. Hàng mới về. Bông hoành tai, mấy chị hỏi em bông hoành tai rất là nhiều luôn. Em bán cho mấy chị cái bông dành tay này cho live stream với giá là 39 ngàn được không mấy chị? Tặng mấy chị mỗi chuyện đôi luôn. Cái bông dành tay là bông móc dành tay, mấy chị đeo rất là cưng luôn. Em chốt với mấy chị cho live stream luôn 39 ngàn được không mấy chị? Tặng nó, tặng cho vui. Rồi chỗ nào có đơn thì hốt liền giùm em cái bông dành tay này, em chốt 39 ngàn. Tại vì rất là nhiều chị hỏi em về bông dành tay chưa mà em quên. Em có màu trắng màu vàng nha. Bông dành tay, bông dành tay giùm em chốt với chị luôn với giá là bao nhiêu mọi người ơi? Xuất sắc luôn. Với giá chỉ có là 39 ngàn thôi, vừa bán vừa tặng với chị bông dành tay, bông dành tay em về 60, vừa bán vừa tặng cái bông dành tay cho mấy chị 39 ngàn luôn. Rồi dòng đang đeo là 165 ngàn mấy chị. Rồi đây bông dành tay, chứ nào lấy bông dành tay chốt giùm em, mở ra giờ bông dành tay chốt với chị luôn với giá là 39 ngàn. Cốc xanh cốc đỏ giùm em là 35 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị cái nhẫn kim tiền đồng nè, đây là đồng kim tiền nè, em sorry kim tiền là kim tiền titan nè, kim tiền 46 nè. Kim tiền này kim tiền hàng lắc kê mà không phải là kim tiền 56 giùm em nè. Rồi kim tiền này mấy chị lên em nó kim tiền 48 giùm em nè. Đó kim tiền này hàng lắc kê luôn nha mấy chị, kim tiền 48 đây là nhẫn kim tiền hết giùm em nè. Kim tiền này của titan, kim tiền này hàng lắc kê mà không phải, và kim tiền này hàng lắc kê, kim tiền 48, kim tiền 46 và kim tiền 56 giùm em. 56 là có phổi đá nha. Bông này là bông phành tai. Cái bông phành tai này vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn 39 ngàn cho vui, mấy chị móc phành tai lên đây nha mọi người, nhìn cưng lắm, đeo nhìn đẹp lắm mấy chị. Rồi cái bông phần tai này em chốt với chị luôn với giá là 39 ngàn, vừa bán vừa tặng nha mấy chị. Bông phần tai giùm em 39 ngàn, cho em có dây chuyền hộp tròn kim cương. Bông phần tai giùm em 39 ngàn, hôm nay em tặng cho mấy chị cái dây tròn luôn. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị ơi. Dây này mấy chị đeo dài đeo ngắn được nha. Trời ơi dây tròn đang đeo là 295 ngàn. Trời ơi nó đẹp mọi người ơi, em tặng cái dây này 120 được không mấy chị? Có mấy sợi thôi nha, cái này giờ được 10 sợi thôi mấy chị, lên em mấy dây tròn 120. Trời ơi cái mặt của nó hình vuông đẹp lắm mấy chị ơi, đeo lên cổ xinh lắm. Đây là dây su bin nha mọi người, mấy chị lên em đây là dây sòn su bin phối hộp sòn ngoài trước nhìn đẹp lắm. Mấy giờ đánh cho em là dây sòn 120 kèm cho em số điện thoại, khi mấy chị đeo lên cổ là nó full sòn rồi mấy chị. Rồi chỗ nào lấy dây sòn 120 lên em mấy dây sòn 120 full gót thôi nha mọi người, đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên em mấy dây sòn 120 kèm cho em số điện thoại, ở đây phối hộp sòn nhìn cưng lắm mấy chị, em chốt 120 ngàn luôn. Mấy giờ đánh cho em là dây sòn 120 giùm em gót em qua luôn nha mấy chị. Chị nào lấy dây sòn 120 tặng dữ lắm mọi người, dây sòn 120 lên em mới dây sòn 120 kèm cho em số hội. Em chốt bạn này là 120 nha mọi người. Nó full hột sòn hết, nó đẹp lắm nha mọi người. Ở trên nè mấy chị, cái mặt của nó nè. Đeo lên nhìn cưng lắm mọi người, màu vàng thôi, em có màu vàng không có màu trắng. Đeo lên lên cổ nhìn cưng lắm, dây sòn làm chốt cho lên chim cho mấy chị 120. Rồi chứ nào hết nhẫn kim tiền rồi lên giùm em mở nhẫn kim tiền đó nha mọi người. Bị đứng comment luôn mấy chị ơi. Nhiều quá nó bị đứng luôn. Đồng hồ chị lấy đồng hồ nào chị, dây sòn full hộp đá nhìn cưng quá trời quá đất luôn. Full hộp đá giùm em nhìn dễ thương chốt 120 ngàn luôn. Trời ơi xuất sắc đợi em xíu nha, đem bẻ lại đây. Rồi nhìn giùm em nó full hộp sòn nhờ mà có 120 thôi, cái mặt nó full hộp sòn nhìn cưng lắm. Ở trên là dây, chắc là dễ đeo mấy chị 120 giùm em tặng lên 120. Em có 10 sợi em lên nhanh qua nhanh, dây sòn 120 giùm em. Nữ 26 rồi, cảm ơn chị đẹp luôn nè. Dây sòn làm chốt 120 ngàn. 120 ngàn lên cho mấy chị cái lắc tay, để em lên cho mấy chị cái lắc tay cho luôn. Dây sòn 120, dây sòn 120 kèm cho em số hội mấy chị chốt 120. Có chị nào lấy chua em qua mã nha mấy chị, cưng dễ sợ luôn. Mấy chị đánh cho em là dây sòn 120. Nhẫn kim tiền 46 nè. Không có kim tiền 40 có, kim tiền 46 nè, kim tiền 48 giùm em hàng lắc kê. Và kim tiền 56 giùm em. Rồi chứ nó hết mã nào comment mã đó giùm em, nhẫn em còn nhiều lắm để em lên nha mấy chị. Hóa cho nhẫn luôn. Rồi em lên cho mấy chị cái nhẫn chỉ titan, nhẫn chỉ titan chốt 39 ngàn nha. Nhẫn chỉ là nhẫn đeo không phai màu, và nhẫn titan này luôn chốt với chị 30 này ba mấy cái chua 38. Rồi nhẫn này mấy chị đánh cho em nhẫn 38 là nhẫn hộp cao titan luôn chốt 38 ngàn. Nhẫn chỉ titan đeo hoài giùm em 39 ngàn. Mấy chị lên em mấy nhẫn chỉ 39 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị.
Cái nhẫn chỉ em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 39 ngàn. Nhẫn chỉ 39, nhẫn này nhẫn 38 giùm em nha. Chứ hết mã nào lấy mã đó giùm em. Dây sòn 120, em có mấy sợi thôi mấy chị. Chốt giùm em 120, trời ơi, cái bạn này nữa nè. Cái bạn này có ít ít nè mấy chị. Dây sòn 120, dây sòn 120, chứ nó hết thì lấy giùm em nha. Rồi dây sòn 120 giùm em có 10 sợi, dây này em có đẹp nè. Đây đây, có nhiêu là hết hàng luôn nha mấy chị. Trời ơi, xuất sắc đẹp luôn. Em bán cái dây sòn này nó ở dưới nó full hột sòn, đến có 2 mẫu thôi. Trời ơi, nó đẹp nè mấy chị ơi, nhìn giùm em nè. Nó xuất sắc, ở ngoài nhìn xinh lắm luôn nha mấy chị. Ở ngoài nó full hột sòn luôn mấy chị, nhìn xinh dữ lắm nè. Chứ nào lấy dây sòn này em bán cho livestream luôn cho mấy chị luôn, với giá là vừa bán vừa tặng bạn này ha. Bạn này cái mặt ở dưới mặt hột sòn luôn, nhìn đẹp không mấy chị? Mặt hột sòn luôn nhìn đẹp lắm. Bạn này em chốt với chị 125 ngàn. Mấy chị lên em ở dây sòn 125 kèm kem số điện thoại. Mà nhìn nó có bị dính cái này bị lộn. Dây sòn em chốt 125, em có ít sợi thôi chứ nào lấy đó cho em, lấy dây sòn 125. Xỉu chưa mọi người, cái dây hột sòn full hết hột sòn luôn. Dạ nhẫn này nhẫn 38 giùm em. Nhẫn chỉ này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 39 ngàn. Nhẫn chỉ titan nha mấy chị. Nhẫn chỉ giùm em 39 ngàn. Đồng hồ không còn chị đẹp ơi. Có đồng hồ này cô ba. Trời ơi cái đồng hồ này đẹp lắm nè mấy chị. Rồi dây sòn này 125 ngàn nha mấy chị. Full hột sòn ở dưới nè mấy chị, nhìn đẹp lắm. Cái mặt hột sòn nhìn xinh lắm. 125 ngàn. Em bán có là tặng luôn mấy chị, cứ yên tâm giùm em nha. Dây sòn 125 giùm em, quá xinh liền em không? Quá đẹp luôn, 125 ngàn. Chứ nó hết thì chốt liền giùm em mấy chị ơi. Có nguyên bộ không? Bây giờ chị nào hỏi em nguyên bộ từ giờ luôn. Trời ơi, chốt cái đồng hàng này em không giảm được mà nó đẹp lắm mấy chị. Trời ơi, nó xỉu ơi là xỉu luôn. Nó đồng hồ này là đồng hồ siêu đắt giùm em, bản dày. Mấy chị nhận hàng, mấy chị kiểm hàng, mấy chị sẽ biết là cái đồng hồ này bản dày thì nó đẹp lắm luôn mấy chị. Bản dày nó rất là đẹp luôn, nhìn giùm em nè, em còn mấy cái duy nhất. Em còn mấy cái duy nhất để cho mấy chị săn thôi nha, em nói thiệt luôn, đây còn mấy cái nữa mọi người. Rồi mấy chị lên em mã là đồng hồ, 235 mấy chị ơi. Đồng hồ này em chốt 235. 235 ngàn, còn có nhiêu là chốt nhiêu cái thôi nha mấy chị. Ừ, hết hàng nữa. Rồi đồng hồ này em chốt 235 ngàn. 235 ngàn cho một bạn đồng hồ siêu đẹp, em phải nói là siêu đẹp luôn. 235 ngàn cho cái đồng hồ này. Mấy chị lên mẹ mới đồng hồ 235 ngàn. Cái này nhận hàng ở ngoài đẹp lắm nè, màu trắng hết sạch đúng không? Rồi mấy chị lên mẹ mới đồng hồ 235 ngàn. 235 ngàn kèm cho em phun số họ, có nhẫn nè, nhẫn đẹp đẹp không? Đồng hồ 235 kèm cho em phun số họ được lên đơn thành công mấy chị. 235 ngàn giùm em cho cái đồng hồ này luôn nha mấy chị, xỉu không? 235 ngàn, 235 ngàn giùm em, quá xinh. Mấy chị đánh giùm em ở đồng hồ 235. Cái này em còn mấy cái duy nhất của bản thương hiệu này luôn, bản dày lắm nha mọi người. Nguyên khói đẹp lắm luôn. Chứ nào mà mời đồng hồ lấy cái này em tặng được lắm luôn. Đồng hồ này em chốt 235 ngàn. Chỉ có màu vàng thôi, màu trắng em hết lâu rồi mấy chị. Màu trắng hết hàng rồi, còn màu vàng còn được mấy cái. Rồi mấy chị lên em mới đồng hồ 235 kèm cho em phun số hội được lên đơn thành công. Em chốt 235 ngàn cho mấy chị đẹp luôn, quá xinh. Vậy nó là quá xinh luôn mấy chị. 235 ngàn giùm em cho một cái. Em qua mã luôn ha mấy chị, cái này em qua nhanh. Bạn này tặng được lắm mấy chị, full hột sòn hết luôn nè. Ờ nó đẹp nè mấy chị. 235 ngàn nghe chị ơi, đánh giùm em ở dòng đồng như quên rồi. Đồng hồ 235 giùm em. Đồng hồ 235 em lên cho mấy chị cái lắc này luôn. Lắc này em sale cho mấy chị luôn. Lắc này em bán cho mấy chị thăm tặng cho mấy chị cái lắc này hôm ngày hôm nay luôn. Có lắc 100 cho mấy chị. Em bán cho mấy chị cái lắc này 100 ngàn cho vui luôn mấy chị. Lắc 100 ngàn em bán cho hết mã thôi, tại còn ít đó. Lắc này em tặng 100 ngàn luôn. Mấy chị đánh giùm em mở lắc 100. Em bán tặng 100 ngàn ngày hôm nay luôn mấy chị. Có trắng có vàng cho mấy chị luôn. Mấy chị lên cho em mở lắc 100, lắc 100 kèm cho em số điện thoại, có cái nào em kêu cái đó cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em mở lắc 100. 100k cho mấy chị luôn nha. Mấy chị đánh cho em mở lắc 100 giùm em, hôm nay em sale cho mấy chị cái lắc này luôn 100 ngàn. 100 ngàn giùm em mấy chị ơi, mấy chị đánh cho em mở lắc 100. Mấy chị đẹp đánh cho em mở lắc 100 nha mấy chị, em chốt sale bạn này luôn với 100k, em còn mấy cái thôi nha mấy chị, em còn mấy cái lắc thôi. Chứ nào để lắc 100 lên em mới lắc 100 kèm cho em phun số hồi được lên đơn thành công mấy chị. Ờ, cái gì còn đồng hồ nào mấy chị? Cho chị hết cái đồng hồ nào mà còn đó đó, cho xe cho hết mã luôn nè. Đồng hồ nhập á. Đồng hồ nhập á, đồng hồ cao cấp. Không có đồng hồ nhập. Rồi lên giùm em mã là lắc này mấy chị, lên giùm em mã lắc 100 ngàn, em chốt 100k đồng hồ 235. Rồi. Mấy cái nào mà hàng nhập mình còn rất là tặng cho mấy chị cho hết mã luôn nha được rồi. Ôi, xuất sắc, bản này là bản nạm hộp tròn, quá xinh. Rồi, chứ nào lấy mẫu này, lên giùm em, mã là lắc 100 ngàn nha. Em sale cho mấy chị cái lắc này 100 ngàn luôn, còn ít nha mọi người. Vừa bán vừa tặng vừa lỗ luôn mấy chị. Một em lắc full hộp sòn lớn giùm em 100k.
chứ nào để lắc 100 lên em mới lắc 100 kèm cho em phun số hỏi. Em chốt 100 ngàn cho mấy chị cái lắc này luôn ha. Cái chai mình lấy đâu nè, lắc 100 giùm em, 108 đúng không? Nè qua mở lắc 100 luôn. Em lên cho mấy chị cái lắc cham. Cái lắc cham ngày hôm nay em tặng 40 ngàn. Ôi lộn, 140 ngàn lộn mấy chị. Ồ, lắc cham bình thường em bán rẻ nhất cũng 160, 170. Mấy chị lên em là 108, 108 giùm em, chốt 140 ngàn cho mấy chị luôn. Em cham vàng, đeo trang vàng thiệt luôn mấy chị. 140 ngàn giùm em, mấy chị lên em là 108 giùm em, 140 ngàn. Nhẫn này mới chị lên em mới nhẫn 70, nhẫn em chốt 70 ngàn nha, xinh lắm. Mới vậy đó giùm em mới nhẫn 70 giùm em. Nhẫn 70 kèm cho em số điện thoại, nhẫn này nhẫn 79 giùm em, full hột sòn, đẹp. Nhẫn 79 nha, nhẫn 70 giùm em. Mới chị đánh giùm em là 108, cái lắc 108 nên chốt 100 140, cái lắc 108 nên chốt 140 ngàn cho mấy chị luôn. Chị nào lấy 108 lên em mới 108 140 giùm em. Cái lắc 108 nên chốt cho lên chim luôn cho mấy chị luôn, 140 ngàn. Chị nào lấy 108 lên em mới 108 140 đồng hồ. Trời ơi, sao còn ai bớt hết. Rồi đồng hồ này em chốt với chị luôn, cái lắc cham này em chốt với chị luôn với giá là 140 ngàn. Mấy giờ lên em mới lắc cham 140 giùm em ha. I'm sorry, lắc cham này 108 140 ngàn, nhẫn này nhẫn 70, nhẫn này nhẫn 79 giùm em. Chị nào lắc cham này lên em mới lắc cham 108 giùm em, 140 ngàn cho em lắc 5 cham nha mọi người, đeo lên tay sẽ rất là đẹp luôn, phải nói rất đẹp luôn mấy chị. Rồi lắc cham này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 108 140 ngàn. Mấy giờ đến giùm em là 108 140 ngàn nha mấy chị. Lên lắc chân đi, rồi ok người đẹp. Ôi cái đồng hồ này, trời ơi, như một bịch như vậy luôn nè mấy chị ơi. Bản này là đang, mấy chị lên cái trang mà Lan Lan nha mấy chị, đang chạy 2 triệu mấy á. Cái bản này là bản thương hiệu giùm em. Trời ơi nó đẹp giả mang mấy chị ơi, xuất sắc luôn giùm em. Đồng hồ này đồng hồ rất là xịn nha mấy chị, bản xịn mà bản hơi đắt nha mọi người. Em bán cho mấy chị cho livestream, bản này là bản đang chạy 2 triệu 8 đó mọi người. Chứ nào hết cái bản này mấy chị đánh giùm em mới đồng hồ 274 ngàn. Em chốt bạn này luôn với giá là 274 ngàn cho cái đồng hồ này luôn. Em bán cho mấy chị luôn, không có hàng để bán mấy chị ơi. 274 ngàn kèm cho em số điện thoại. Em chốt cho mấy chị bạn này luôn với giá là 274 ngàn. Mấy chị đánh cho em ở đồng hồ 274, 274 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Cái đồng hồ nó đẹp lắm. 274 ngàn lớn nhẫn cặp này cho mấy chị nha. Nhẫn cặp này cặp lớn, cặp lớn em chốt cái đôi chim cho mấy chị là 77 mấy ngàn bấy nhiêu nhớ, 78. Em bốn nha. Cặp nhẫn em chốt cho lời chim cho mấy chị luôn. Cả một cặp nhẫn em chốt cho lời chim cho mấy chị là 70, em tặng khách luôn. 39 như 45. Ờ 84 này. Trời em xin lỗi cho. Cặp nhẫn này cặp nhẫn lớn giùm em nha. Một sòng lớn nha mấy chị, em chốt 84.000 cho cặp nhẫn này. Mấy giờ lên em là cặp nhẫn 84, đồng hồ 274 là một cái đồng hồ của bản thương hiệu. Bản rất là xịn nha mấy chị, có lịch luôn giùm em nha. Ở trong nạm giùm em. Của hãng này luôn nha mấy chị, mang rất là bền giùm em luôn. Cái này đang chạy 2 triệu 8 á mọi người. Mấy chị thôi tự nhiên cái quên ở chỗ đó. 274 ngàn, hôm tủ nó hết mấy chị bị sót lại nè. 274 giùm em, 274 hết hàng là không có hàng luôn mấy chị. Bạn này nha mấy chị, không có hàng nữa. 274 ngàn, không gài mấy chị nào chốt chưa có báo hết á mấy chị, báo giùm em lấy lại giùm em nha. Cái này nam hay nữ gì mang cũng được mấy chị ơi. Nam hay nữ gì mang cũng được, nhưng mà tay nam nhỏ nhỏ mới mang hộp nha mấy chị. Còn mấy anh nam là hết hầm hố là mang không được, vừa vừa là mang được. 274 ngàn giùm em còn mấy cái thôi mọi người, chứ còn không có nhiều mọi người. Rồi lên giùm em mới là đồng hồ 274, đồng hồ 274 kèm cho em số điện thoại. 274 ngàn mấy chị ơi, hôm chế nào mà chưa chốt được hôm nay mấy chị chốt lại giùm em nha. Cái này đẹp xuất sắc luôn, bà bạn này chống nước rất là tốt luôn nha mấy chị, chống nước cực kỳ tốt luôn, dạng chống nước siêu tốt quá mấy chị. Rồi 274 ngàn máy xịn giùm em. Rồi em chốt 274 qua mã luôn mấy chị ơi. Trời ơi mấy nay mấy chị chốt quá trời luôn, không có. Cặp nhẫn là 84 ngàn mấy chị nha, em xíu lộn thôi nha. Rồi cặp nhẫn này cả một cặp hột sòng bự nha, không có hột sòng nhỏ mấy chị, hột sòng nhỏ. Em sorry lại gì. Cặp nhẫn 84 ngàn giùm em. Thôi cái gì vậy chị, xem sách này luôn nhìn nó thấy quá đẹp đó. Cặp nhẫn em chốt với chị luôn 84 ngàn. Ôi cho hàng mới giống đây thôi. Trời ơi một cái nhẫn quá trời xinh, quá trời xinh luôn. Cặp nhẫn em chốt 84 ngàn mấy chị. Cặp nhẫn 84 giùm em. Em lên cho mấy chị do cái nhẫn vàng nha, em nó nhiều quá mấy chị. Mấy chị lên giùm em mở là vàng 1 đi không? Được. Nhẫn vàng thôi. Hôm nay sale nhẫn vàng nè mấy chị. Nhẫn vàng su pin đẹp quá. Nhẫn vàng 1. Mấy chị ghi giùm em tứ vàng 1. Vàng 1 là em chốt cái livestream luôn cho mấy chị luôn. Trời ơi hàng đẹp không mấy chị ơi.
cái vàng một này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị, vừa bán vừa tặng luôn, vừa bán vừa tặng cái nhẫn vàng luôn cho mấy chị luôn, vừa bán vừa tặng cho mấy chị mã đầu tiên luôn 39.000. Mấy chị đến em là vàng một 39k, mấy chị đến em là vàng một chốt 39.000 cho mấy chị luôn. Chị nào nó vàng một lên em mới vàng một. Rồi em lên mấy chị mấy cái nhẫn vàng em xem hết luôn mấy chị. Nghĩ sao giờ được cái nhẫn này vậy ta. Vàng một nhẫn nha mấy chị. Màu vàng nữa mấy chị, đánh cho em chỉ vàng một nha mấy chị. Tại vì nhiều nhẫn vàng quá, hôm nay giờ nhiều nhẫn vàng quá em làm mã vàng cho mấy chị, chứ bình thường em ít bán lắm. Mà hôm nay về cái mã vàng xu bên là đẹp nha. Trời ơi nhẫn nhà em. Trời ơi chiếc này đẹp xỉu luôn. Ôi nhà đắt quá mới bán nhiều. Trời chiếc này đẹp xỉu luôn mấy chị. Mấy chị đánh cho em vàng 1 39.000. Một em nhẫn vàng su pin mang rất là bền nha mấy chị. Đồng hồ 275, ok chị, 274 giùm em, vàng 1 giùm em 39.000. Chứ nào đó chiếc nhẫn này chốt liền giùm em, vàng 1 giùm em. Xét túi em theo luôn cho mấy chị 120. Xét túi nha, mấy chị đánh cho em mà nó xét túi giùm em đẹp quá trời luôn hết mấy chị. Cầm ra thấy đẹp quá trời luôn. Xíu xíu. Rồi xét túi này hôm nay em bán 120 mấy chị. Trời ơi cả một xét túi tiền ngày hôm nay em bán 120, còn đông nhiều lắm mấy chị. Nãy giờ thực sự luôn chua lai cái gì luôn, nhiều dữ lắm mọi người. Vàng một vô thực sự luôn á, còn nhiều lắm mấy nha, không thể nào mà lai hết luôn á. Xét túi giùm em, xét dây túi em chốt với chị luôn. Mấy chị đánh giùm em mà xét túi 120, em mà có sức em lai trời ơi chắc xỉu luôn. Xét túi giùm em 120 mấy chị, xét túi em chốt cho lai chim cho mấy chị 120. Xét túi titan nha mọi người, em sorry xét túi hàng su pin nha mấy chị, em chốt 120. Dây chuyền nè mấy chị, dây chuyền bi nha, dây chuyền bi đẹp lắm. Xét này là bình thường 160 mà đợt này em còn ít em xem 120. Mấy chị đánh cho em đó là vàng 1 39.000, em tặng bạn này sập sàn luôn cho mấy chị một em nhẫn chế tác đẹp đó, bóng lắm mấy chị, bản cao cấp giùm em nha. Em chốt 39.000, mấy chị lên em đó là vàng 1 39k. Mấy chị lên giùm em đó là vàng 1 xét túi 120, cái nào mà hôm nay chốt được xét túi chúc mừng luôn. Cả ông xét túi cái dây này nó đã 100 mấy rồi mọi người. Cái dây bi này với lại cái bông cái mặt túi nó đã 100 mấy rồi mà hôm nay em bán cả xét luôn 120. Mấy chị đánh cho em đó là xét túi 120. Cái hộp rồi xét túi em chốt 120.000, 120.000 quá xinh luôn. Trời ơi hôm nay chế nào mà thấy được like xét túi này mấy chị cứ lấy giùm em qua nhanh luôn nha. Xét túi giùm em 120.000 cho chị vô bịch luôn nè mấy. Rồi chế nào lấy mẫu này lên em mới vàng 1, vàng 1 em chốt 39.000. Rồi vàng 1 đẹp quá. Trời ơi em còn có nhiều nè, mới tặng 39.000 mấy chị, nó đẹp là bản cao cấp giùm em luôn. Chiếc này mấy chị nói cho em nó vàng 1 cái trang dành thiệt luôn. Chiếc này còn đẹp nữa mấy chị, em tặng 45.000 luôn nè. Chị lớn có em bản này bản xịn bản bự nha. Chốt rồi. Mấy chị lên em mới vàng 2. Vàng 2 này em chốt với chị luôn, với giá là siêu đặc biệt luôn. Mấy chị đến cho em mới vàng 2, một em nhẫn su pin mang rất là bền nha mọi người. Em tặng bạn này 45.000 luôn cho mấy chị. Mấy chị lên em mới vàng 2 45. Vàng 2 em chốt 45.000 cho mấy chị luôn. Vàng 2 giùm em 45. Vàng 2 giùm em nha mấy chị. Xét túi 120. Dạ xét túi em chốt 120. Ôi cái đồng hồ này đẹp quá, hôm nay là ngày đồng hồ mấy chị. Trời ơi mấy chị lên mem bạn này em chốt mấy chị luôn, full hộp đá sòn màu vàng đẹp lắm. Mấy chị lên mem mới là nữ 19, em chốt mấy chị 240. Chị nói nữ 19 lên mem mới nữ 19 240.000. Cái mẫu này thì em hết màu trắng rồi. Chị nào lấy nữ 19 lên mem mới nữ 19 vàng 2 là bán tặng nha. Khởi đầu nha mọi người, chứ cái nhẫn này em bán nói chung là cũng chung giá với mẫu nhẫn màu trắng thôi, 60-70.000 mấy chị, em đang tặng 49.000. Chị nào đang xem livestream đánh cho em là vàng 2 45, em bán bạn này 45.000 nữa mấy chị, full nộp đá đẹp lắm. Vàng 2 giùm em 45.000. Cái đồng hồ này trời đeo lên chiếc nhẫn với cái đồng hồ này nó xỉu mọi người, nó đẹp. Rồi nhẫn đồng hồ này mấy chị lên em mới nữ 19 240. Mấy chị đánh cho em là nữ 19 em chốt 240.000. Chị nào lấy nữ 19 lên em mới nữ 19 240 nha mọi người, 240.000 giùm em. Vàng 2 giùm em 45.000, nữ 19 giùm em 240.000 cái đồng hồ này. Còn mấy cái mấy chị đẹp quá. Chị nào lấy nữ 19 là em mới nữ 19, rất là xinh luôn, tặng khách 240.000. 240k giùm em mấy chị ơi. Trời ơi xinh quá, nữ 19, nữ 19 giùm em vàng 2. Vàng 2 tặng mấy chị luôn giá là 45.000. Chị nào lấy vàng 2 lên em mới vàng 2 45, em lên cho mấy chị cái dép nè. Dép em chốt cái livestream cho mấy chị là 48 đúng không? Dép này em chốt cái livestream cho mấy chị là 48.000. Dép titan cho mấy chị đeo thường xuyên giùm em. Dép 48, dép 48 kèm cho em số điện thoại mấy chị ơi. Cái dép này em chốt cho livestream cho mấy chị là 48.000. Chị nào lấy dép 48 lên em mới dép 48 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Bạn này em chốt 48.000 một em dép titan đeo thường xuyên được giùm em ha. Mấy chị đánh cho em là dép 48. Dép này em chốt cho livestream cho mấy chị là 48.000.
Vàng 2 em tặng cho Lê Chim là 45.000 qua mã. 45.000 dùm em luôn. Màu vàng đẹp đẹp không giờ sao giờ mấy chị. Màu vàng su bin là mấy chị mang bền lắm á, nó phủ nano vàng, không phải là mang giống như mấy cái đợt đợt đầu mấy chị, chứ mấy cái đợt sau này màu vàng là mang gọi là đỉnh luôn mấy chị. Màu vàng là mang gọi là siêu đỉnh luôn. Lý do tại sao em bán màu vàng nhiều được chứ không có đâu nha mọi người. Đợt này màu vàng mang khách phía bắc rất là nhiều luôn, nó đẹp quá mọi người. Mà nó mang bền nó, trời ơi. Chiếc này là cái đài nó đẹp khủng khiếp luôn mấy chị. Em chốt mấy chị vàng 3. Cái nhẫn vàng 3 này em chốt 50-59 ngàn. Mấy chị lên em mới vàng 3 59 giùm em ha. Mấy chị đến giùm em mới là vàng 3 em chốt 59 ngàn giùm mấy chị luôn. Màu vàng với màu trắng để riêng đi ha. Cho dễ. Vàng 3 giùm em 59 ngàn. Cho mấy chị lên em mới là vàng 3 59 ngàn kèm cho em xuống thoại. Tại đợt này giờ nhẫn vàng đẹp đẹp không mấy chị, nhẫn vàng mà mang bền lắm, mang kết được luôn. Trời ơi, nguyên một hộp đá sòn, hộp sòn mấy chị ơi. Cái này thì không có màu trắng, trời ơi. Vàng 3 giùm em, chiếc này là đỉnh luôn nha mấy chị, nhìn cái em cổ nè. Em chốt với chị bạn này 59 ngàn. Mấy chị đánh giùm em là vàng 3 59k. Bản ổ sòn to đẹp nha mấy chị. Vàng 3 giùm em 59 ngàn kèm cho em số điện thoại là được linh đơn thành công. Em chốt với mấy chị cho live stream luôn với giá là 59 ngàn, 59 ngàn. Vàng 3 giùm em 59 ngàn. Ôi như nhìn như nhớ gì không? Rồi khi nào lấy dây này lên em hả? Dây này em chốt 96 ngàn, nhỏ nhỏ xinh xinh cưng lắm. Dây này mấy chị lên em mấy dây 96 có trắng với vàng. Bà này rất là tặng nha mấy chị. Mấy giờ đánh cho em mấy dây 96 vàng 3 này xinh lắm. Vàng 3 giùm em là 59 ngàn. Em bán tặng hết mấy chị màu vàng này hôm nay là có nhiêu em bán tặng nhiêu cho mấy chị luôn nè. Vàng 3 giùm em 59 ngàn kèm cho em số điện thoại xinh quá. Em bán 59 ngàn luôn cho mấy chị luôn. Rồi chỗ nào lấy dây này lên em mấy dây 98. Rồi dây 96. Mấy giờ đánh cho em là dây 96 kèm cho em số điện thoại nha. Em chốt 96 ngàn cho mấy chị bạn dây này luôn, quá cho đẹp. Mấy giờ đánh cho em là dây 96 vàng 3 giùm em 59 ngàn. Em lên cho mấy chị vàng 3 59 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị cái vàng 4. Ôi hộp đẹp với sao luôn mấy chị. Đẹp cũng khiếp luôn mấy chị ơi. Nhìn giùm em nè. Đi trang vàng thiệt giùm em nha. Vàng 4 giùm em. Bạn này em tặng cho khách luôn. Hộp sòn bự, hộp cao đẹp 49 ngàn. Mấy chị lên em là vàng 4. Vàng 4 này em chốt cho live stream cho mấy chị 49 ngàn. 49 ngàn giùm em luôn hả mấy chị. Vàng 4 giùm em 49 ngàn kèm cho em số hỏi. Hộp sòn cao đẹp lắm. Mấy chị đánh giùm em là vàng 4 giùm em 49 ngàn. Rồi chị nào lấy dây chuyền này, mấy chị đánh giùm em mã là dây này em chốt với chị 96 ngàn. Mấy chị đánh giùm em là dây 96 có màu trắng với màu vàng nha. Bạn này siêu tặng, mấy chị đánh giùm em mấy dây 96 trắng hơn vàng giùm em. Dây 96. Gì? Yeah. Vàng 3. Đó nè. Ủa chị chưa đưa. Rồi vàng 3, vàng này vàng 4 giùm em, vàng 4 đẹp lắm. Ủa trụ nó cao mà xinh lắm mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc luôn, mấy chị mang này nó không có phai ra màu mà nó đen thù lùi nha mấy chị. Mấy chị mang lâu rồi nó chỉ cũ thôi màu vàng này nha mấy chị. Nên mấy chị mang cảm giác nó rất là bền luôn á. Mấy chị mang là chỉ sợ nó cũ thôi. Rồi vàng 4 giùm em, vàng 4 giùm em. Em tặng rồi mấy chị mang mua thử chiếc cho mọi người. Chị tặng 49 ngàn. Trời ơi em tặng chiếc nhẫn nó 49 ngàn mấy chị. Khủng khiếp luôn. Vàng 4 giùm em 49 ngàn. Đẹp. Đẹp xuất sắc luôn giùm em. Em lên cho mấy chị cái lắc này em kêu cho hết đi. Lắc này là chị like màu vàng đó nè. Trời em sale có 140 ngàn thôi. Cái này lắc là lắc gì mấy nhi. Lắc này lắc nào nhiều quá. Bơi. Mấy chị lên giùm em ở lắc bơi 20. Lắc bơi 20 em chốt sale là 140. Cái lắc bơi 20 em chốt 140 có kia được rồi. Lắc bơi 20 giùm em 140 ngàn. Chị nào lắc bơi 20 lên em mới lắc bơi 20 em sale 140 ngàn cho mấy chị luôn. Chị nào lấy lắc bơi 20 lên em mới lắc bơi 20 em chốt 140 ngàn cho mấy chị luôn, quá trời xinh. Lắc bơi 20 giùm em 140 ngàn kèm cho em phun số điện thoại nha mấy chị. Kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Lắc bơi 20 em sale 140 ngàn. Còn này là bơi 21 giùm em cũng 140 ngàn nhưng mà nó màu vàng. Rồi dây cổ em đang đeo là dây sòn 295 hả mấy chị. Dây cổ em đang đeo là dây sòn 295. Lắc bơi 21 giùm em là 140 luôn nha mấy chị. Lắc bơi 21 săn sale giùm em 140. Này lắc bơi 20. Lắc bơi 20 vậy lắc bơi 21 giùm em. Có bông tai giùm bơi em lên bông tai su bin nha mấy chị nha. Ôi nhẫn còn nhiều lắm mấy chị ơi. Trả này mấy nha. Mã này mặt cuối lắm. Em tặng nhẫn đẹp ghê luôn á. 55 quên. Nhẫn này em lên cho mấy chị 64 ngàn lên bông. Bông này còn mấy nha. Em lên cho mấy chị nhớ lâu. Mấy chị lên em mấy bông su bin nè mấy chị. Một em bông su bin em chốt cho live stream cho mấy chị 35 ngàn luôn.
Chị nào lấy mẫu này lên em là su bin 35. Đâu bông này là bông dạng su bin nha mọi người. Em chốt trên livestream cho mấy chị 35.000. Nhẫn này em chốt 64.000 cho mấy chị luôn. Nhẫn 64 nè. Nhẫn này nhẫn 90. Nhẫn 90 giùm em rất là xinh luôn. Mấy chị lên em mới nhẫn 90, nhẫn này nhẫn 64 giùm em ha. Nhẫn 90 và nhẫn 64 kèm cho em số điện thoại luôn. Chứ nó hết mã nhẫn nào comment mã nhẫn đó giùm em nha, xinh lắm. Bông này em chốt với chị 34.000, mấy chị 35.000, mấy chị lên em mới su bin 35. Su bin 35 giùm em. Bấy nhiêu em lấy cái bịch đổ giùm chị. Cho nó gọn cho kiếm mấy khác. Em nhớ còn một bịch nhẫn đẹp lắm, chữ like đây bông tai này. Bông này còn với bông này mấy chị lơ mê mới là bông 44 giùm em, cũng là bông suin mà nó full đá bi gớt nó đẹp lắm mấy chị. Mấy chị lơ mê mới là bông 44 giùm em. Lai hoài nhưng mà còn hàng nhiều lắm á. Rồi mấy chị lơ mê mới là bông 44 chút mấy chị, đâu này là 44.000 nha mấy chị. Bông 44 giùm em là một bạn bông suin rất rất đẹp luôn, chút 44k. Bông này mấy chị lơ mê mới là suin 35, này là có hộp sòn cao ở trên nha mấy chị, đẹp lắm, suin 35 kèm cho em số họ luôn ha. Chị đánh giùm em mã là dây dây gì chị quên rồi. Dây sòn 295, đừng cho dây chị đeo. Tại vì em đeo nhiều dây lắm mấy chị, em nói thiệt luôn, một đêm online rất là nhiều mã dây luôn. Mấy chị đánh giùm em dây dây sòn 295, dây này là mang siêu bền nè mấy chị. Xuất sắc luôn, dây này đẹp lắm, gọi là em phun mang biết bao lâu rồi mấy chị. Mà vẫn còn đang like cho mấy chị mà nó còn sánh chân luôn. Dây đẹp chốt với chị là 149.000. Màu vàng nha mọi người, dây 149 giùm em, màu trắng là 106. Tại vì em like màu trắng lúc nào mấy chị cũng hỏi màu vàng, sẵn em lên luôn đi. Rồi mấy chị lơ em mới là dây 149 là màu vàng, màu trắng là 106 giùm em, màu trắng 106. Rồi chứ nào ở dây 149 là em ở dây 19, còn dây 106 là em ở dây 106. Bông này là bao nhiêu tiền chứ quên. Rồi bông này mấy chị lơ em mới là su bin 47 là 47.000 thôi. Bông 47 cũng được. Bông này em chốt với chị 47.000, dạng của nó dạng khoen, hàng su bin mang hoài, màu trắng đeo hoài luôn nè mấy chị. Bông này em chốt 47.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em mới là bông 47, bông 47 kèm cho em số điện thoại, em chốt 47k nha mấy chị ơi. Ồ lên son, trời ơi quên, son mất tiêu rồi mấy chị. Mấy chị thấy cái son đâu mấy chị. Rồi bông này em chốt với chị luôn với giá là 47.000. Mấy chị đánh cho em mới là bông 47, son siêu lì giùm em, son siêu đã giùm em luôn. Rồi cái son này em chốt cho livestream cho mấy chị rất là tặng, mấy chị cứ lên giùm em. Đây là son nữ hoàng Ai Cập và son này rất là hot luôn mấy chị, ba đơ giùm em. Em bao toàn ở Facebook luôn, không ai bán giá này luôn mấy chị. Em chốt với chị luôn với giá là 55k một cây. Ôi ơi cái son nó đẹp mà nó có 6 màu son nha mấy chị, nhìn giùm em nè. Ôi ơi nhận hàng còn mê dữ nha mấy chị ơi. Rồi cái son này là coi cái son 6 màu giùm em, có 6 màu son giùm em nha mấy chị. Chết rồi em làm cái dầm rồi. Chết rồi, để em test cho mấy chị luôn hai bên. Hai bên là nó 2 màu, 3 màu. Nó này là 3 màu là một cây nha. Chết rồi em test như vậy là đeo vòng lên đâu được. Trời ơi chị test như thế này nè mấy chị. Cây này là 6 màu giùm em nha mấy chị, siêu thích giùm em đây. Chị nào lấy son này lên giùm em mã là son, mấy chị đánh giùm em mã là son son 55. Em chốt 55k có 6 màu giùm mấy chị. Dạ chắc son này rất là lì mà dưỡng luôn mấy chị. Giá thị trường đang chạy bao nhiêu mọi người? 100 mấy gần 200.000 một cây. Em phun tặng cho khách của em với giá là 55.000 một cây mấy chị. Em tặng cho mấy chị cho livestream với giá là 55.000 một cây son. Mấy chị lên em mã son 55 giùm em có 6 màu son nha mấy chị đây. Có đủ 6 màu chắc dưỡng mà siêu lì giùm em. Mấy chị đánh giùm em mở là son 65 kèm cho em 55. Em chốt trên livestream cho mấy chị là 55.000 thôi. Mấy chị lên em mở là son 55, son 55 giùm em. Dạ cái son này em chốt cho livestream cho mấy chị rất là tặng luôn, 55.000. 55.000 mấy chị tự trải nghiệm luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn giùm em. Không ok gửi về trả em luôn mấy chị. 55k một cây chị đẹp ơi. Mấy chị đánh giùm em mở là son 55 kèm cho em số điện thoại. Đây có đầy đủ tem mộc và cái hộp của nó đẹp lắm. Lâu lâu có một đợt mấy chị cứ chốt cái son này để dành xài đi, tới 6 màu luôn mấy chị. Mua làm quà tặng cũng rất là hot luôn mấy chị. Mấy chị lên em mới son 55 kèm cho em số điện thoại. Rồi em chốt mấy chị bông này là mấy chị lên em mới là bông 47. Em chốt mấy chị luôn 47.000. Bông 47 giùm em. Rồi tiếp tục lên bông cho mấy chị luôn ha. Bông này siêu xinh luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp khủng khiếp. Em chốt mấy chị đâu bông này 68.000 mấy chị. Trời ơi lên tay nè mấy chị ơi. Mấy chị đánh cho em là bông 68. Em chốt mấy chị đâu bông này luôn với giá là 68.000. Mấy chị đánh cho em là bông 68 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em chốt 68k. Rồi chứ nào đôi bông 68 lên em đôi bông 68 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Còn đôi bông này mà bông ý trắng, bông ý vàng siêu xinh luôn mấy chị. Bông ý trắng, bông ý vàng chốt với chị 49.000. Mấy chị lên em đôi bông ý trắng, đôi bông ý vàng dạng khoen. Em chốt với chị cho livestream là 49.000. Mấy chị lên em đôi bông ý trắng, đôi bông ý vàng. Em chốt với chị cho livestream luôn với giá là 49.000 mấy chị quá xinh. Bông ý trắng, bông ý vàng giùm em 49.000. 49k lên cho mấy chị một đôi bông titan đeo hoài giùm em.
nó đẹp nè mấy chị. Chốt với chị mẫu này là VIP 50. Mẫu này mấy chị lên em là VIP 50 giùm em. Mấy chị lên giùm em mẫu bông này là VIP 50 kèm cho em phun số điện thoại nha mấy chị. Em chốt bạn này luôn với giá là 50.000 cho mấy chị một em bông titan nha mấy chị đeo hoài. Mấy chị lên giùm em là VIP 50 kèm cho em phun số điện thoại là được lên đơn thành công. Em chốt bạn này luôn 50.000. Em chốt bạn này luôn cho mấy chị luôn với giá là 50.000. Mấy chị lên em là VIP 50. Mấy chị đẹp lên giùm em là VIP 50 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em chốt với chị luôn với giá là 50.000. 50.000 giùm em một em bông titan đeo hoài. Mấy chị đánh giùm em là VIP 50. Xem lại cái gì chị đẹp không? Để em xíu đi em đến này coi. Trời ơi. Tự nhiên có một chiếc kia nè. Đây. Đẹp 69 bên gọn quá nha. Nhẫn đẹp này em chốt 69.000 siêu xinh. Cái này đẹp 55. Thôi lên đẹp 55 đi, đẹp 69 đi biết. Để coi. Cái nhẫn này em chốt với chị 55.000 luôn. Mấy chị lên em nó đẹp 55 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 55.000 cho cả một hai chiếc nhẫn nha, một chiếc nhẫn sorry mọi người. Còn bạc bầu này là bạn hột sòn to, em chốt 73.000. Mẫu này mấy chị lên em nó đẹp 55, nhẫn này nhẫn 73. Nhẫn này nhẫn 73 giùm em, nhẫn túi tiền chốt cho livestream cho mấy chị cái nhẫn túi này với giá là 69.000. Chị nói nhẫn túi nha, để em chốt nhẫn túi bự quá để xíu lên. Nhẫn 69 là nhẫn nào mấy chị đánh cho em đẹp 69 cái nhẫn này em like nhanh luôn chị. Chưa kịp like luôn mấy chị đánh cho em nó đẹp 69. Nhẫn này full hột sòn hết luôn nha mấy chị đánh cho em nó đẹp 69 giùm em luôn. Đẹp 69 nè, đẹp 55 giùm em, đừng đánh nhẫn 55 mấy chị. Nếu mà sự nó là mã 55 thì em đọc là nhẫn 55 chứ em không có đọc đẹp 55 đâu mấy chị. Mấy chị đánh cho em chữ đẹp 55 em mới nhận đơn được. Mấy chị đánh cho em nó là đẹp 55 giùm em, chốt 55k cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em nó đẹp 55. 55.000 giùm em lên cho mấy chị một em lắc khoen lật. Hàng của Subin nha mấy chị, mang thường được đẹp lắm. Lắc này em chốt với chị 80.000. Mấy chị lên giùm em mã lắc 80. Bông em đeo là bông H90 đúng không? H90 giùm em 39.000 mấy chị. H90 đó bông này em chốt 39.000 cho mấy chị luôn. Rồi chỗ nào lấy lắc này lên em mã lắc 80 kèm cho em số hỏi. Mẫu này mấy chị lên em mã đẹp 55, mẫu nhẫn này nhẫn 73. Còn mẫu nhẫn này mấy chị lên em mã là đẹp 69, đẹp 69 giùm em. Nói mấy chị nhớ giùm em ghi chữ đẹp nữa mấy chị. Nhớ giùm em ghi chữ đẹp giùm em nữa nha mọi người ơi. Ôi em lên cho mấy chị cái lắc này em chốt mấy chị 80.000, mấy chị lên em mới lắc 80. Em lên cho mấy chị cái bạn này luôn. Bài bưng bao giờ. Chambi này em chốt cho livestream cho mấy chị 135.000, cho nó lấy chambi lên mấy chambi siêu đẹp 135.000 cho em luôn ha. Chambi làm chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 135.000. Chị nào lấy chambi lên mấy chambi 135 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em chốt 135.000 cho mấy chị cái chambi này luôn. Chứ nào lấy chambi lên em mới chambi 135. Chứ nào hết nhẫn nào chốt liền giùm em nhẫn đó nha mấy chị. Chốt liền giùm em luôn. Quá trời xinh luôn. Rồi tiếp tục lên cho mấy chị cái nhẫn túi tiền. Nhẫn túi này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 69.000. Nhẫn này là nhẫn vuông 69 là hộp vuông đẹp đến mấy chị. Vuông 69 và vuông 68 là màu vàng. Vuông màu vàng là 68.000. Vuông màu trắng là 69.000 nha mấy chị. Nhẫn túi em chốt mấy chị 69.000 luôn. Chứ nào lấy nhẫn túi là em mới nhẫn túi 69 kèm cho em phun số hội được lên đơn thành công. Đậm lên cho mấy chị em dây titan rất là xinh luôn. Mang thường xuyên giùm em không phai màu mà mặn này đẹp lắm, bán 55.000. Mấy chị lên em là T23, cái dây chuyền em chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị lên em là T23, em chốt 55.000 cho mấy chị cái dây chuyền này luôn ha mấy chị. T23 là một em dây chuyền titan mang không phai màu. T23 giùm em 55.000 kèm cho em số hội một em dây titan nha mấy chị. Chị nào lấy T23 lên em mất T23 giùm em 55k. Có niềm đổ này giùm chị luôn, chị luôn like nha. T23 giùm em 55.000, em qua nhẫn luôn nha mấy chị. Rồi, T23 là 55.000 lên cho mấy chị set bộ titan mà đẹp lắm nha mấy chị. Chứ nào mà thích mang thường xuyên mà thích mang cả bộ mà siêu xinh thì mấy chị lấy giùm em set này. Set này set dây 2 em chốt cái livestream cho mấy chị 120.000. Chứ nào lấy set dây 2 lên em mới set dây 2 120.000 giùm em nha. Em chốt 120k cho mấy chị luôn là gồm dây chuyền. Dây chuyền rất là xinh nha mọi người và kèm bông tai luôn, chốt 120. Mấy chị lên em mới set dây 2 120.000 kèm cho em phun số hội, không xin không lấy tiền nha mọi người. Set dây 2 giùm em là một set titan rất là cưng luôn, chốt 120.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị lên giùm em mới set dây 2 120 kèm cho em phun số hội nha mấy chị. Rồi em cảm ơn chị đẹp luôn nè. 120 cho cả set một set dây titan, mấy chị đánh cho em mấy set dây 2 120.000.
120.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị bỏ bịch giùm chị luôn đi mấy, cho nó gọn luôn, cho nó dễ. Đây, để mấy. Sách dây 2 giùm em 120 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em lên cho mấy chị cái sách dây 3. Cái sách dây 3 là nó màu vàng, cho chị nào mà thích màu vàng nha mấy chị. Em chốt với chị cũng là 120 luôn. Sách dây 3 cũng là sách titan, em chốt 120.000 cho mấy chị luôn ha. Chị nào lấy sách dây 3 lên em mới sách dây 3, em chốt 120 cho mấy chị luôn. Chị nào lấy sách dây 3 lên em mới sách dây 3 120.000 cho cả một set nha mọi người. Cho cả một set giùm em, set dây 3 giùm em nhưng mà nó là màu vàng nha. Set dây 3 giùm em 120, set dây 3 giùm em 120 kèm cho em số điện thoại luôn nha mấy chị. Em chốt 120.000, không có set dây 1 cũng xin là đếm lên em làm mã cho mấy chị luôn. Trời ơi, cái set này gọi là cháy hàng mấy chị ơi, còn mấy set cuối cùng. Set dây 1 giùm em 120, set dây 1 là hình cái đá, full đá bigot nha, đẹp lắm. Set dây 1 giùm em cũng là 120. Chị nào lấy set dây 1 lên giùm em mấy set dây 1 120 chị em đeo là dây 160 dây 149 giùm em. Dây 160 dây 149 giùm em. Rồi chị nào lấy set dây 1 lên em mới set dây 1 chốt 120.000 luôn ha. Set dây 1 cũng rất là xinh luôn, cũng là hàng titan, em chốt 120, 120 giùm em luôn. Set dây 1 giùm em 120, 120 giùm em luôn. Rồi em lên cho mấy chị cái set này gọi là set hoa hậu của shop em. Bán rất là chạy luôn, một cái dây mì nó đẹp mấy chị ơi. Set này chỉ nào hết đánh giùm em mã là set bạch kim em chốt 129.000. Set bạch kim rất là xinh nha mấy chị, em chốt 129.000 cho mấy chị luôn ha. Mấy chị đánh giùm em nó set bạch kim 129.000 kèm cho em số điện thoại. Set bạch kim em chốt cho mấy chị luôn 129.000 nha mấy chị, cả một set bạch kim em chốt 129.000 cho mấy chị luôn. Là dây chuyền kèm bông tai nha mọi người, rất là xinh luôn. Set bạch kim này em chốt cho livestream cho mấy chị 129k, quá xinh giùm em luôn mấy chị, quá đẹp. Set bạch kim này em chốt 129.000 mấy chị, nhờ em cái dây này nó cưng cho mấy chị, cái dây nó rất là sáng luôn giùm em nè. Set bạch kim này em chốt cho mấy chị cho livestream luôn với giá là 129.000 nha mấy chị. Đây, xinh quá. Xinh lắm luôn, set bạch kim giùm em 129 giùm em. Chị nào hết set thì cũng set giùm em. Này bông ý mình bán tặng là 45.000. Cái bông này em chốt cho livestream cho mấy chị 45.000. Mấy chị lên em mới là bông ý 45. Đúng không? Mấy chị đến cho em mới là bông ý nên em chốt 45.000. Bông ý em chốt cho mấy chị luôn với giá là 45.000 mấy chị ơi. Bông ý 45 kèm cho số điện thoại giùm em nha. Em chốt bạn này luôn 45.000, có bông tai, ít cái bông tai em lên cho mấy chị luôn nè. Bông ý 45, bông ý 45 kèm cho em số điện thoại luôn. Bông này em chốt mấy chị 49.000, không đẹp không lấy tiền luôn. Mấy chị đánh giùm em là bông 49 giùm em. Em chốt bạn này luôn cho mấy chị luôn giá là 49.000 nha mấy chị, siêu xinh giùm em luôn. Mấy chị đánh giùm em là bông 49 giùm em, chốt 49k cho mấy chị luôn nha, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn mấy chị đánh giùm em là bông 49, bông 49 giùm em. Bạn này dạng của nó là dạng hai màu, chốt 49.000 cho mấy chị luôn ha. Rồi chỗ nào để bông 49 là em là bông 49, còn bông sòn với bông vuông. Bông sòn với bông vuông này em chỉ có bán tặng thôi mọi người, em chốt 25.000 một đôi. Mấy giờ đến em là bông sòn 25 và bông vuông 25. Chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em nha. Cái bạn này mấy chị khách mới mấy chị có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Em bán cho mấy chị trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng giùm em luôn. Mấy chị lên em mở là bông sòn 25 và bông vuông 25. Bông sòn 25 và bông vuông 25, set bông 60 đi chị, set bông cả 3 đôi bông titan chốt 60.000. Mấy chị đánh giùm em mà nó set bông 60 giùm em ha. Bông sòn này em chốt 25 và bông vuông 25.000 giùm em. Chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em trong vòng 1 tháng nha mấy chị. Bông sòn 25, bông vuông 25 giùm em. Rồi đây chị ơi, đây mấy chị lên giùm em mã là set bông 60 là cả một set bông titan nha mọi người. Rất là cưng luôn, em phải nói rất là cưng luôn mấy chị, 60.000 cho cả một set bông titan mang thường xuyên. Mấy chị lên em mã set bông 60 giùm em chốt cho mấy chị cả set này luôn với giá là 60.000. 60.000 nha, rất là xinh giùm em luôn. Mấy chị lên em mã set bông 60 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Dây phụng này hả chị, dây phụng này em chốt 69.000. Em có một cái dây nhẫn titan đeo hoài giùm em, này là siêu phẩm 55 giùm em. Cái này là đeo hoài không phai màu nha mấy chị. Chị nói siêu phẩm 55 lên em mã siêu phẩm 55 kèm cho em số điện thoại. Dây phụng này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 69.000. Dây phụng 69.000 kèm cho em số điện thoại dây phụng 6D nha mọi người, rất xinh luôn. Mấy chị lên em mã dây phụng 69, ở đây dây phụng 59, cái này em có like rồi, em lên lại cho mấy chị luôn. Để em dẹp này bớt. Rồi dây phụng em chốt với chị cho livestream luôn giá là 59.000 là dây phụng màu vàng. Mấy chị lên em mã dây phụng 59 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị, bài này xinh lắm. Em chốt 59.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đánh cho em mã dây phụng 59 kèm cho em phun số điện thoại được lên đơn thành công. Mấy chị là được lên đơn thành công, mẫu này xinh quá. Em tặng mấy chị một mã này giá 99.000 nha mấy chị. Mình tới xịn máy bên nha. Xịn mới luôn nè, mặt đẹp lắm, hàng đắt lắm luôn mấy chị. Em tặng cho vui một mã nè. Rồi, cái này hàng đắt lắm. Xịn 36 giùm em 99.000.
Mấy chị thích mẫu này mấy chị lên em mới xịn 36 chút cho mấy chị luôn, cho lên chim với giá là 99 ngàn. Thì nó xịn 36 lên em mới xịn 36 99k em tặng cho vui mã này nha mấy chị. Xịn 36 giùm em 99 ngàn kèm cho em số điện thoại mấy chị, em chốt 99 ngàn. Hộp này không liên quan rồi đây. Rồi chứ nó xịn 36 lên em mới xịn 36 chốt 99 ngàn cho mấy chị luôn. Xịn 36 là cái dây chuyền này nha, cái mặt của nó đắt lắm á mọi người. Em lên cho mấy chị cái nhẫn đồng nha, xích sắt. Em lên cho mấy chị xỉu dặn đồng mang hoài, cái này đồng mấy chị đến cho em mới đồng hiệu. Đồng hiệu chốt mấy chị 60 ngàn. Đồng vuông giùm em 65 ngàn. Đồng vuông 65 này em nhớ đồng 22. Rồi đồng 22 em chốt bộ, sorry, em chốt cho mấy chị luôn 55 ngàn. Đồng đồng hiệu giùm em là 60 ngàn. Đồng vuông giùm em 65. Và đồng này là đồng 22 em chốt mấy chị luôn 55 ngàn. Đồng 22 giùm em 55 ngàn. Cái này vàng đồng hết nha mọi người. Cái dây này mấy chị lơm em mới là xịn 36. Em chốt 99 ngàn cho vui nha mấy chị. Dây này đẹp lắm, hàng đắt nha, em bán 150 đó mọi người. Em tặng mã này 99 ngàn. Giờ nó xịn 36 lên em mới xịn 36, chút nhanh chút liền nha mọi người. Chứ đâu thấy cái like này cứ chốt đi mọi người. Em tiếp tục cho mấy chị luôn một cái dây xịn luôn, cũng với giá 99 ngàn luôn. Chẳng thêm lên nha mấy chị. Đẹp xíu, xịn 37 liền giùm em. Trời ơi, xuất sắc. Em bán cho mấy chị 99 ngàn, xuất sắc luôn. Xịn 37 giùm em 99 ngàn, dây bi su bin nha mọi người, có tân đơn. Xịn 37 giùm em, tặng bạn này mạnh luôn, giá là 99 ngàn. Cho nên xịn 37 lên em mới xịn 37, 99k. Rồi mấy chị lên em mới là đồng đồng hiệu giùm em là 60 ngàn, đồng vuông 65. Còn đây mấy chị đánh giùm em mới là đồng đồng gì quên nữa, đồng 22 giùm em 55 ngàn. Em qua mã vàng đồng đeo hoài. Đồng này đồng 3 giùm em, cái này mới đẹp nữa mấy chị, đồng 3 siêu đỉnh luôn 90 ngàn. Mấy chị đánh giùm em mới là đồng 3 90. Mấy chị đánh giùm em mới là đồng 3 90. Xịn 37 giùm em, dây bi su bin nha mấy chị, rất là sáng, kèm cái mặt luôn. Em chốt JB này bán lẻ không đáng 120 nữa mấy chị, thiệt sự luôn. Rồi em chốt kèm cái mặt luôn cho mấy chị 99 ngàn. Mấy chị lên em ở dưới là mặt kim tiền, nhìn đẹp lắm mấy chị ơi, cái mặt nó cưng lắm. Mấy chị lên em xịn 37 em chốt 99 ngàn luôn. Xịn 37 em tặng 99 ngàn. Đồng 3 giùm em là đồng 3 chị chốt nhiêu quên, 90. Mấy chị lên em đồng 3 90. Đồng 3 cái màu trà, còn là cái màu vàng còn. Màu vàng. À. Rồi em lên cho mấy chị cái nhẫn đá vàng, nhẫn đá trà. Đá trà và đá vàng chốt với chị luôn 67 ngàn. Đá trà, đá trà 67 và đá vàng 67 giùm em ha. Đồng 3 giùm em. Xịn 37 em tặng cho mấy chị cho lê chim luôn với giá là 99 ngàn luôn mấy chị. Chứ là xịn 37 lên em mới xịn 37, 99 ngàn. Em giữ cái dây này không có nhé. Xịn 37 giùm em 99 ngàn để em kiếm một cái mã bán tặng cho mấy chị 99 ngàn. Không 99 ngàn được mấy chị. Xịn 37 giùm em 99k kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Chị nào lấy xịn 37 lên em mới xịn 37 em chốt 99 ngàn cho mấy chị luôn. Xịn 37 em tặng 99 ngàn luôn. Bạn này xinh lắm, em qua mã. Rồi chứ nào lấy đánh giùm em mã là đồng trà 67 giùm em. I'm sorry. Trà 67 nè mấy chị. Và vàng 67 giùm em. Đồng 3 giùm em. Đồng 3 mang hoài giùm em 90 ngàn. Mấy chị lên em mới đồng 3 90. Đồng 3 em chốt 90. Mấy chị lên em mã là trà 67 nè mấy chị. Trà 67 và vàng 67 giùm em ha. Rồi cái mẫu này thì rất là cưng luôn. Em có nhẫn 72 ngàn cũng đẹp lắm. Bây giờ em tính lên mình chưa lên. Nhẫn 72 này xinh lắm mấy chị. Chị nào lấy nhẫn 72 mấy chị lên em mới nhẫn 72 siêu đẹp nha mấy chị. Nhẫn 72 này em chốt với chị luôn giá là 72 ngàn siêu xinh. Rồi chứ nào lấy nhẫn 72. Em có lớp chân này mấy chị. Ôi xuất sắc xuất sắc. Lớp chân này lớp chân may mắn hàng của Titan. Em chốt cho lời chim cho mấy chị là 65 ngàn. Mấy chị lên em mấy chân may mắn 65. Còn cái này mấy chị lấy cho em là đồng. Mấy chị lấy cho em là nhẫn 72. Nhẫn này em chốt cho lời chim luôn cho mấy chị 72 ngàn. Rồi chân này mấy chị trời siêu đẹp. Mấy chị lấy cho em mấy chân may mắn hàng của Titan đeo hoài 65 ngàn. Chân may mắn 65 giùm em, nhẫn này nhẫn 72. Chị nào lấy chân may mắn lên em mới chân may mắn. Còn chị nào lấy nhẫn 72 lên em mới nhẫn 72 siêu xinh nha. Lắc cho chị xi măng cho 160. Năm nào cũng được, không có đem.
Hello mấy chị đẹp. Ồ, chưa quên đi cái cáp nữa. Thuận ơi, lát ra lấy cái hộp dưỡng mi, cái dầm của Mỹ mới về, ra ngoài lấy chị hộp, lát chị la cho khách nha. Ừ, cái cây dưỡng mi, cô cái cây gì đó. Nguyên hộp. Này nhé, xem. Ờ, nãy chị đem vô trong buồng chị để nữa. Chị có đem vô rồi đó. Một đất chân đẹp quá. Dạ, dây chuyền em đang đeo quá chị. Dây chuyền em đeo là dây vuông. Cái dây vuông này thì em chốt cho livestream cho mấy chị là 165 ngàn đó chị. Đây, cái dây vuông là dây em full đang đeo là 165 ngàn. Có lô cưng luôn nha chị ơi. Chị hết dây này lên, mẹ mới dây vuông 165 giùm em ha. Quá xinh luôn. Hai mấy đoạn 22 dây vuông là 165.